Mao Sơn Quỷ Đạo, Lâm Nguyên. Tập 21. Mập Hòa Thượng lắc đầu, nói dịch dung thuật là giang hồ trò xiếc, người trong Phật môn sao lại thế? Vậy ngươi sư thúc, chẳng lẽ cùng trời một dáng dấp giống nhau? Không đúng, tuổi tác cũng đối không lên hào, coi như người có tương tự, nhưng nhìn qua tuổi tác giống như cũng kém không nhiều, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta kỳ quái hỏi. Mập Hòa Thượng lúc này đột nhiên gãi đầu một cái, nói ra một câu kỳ quái lời nói, trời một, hắn đến cùng hình dạng thế nào? Ta có chút kinh ngạc, nói người trước đó không phải gặp qua sao? Chúng ta còn cùng một chỗ đánh qua Cương Thi Vương Doanh Câu, đây chính là âm hành long đầu đại ca, Mập Hòa Thượng coi như trí nhớ lại không tốt, hẳn là cũng sẽ không quên a. Nhưng Mập Hòa Thượng ấp úng, giống như thật quên đi, hắn cau mày cẩn thận nhớ lại, ta cũng không biết, cũng mặc kệ ta làm sao hồi ức, liền là nghĩ không ra trời một như thế nào, ta chỉ biết sư thúc như thế nào. Mập mạp nói đều đừng hỏi, gia hỏa này có thỉnh thoảng tính mất trí nhớ, có đôi khi hắn ban đêm ở đâu chính mình cũng không biết, tranh thủ thời gian thông báo sư phụ hắn dẫn hắn đi bệnh viện xem một chút đi. Mập Hòa Thượng chừng mập mạp liếc mắt, nói người mới có bệnh, hắn trước kia tại trong miếu, không biết quá bình thường, khả năng xuống núi không quen khí hậu, tăng thêm giấc ngủ không tốt, đầu óc liền có chút không hiệu nghiệm. Ta gọi bọn họ chớ quấy rầy, hiện tại yêu tăng sự tình như thế khó giải quyết, còn có rảnh rỗi tại cái này tranh vô vị sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút làm thế nào chứ? Trời một Mã Lâm mất tích vài ngày, Côn Luân Ngũ Quỷ thông báo không đến, hiện tại yêu tăng đã đem độc thủ ngả vào trường học, chẳng lẽ muốn dựa vào ta sao? Nhưng ta cuốn thứ ba Mao Sơn Quỷ Đạo vừa mới đến tay, liền học tập thời gian đều không có. Cái này còn không phải điểm chết người nhất, mấu chốt là, lão thái bà kia cùng yêu tăng thế mà liên thủ. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, yêu tăng chính là nàng thả ra. Nàng đến cùng muốn làm gì? Mục tiêu của nàng không chỉ là ta mà thôi sao? Tại sao phải thả yêu tăng ra tới thương thiên hại lý, giết hại người vô tội? Đột nhiên, ta nhớ tới ngày đó lão thái bà nói với ta lời nói, nếu như không có trời một xen vào việc của người khác, ta đã sớm chết. Chẳng lẽ, lần này lão thái bà mục tiêu là, trời một, nàng muốn giết ta, liền phải trước trừ trời một. Cho nên, lão thái bà đem yêu tăng thả ra, nhưng thật ra là muốn dùng tới đối phó trời một. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên có chút lo lắng. Bởi vì trời một giống như hoàn toàn chính xác không dám ra đến rồi. Hắn vì cái gì không ra? Sợ hãi, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Lần này sự tình thật to lớn, giống như cái này yêu tăng không đơn thuần là vì nữ nhân, hắn có vẻ như còn có mục đích khác, bằng không, vì cái gì hắn muốn chứa suốt ngày một dáng vẻ. Lão bản, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Sự tình giống như càng ngày càng không đơn giản, Thi Ngôn hỏi. Nàng giống như cũng phát giác được sự tình càng ngày càng không thích hợp. Ta do dự một hồi mới hồi đáp, tìm âm hành tứ đại gia tộc, âm hành xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn những cái này đại lão chẳng lẽ đều không ra mặt sao? Nếu như yêu tăng tiếp tục ở trường học hành hung, kia hậu quả khó mà lường được. Thi Ngôn cũng đồng ý cái nhìn của ta, hiện tại tình huống này, không phải ta một người có thể đối phó được, Mập Hòa Thượng cũng đồng ý, yêu tăng sự tình việc này không nên chậm trễ. Phải tranh thủ thời gian liên hợp âm hành lực lượng, không phải sẽ có càng nhiều người bị hại. Chúng ta hợp lại kế, tất cả mọi người sau khi đồng ý, ta cùng Mập Mạp liền chia ra động đi tìm cái khác ba cái gia tộc người, Mập Hòa Thượng thì lưu lại chiếu cố Thi Ngôn, dù sao hắn đối thành phố này cũng không quen, tìm người đoán chừng không thông thạo. Mập Mạp đi trước tìm Hoàng Hinh, mà ta thì đi Bách Lý Thanh Vân hình xăm cửa hàng. Đi vào về sau, những cái kia hình xăm sư giống như cùng ta có thủ giống như. Tất cả đều ngăn trở đường đi của ta, còn một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, ánh mắt cực kỳ oán hận. Lão bản nói, để hắn đi vào. Tên cơ bắp ngồi ở bên cạnh thét to một tiếng, hắn đã là cái mù lòa, nhưng thế mà còn có thể giúp đỡ điều thuốc màu, hắn sẽ đặt tại trên mũi người một chút, có vẻ như có thể phân biệt mùi. Tên cơ bắp thanh âm rơi xuống về sau, những người khác mới khiến cho ra một cái lối nhỏ, chẳng qua đạo phi thường nhỏ, ta chỉ có thể miễn cưỡng thông qua. Nhưng những cái kia hình xăm sư vẫn là dùng bả vai cản trở ta, giống như có một cố ý khiêu khích ở bên trong. Ta không nghĩ để ý tới bọn hắn, trực tiếp lên lầu, Bách Lý Thanh Vân vẫn là ngồi tại trước đó cái kia hình xăm trong phòng, đã ngược lại tốt trà đang chờ ta, xem ra lần này, ta đến hắn lại tính tới. Ta không có chút nào khách khí ngồi xuống, sau đó uống một ngụm trà mới hỏi, tính tới ta sẽ đến, có thể tính tới đến mục đích sao? Bách Lý Thanh Vân lắc đầu. Ta chỉ là dựa vào âm dương thêu, ta không phải thật sự đoán mệnh lão, có lời gì nói thẳng.
Đang nói trước đó, trước tiên ta hỏi Bách Lý Thanh Vân một vấn đề, Huyền Âm có một nữ nhân hình xăm, Lâm Tuyết cũng có, vậy ngươi hẳn là cũng có a. Đây là Huyền gia người tiêu chí sao? Bách Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, nói ta nói không sai, hắn đương nhiên cũng có, sau đó xoay người qua cho ta nhìn phía sau lưng, quả nhiên cũng có một nữ nhân hình xăm, cùng Lâm Tuyết các nàng giống nhau như đúc. Bách Lý Thanh Vân giải đáp vấn đề của ta về sau, ta mới nói ra mục đích của mình, hy vọng hắn có thể thông báo Huyền Âm, để nàng ra tới đối phó yêu tăng. Nhưng Bách Lý Thanh Vân không cần suy nghĩ, trực tiếp gọi ta đi, còn nói là Huyền Âm ý tứ, chỉ cần liên quan tới yêu tăng sự tình, đều không cần quản. Ta có chút tức giận, nói chuyện này bốn người của đại gia tộc nhất định phải quản, không thể để cho yêu tăng lại lạm sát kẻ vô tội, bằng không, còn không biết sẽ có bao nhiêu vô tội nữ nhân chết thảm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, không nghĩ tấn trách mặc cho cũng đừng mẹ nó ngồi lên vị trí kia. Bách Lý Thanh Vân cười cười, gọi ta đừng kích động, cái này sự tình không trách bọn hắn, là trời một phân phó. Trời một, hắn vì sao lại nói cái này? Không có khả năng, hắn không ra hỗ trợ thì thôi, còn gọi người khác không cho phép quản. Đây tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Là trời một chính miệng nói với các ngươi sao? Ta hoài nghi mà hỏi. Bách Lý Thanh Vân nói, đây cũng không phải, mặc dù tại cái này điện tử tin tức thời đại, nhưng tứ đại gia tộc đều vẫn là thư lui tới, trời đưa một cái khác ba cái gia tộc đều đến thư, để bọn hắn đừng quản cái này sự tình, hắn tự nhiên sẽ xử lý tốt. Ta không tin, ta lập tức hét lớn, nếu như trời một mình sẽ xử lý tốt, vậy hắn vì cái gì đến bây giờ đều không ra. Ở trong đó rõ ràng liền có bẫy, mà lại trời một sẽ không như thế tự phụ, đi gọi người khác không cần quản cái này sự tình. Bách Lý Thanh Vân giang tay ra, nói cái này hắn cũng không biết, Huyền Âm nói như vậy, hắn cứ như vậy cùng ta giao phó. Ta kêu hắn đem thư lấy ra, ta có thể nhận được trời một chữ viết. Bách Lý Thanh Vân có chút khó khăn, nói hắn cái thân phận này, làm sao có thể có thư, kia cũng là gia chủ mới có. Được, vậy ta đi tìm Huyền Âm muốn, ta nói. Bách Lý Thanh Vân cười khổ một cái, cũng không ngăn cản, nói ta có bản lĩnh liền đi tìm đi. Ta ra hình xăm cửa hàng về sau, mập mạp liền gọi điện thoại tới, tiểu tử này chân chạy quen, tốc độ kinh người, cũng liền chỉ trong chốc lát, hắn liền đã tìm đủ hai nhà, nhưng kết quả cùng Bách Lý Thanh Vân nói đồng dạng, trời một viết sách tin nói cho bọn hắn, không cần quản cái này sự tình, hắn tự nhiên sẽ xử lý tốt, thế là mập mạp liền bị đánh ra. Không có khả năng, cái này sự tình không thích hợp, địa trung đường tính tình ta là biết, còn thích cùng trời một đôi lấy làm. Hắn làm sao có thể cũng sẽ ngoan ngoãn nghe trời một, cái khác hai nhà cũng còn tốt thương lượng, nhưng cái này địa trung đường, tuyệt đối sẽ không nghe trời một, mà lại giết yêu tăng, chính là một cái dương danh lập vạn cơ hội, hắn một mực đỏ mắt trời một, đây là một cái cơ hội thật tốt, hắn sẽ không bỏ qua, làm sao có thể chỉ bằng trời từng cái phong thư liền không có động tĩnh. Nói không chừng giết yêu tăng, danh vọng của hắn cùng tại âm hành công tích, liền có thể vượt qua trời một, cái này sự tình. Địa trung đường khẳng định là một vạn nguyện ý, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ta càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, thì ngôn đi mời Côn Luân ngũ quỷ ở trên đường liền bị đả thương, nói rõ yêu tăng cùng lão thái bà sớm có đoán trước, kia bốn người của đại gia tộc, bọn hắn khẳng định cũng đang tính kế bên trong, cái này ba cái gia tộc người, có thể hay không? Không có khả năng, ba người kia cũng không phải người bình thường, coi như yêu tăng lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem bọn hắn cùng một chỗ khống chế lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sự tình gì hướng đi càng ngày càng không thích hợp, ta càng ngày càng cảm thấy cái này yêu tăng không đơn giản, tuyệt không phải một cái đơn thuần dã hòa thượng. Đúng vào lúc này, Bách Lý Thanh Vân đột nhiên từ trên cửa hô ta một câu, tiểu tử, trước đó đi cùng với ngươi mập hòa thượng đâu. Ta sửng sốt một chút, không biết Bách Lý Thanh Vân hỏi cái này là có ý gì, nhưng vẫn là vô ý thức trả lời một câu, tại cửa hàng, làm sao rồi? Không có gì, cẩn thận một chút hắn. Bách Lý Thanh Vân nhắc nhở, sau đó lại đem cửa sổ đóng lại. Cẩn thận một chút mập hòa thượng, nói đùa sao, ngươi mới phải cẩn thận một chút, khả năng ngươi chủ tử hiện tại gặp nạn, ngươi còn đần độn đang uống trà, thật là có nhàn tâm. Ta ở trong lòng mắng. Cái này Bách Lý Thanh Vân, lần trước nhìn thấy mập hòa thượng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, không biết bọn hắn là nhận biết, vẫn là thế nào, cái này sự tình cũng là rất kỳ quái, nhưng mập hòa thượng nói không biết hắn. Người xuất gia cũng không lớn lừa dối. Được rồi, hiện tại ta đầu một lớn bỗng nhiên sự tình, cũng quản không được nhiều như vậy, đi trước Minh Đường tìm Huyền Âm đi, phải cụ thể hỏi một chút nàng chuyện gì, đánh qua một lần quan hệ, hẳn là lại tìm cũng có thể câu thông.
Đi vào Minh Đường về sau, một đống lớn khua chiêng gõ trống thanh âm, có cái rất lớn viện tử, khắp nơi răng đèn kết hoa, nhưng đều là màu đen, lui tới đều là quan tài, cũng có hoa hồng lớn kiệu, cỗ kiệu người phía trước đang cười, người phía sau đang khóc, đây chính là vui tang sự, minh hôn. Xem ra Minh Đường sinh ý thật là không sai, ta tại nói thầm trong lòng nói, toàn bộ thành thị minh hôn đều bị độc quyền, có thể nói là một nhà độc đại, sang năm đoán chừng đều có thể đưa ra thị trường. Chỉ nói là ra ngoài không dễ nghe, cùng người chết kết hôn làm được đưa ra thị trường đi. Ta tùy tiện tìm cái nam nhân hỏi Hứa Tình ở đâu, người kia dáng dấp trắng tinh, dáng người cao gầy, nhan giá trị khá cao, cái này ăn minh hôn cơm, tướng mạo đều tốt, cùng người chết kết hôn cũng phải nhìn mặt, không phải sinh ý khó thực hiện, thế giới này chính là như thế không thú vị. Nam nhân nhìn ta vài lần, hỏi ta có phải là tìm Hứa Tình minh hôn. Nếu như đúng vậy, phải xếp hàng, Hứa Tình rất hỏa. Bó lớn tờ đơn, làm sao cũng phải sắp xếp một tháng đội. Ta nghe xong, nói cái này không thể được, chờ một tháng thi thể đều thối. Ta lắc lư hắn nói đệ đệ ta khi còn sống liền thầm mến nàng, bất đắc dĩ xảy ra tai nạn xe cộ đi. Sau khi chết ta cho hết thành hắn nguyện vọng, cái này minh hôn làm sao cũng phải cho hắn lo liệu, không phải chết không nhắm mắt. Vừa nói, còn một bên cúi người gật đầu cho nam nhân kia nhét 200 khối, vừa ý đau chết lão tử. Nam nhân tiếp nhận tiền về sau. Mới quay về ta cười hì hì nói, Hứa Tình hôm nay không có đi làm, vài ngày đều không đến. Ta dựa vào, không có đi làm còn thu ta tiền, nhiều không muốn mặt, còn tại cười. Vậy ngươi không phải mới vừa nói nàng bề bộn nhiều việc, tờ đơn xếp tới tháng sau sao? Ta oán giận nói, thật muốn đem kia 200 khối tiền cầm về. Nam nhân nói, cũng là bởi vì Hứa Tình không đi làm, mới đem tờ đơn tích lũy đến cái này trình độ khủng bố, đường chủ tiền đặt cọc đều thu. Nếu như lại tìm không đến người, liền phải lui gấp đôi, đường chủ đều gấp chết rồi, điện thoại cũng đánh không thông, chỗ ở cũng không ai. Huyền âm thế mà biến mất thật nhiều ngày, liền ban đều không lên, đến cùng là vì chuyện gì? Ngươi có thể đem Hứa Tình địa chỉ nói cho ta sao? Ta hỏi, ta muốn tự mình đi nàng chỗ ở tìm một lần. Nam nhân kia đột nhiên xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay, nhíu mày, một bộ ngươi hiểu được bộ dáng. Lão tử cắn răng một cái. Lại cho hắn 200, hắn ngại ít, lại nhiều muốn 100, đây quả thực không phải người, tên ăn mày trong túi đoạt tiền. Nam nhân thu tiền về sau, mới đem huyền âm ở địa chỉ nói cho ta biết, sau đó liền chạy rơi, sợ ta đem tiền lấy về. Dựa theo nam nhân cho địa chỉ, ta đi vào huyền âm trụ sở, đây là trọn vẹn phòng ở, mặc dù có chút lão, nhưng cho người ta một loại phục cổ cảm giác, nói như thế nào đây, có chút cùng loại với tòa thành, nhưng lại không có tòa thành như vậy xa hoa. Trước cửa còn có một cái tiểu viện tử đủ loại hoa hoa thảo thảo, nhìn rất dễ chịu hài lòng. Viện tử có cái cửa sắt lớn, ta theo vài cái lên cửa linh, không có người đáp lại, lại hô vài tiếng, một điểm động tĩnh đều không có, có vẻ như trong phòng không ai. Ta sinh lòng ý đồ xấu, từ cửa sắt lớn lật đi vào, dù sao loại chuyện này ta làm nhiều, cũng không quan tâm cái này một hai kiện. Ta lật tiến viện tử về sau, chu vi đều yên tĩnh, giống như thật không có người. Chẳng qua đây là giữa ban ngày, nói thật, trong lòng có chút hư, mà lại huyền âm cũng không phải ăn chay, nếu để cho nàng biết ta trộm đi tiến đến, đoán chừng đều có thể đem chân của ta cắt đứt. Ta vội vàng vượt qua viện tử, nghĩ vào nhà trước, không phải bên ngoài người tới, liếc mắt liền có thể trông thấy ta. Nhưng cửa phòng khóa trái, ta vào không được, chỉ có thể leo cửa sổ hộ, căn phòng này hết thảy cũng liền hai tầng, lầu hai vừa vặn có cái cửa sổ mở ra, chỉ cần ta thuận ống nước leo đi lên liền tốt. Ai, chờ một chút, cửa khóa trái lấy. Ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trong này, chẳng lẽ có người. Nghĩ tới đây, ta leo cửa sổ hộ ý nghĩ lập tức bị bóp chết, nhưng nếu như bên trong có người, vì cái gì không ra mở cửa? Là bởi vì không muốn gặp người vẫn là làm sao giọt. Người ở bên trong, là huyền âm sao? Do dự một hồi, ta vẫn là quyết định trước gõ phòng này cửa chính, mặc dù lật tiến viện tử lại gõ cửa có chút không ổn. Nhưng nếu như ta nhảy cửa sổ đi vào bên trong có người, càng thêm xấu hổ. Hạ quyết tâm về sau, ta vội vàng gõ rất nhiều hạ đại môn, nhưng không có người mở ra, bên trong cũng không có động tĩnh. Được rồi, đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể nhảy cửa sổ, ta tin tưởng huyền âm khẳng định ở bên trong, cho nên ta mới ngay từ đầu liền có nhảy cửa sổ ý nghĩ. Ta thuận ống nước một đường bò, nhanh đến cửa sổ thời điểm, đột nhiên một cái đầu chó đưa ra ngoài. Đem ta dọa kêu to một tiếng, kém chút không có từ lầu 2 rơi xuống. Ta đi, đây không phải Husky,
người giang hồ xưng nhị cáp sao? Huyền Âm còn nuôi đồ chơi, trong nhà quả thật có mỏ. Nhị cáp loại này trí thông minh, trong nhà tiến tặc cũng chỉ sẽ thông đồng làm bậy, không giống cái khác chó, còn có thể giữ nhà, cái này thật đúng là không phải nói đùa, trước đó tin tức liền có đưa tin, may mắn người mất trong nhà trang camera, mắt thấy hết thảy. Cáp ca, nhường một chút, để tiểu lão đệ đi vào. Ta trèo tại trên ống nước, đối nhị cáp nói. Nhị cáp hai con chân trước ghé vào trên cửa sổ, cao ngạo nhìn ta, một mặt khinh bỉ, hoàn toàn không nghe lời của ta. Cáp ca, đừng làm rộn, mau nhường ta đi vào, chờ xuống ta cho ngươi ăn lạp xưởng hun khói. Ta nói. Nhị cáp nghe xong, vội vàng vui sướng thẻ lưỡi, sau đó chân trước từ trên cửa sổ rơi. Quả nhiên là nhị cáp, trí thông minh này thật tốt lừa gạt. Ta tâm lý thầm nói. Nhị cáp rời đi cửa sổ về sau, ta hai tay vội vàng từ ống nước chuyển qua trên cửa, thành công về sau, ta đang nghĩ lật đi vào, ngay tại lúc này. Đột nhiên một tấm nữ nhân mặt từ phía sau cửa sổ bu lại. Ai u, ta đi. Cái này giật mình, trực tiếp liền đem ta dọa khẽ run rẩy. Sau đó cả người từ lầu 2 rớt xuống, rơi ta kém chút chân đều đoạn mất, rất lâu đều đứng không dậy nổi. Không có sao chứ, nữ nhân kia tại cửa sổ hỏi. Ta miễn cưỡng giấy ruộng lấy bỏ lên, sau đó phất phất tay, không có việc gì, chính là chân kém chút đoạn mất, người dọa người, hù chết người, người không biết sao. Gõ cửa cũng không ra, người đến cùng nghĩ náo loại nào. Mặc dù là ta không đúng, nhưng ta đánh đòn phủ đầu, trước chiếm lý lại nói. Nữ nhân kia vội vàng nói xin lỗi ta, nói ngượng ngùng nàng vừa rồi tại đi ngủ, không nghe thấy. Tiếng chuông cửa cùng tiếng đập cửa là đáng ghét nhất, lại lớn lại nhao nhao, người bình thường làm sao lại không nghe thấy, lại nói, gõ cửa không nghe thấy, vậy ta leo cửa sổ thời điểm, ngươi làm sao liền nghe được à nha. Rất rõ ràng. Nữ nhân này đang nói láo, còn có, nàng đến tột cùng Huyền Âm quan hệ thế nào, vì sao lại cùng Huyền Âm ở cùng một chỗ. Ngay tại ta suy nghĩ thời điểm, nữ nhân kia đã xuống lầu mở cửa, đằng sau còn đi theo một con nhị cáp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nữ nhân vừa mở cửa, ta liền kinh ngạc đến ngây người, trên người nàng thế mà mặc cổ đại váy áo, nàng khí sắc không phải rất tốt, nhưng y nguyên có thể nhìn ra là một cái tinh xảo mỹ nữ. Mà lại rất có cổ điển khí chất, thân cao cũng rất kinh người, so ta cũng cao hơn, hẳn là có 1m8, đây chẳng lẽ là người mẫu sao? Nhìn xem nữ nhân ốm yếu dáng vẻ, ta đột nhiên nhớ tới Huyền Âm muốn rắn tâm cùng mật rắn, chẳng lẽ là cho nàng ăn? Ngươi là, nữ nhân mở miệng hỏi. Ta suy nghĩ 3 giây về sau, mới quyết định giả trang hứa tình đồng sự, nói nàng rất nhiều ngày không có đi làm, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nữ nhân đột nhiên mặt mày ủ rũ lên, nói nàng cũng không biết, không đi làm là rất nhiều ngày trước sự tình, nhưng hứa tình đi là chuyện tối ngày hôm qua, nói đến đây, nữ nhân liền không nói thêm gì đi nữa. Chẳng qua nữ nhân xác thực không có nói láo, tối hôm qua Huyền Âm cùng ta còn tại cùng một chỗ, mà lại ta tại nữ nhân lời nói bên trong biết hai cái tin tức. Một là Huyền Âm sớm đã không còn đi làm, nói rõ nàng mấy ngày nay đều có việc. Hai là nàng đã không có đi làm. Kia cùng Tào Nghiên phối minh hôn cái kia hẳn không phải là nàng sư đệ, có thể là Huyền gia người, chỉ là vì minh hôn sau quăng ra sơn động xà nhãn, mở ra phong ấn thả lão xà tinh ra tới. Ba là nữ tử này thế mà cũng gọi nàng hứa tình, hoặc là nữ tử này là thật không biết nàng là Huyền gia người, hoặc là cũng đang giấu giếm, có một chuyện giấu giếm, kia nói lời đoán chừng liền có rất nhiều giấu giếm. Thứ hai cùng đầu thứ ba tin tức cũng không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu là đầu thứ nhất, nói rõ Huyền Âm thật có sự tình. Tối hôm qua, nàng có phải là cầm lại một viên rắn tâm cùng mật rắn cho ngươi? Ta đột nhiên hỏi. Nữ tử hơi kinh ngạc, nàng nhíu mày, nói ta làm sao biết? Ta nói đương nhiên biết, cái này rắn tâm mật rắn, có ta một nửa công lao, không có ta, nàng còn chưa nhất định cầm được đến. Ngươi chính là Lâm Nguyên? Nữ nhân đột nhiên hỏi. Ta mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Hứa tình nói cho ngươi. Không, những sự tình này nàng rất ít nói với ta, là có ngoài hai người nói cho ta. Nữ nhân nói. Mặt khác hai cái, ai nha, ta nổi danh như vậy sao? Ta đột nhiên có chút ngượng ngùng. Nữ nhân không trả lời ta, mà là nói sang chuyện khác, đã rắn tâm cùng mật rắn là ngươi công lao, vậy ngươi hẳn là cũng biết hứa tình thân phận đi. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị biết, nàng hỏi như vậy, hẳn là nàng cũng biết. Huyền Âm tối hôm qua đem rắn tâm cùng mật rắn giao cho ta về sau, người liền đi, nàng thời điểm ra đi nói có thể sẽ không trở về,
cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nữ nhân kia nói, đi rồi, đi đâu, ta hỏi. Nữ nhân lắc đầu, biểu thị không biết. Ta nói cái kia cũng không quan hệ, tối hôm qua đến bây giờ, cũng không coi là nhiều lâu, không thể liền nói ra sự tình. Nữ nhân ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Ngươi tên gì, là Huyền Âm ai? Ta hỏi, chẳng lẽ nàng cũng là Huyền gia người? Ta gọi Vũ Tầm, sau đó nàng lại nhíu mày lâm vào suy nghĩ, dùng các ngươi hiện tại nói, ta hẳn là coi như nàng bạn gái đi. Không đúng, bạn trai, cũng không đúng. Ta dựa vào, lời nói này, chẳng lẽ Huyền Âm thích nữ nhân? Đây là nàng nuôi tiểu khả ái. Vũ Tầm thở dài, thầm nói, ai, ta đã không biết qua bao nhiêu năm không có từng đi ra ngoài. Rắn tâm ăn, mật rắn cũng ăn, vẫn là được không, cái này xà tinh ngàn năm xem ra cũng sao. Ta nghe xong, vội vàng hỏi nàng đến cùng bị bệnh gì, vì cái gì không thể đi ra ngoài. Vũ Tầm nghe xong, vội vàng lắc đầu, nàng nói Huyền Âm không để nàng ra ngoài, nàng đã đợi tại cái phòng này rất nhiều năm, bên ngoài hiện tại cái gì thế giới, nàng cũng không rõ lắm, chỉ là thông qua điện thoại cùng TV hiểu rõ. Ta nghe Vũ Tầm nói như vậy, có chút phẫn nộ, đây không phải giam cầm sao? Làm gì không để nàng ra ngoài, là phạm tội vẫn là có cái gì nguyên nhân khác? Có bệnh không nên mang nàng đi bệnh viện sao? Khóa ở trong phòng tính là gì sự tình? Vũ Tầm cười cười, nói cũng không thể trách Huyền Âm, bệnh của nàng, ai cũng cứu không tốt, đã rất nhiều năm, có lẽ lưu lại trong phòng này càng thêm an toàn, nói sờ sờ nhị cáp đầu chó. Nhị cáp lắc lắc cái đuôi, một mặt cao ngạo nhìn ta, tựa như cái kẻ ngu, ta nói hai cái đại mỹ nữ, làm sao liền nuôi một đầu dạng này chó, có chút không thể tưởng tượng. Có thể nói cho ta là cái gì bệnh sao? Ta y nguyên tò mò hỏi. Vũ Tầm lắc đầu, không nói lời nào, xem ra là có lời gì khó nói, cũng được, đã Huyền Âm không tại, vậy ta chỉ có thể rời đi, phòng bên trong có người, ta cũng không tốt xông vào, chỉ là cái này mặc cổ trang ốm yếu nữ tử, có chút kỳ quái. Ta quay người ra viện tử, đột nhiên cảm giác một vệt kim quang từ phía sau bắn ra tới, trong lòng ta lạc một tiếng, quay đầu nhìn lại, vừa rồi đại môn đã sớm đóng lại. Nhị cáp đã lên lầu hai cái kia cửa sổ tiếp tục bỏ tới như vậy, lè lưỡi giống như tại đối ta khờ cười. Vừa rồi đạo kim quang kia, tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc, có vẻ như Doanh Câu khi đó mắt phát ra tới kim quang, chính là cảm giác này, hẳn là. Ta không dám nghĩ tới, bởi vì vừa rồi cái kia suy nhược nữ tử, thấy thế nào cũng không giống cương thi. Chờ ta rời đi viện tử xa mấy chục bước thời điểm, ta đột nhiên sửng sốt, đầu một đạo linh quang hiện lên, ta đi. Cái này Vũ Tầm, không phải liền là Huyền gia người khác vào trên người hình xăm sao? Ta đi, ta hiện tại mới nhớ lại, nữ nhân này cùng Lâm Tuyết trên người các nàng hình xăm giống nhau như đúc. Vũ Tầm đến cùng là ai? Huyền gia có cất giấu cái gì bí mật? Huyền Âm vì cái gì đem nữ nhân này giam cầm ở đây? Còn có vừa rồi phía sau cái kia đạo đột nhiên thoáng hiện tiền ánh sáng, cùng Cương Thi Vương có quan hệ sao? Bí ẩn càng ngày càng nhiều, nhưng bây giờ chủ yếu sự tình là trước tìm tới bốn người của đại gia tộc, hỏi một chút đến cùng là cái gì chuyện. Ta gọi điện thoại cho Mập Mạp, ra hiệu hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nhìn thấy bốn người của đại gia tộc, cái này sự tình ta luôn cảm giác có mờ ám, êm đẹp người, sẽ không nói khả năng về không được, Huyền Âm rời đi, nhất định là có chuyện, ta đoán cái khác hai cái cũng mất tích, cái này sự tình cùng Yêu Tăng thoát không khỏi liên quan, ta luôn luôn ẩn ẩn cảm thấy, cái này dính vào lão thái bà tại hạ một bàn lớn cờ. Mập Mạp có chút khó khăn, nói bốn người của đại gia tộc không có tốt như vậy gặp, hắn phải tốn hao không ít công phu, ta nói bất kể như thế nào, cái này sự tình cũng phải lo liệu, cấp tốc. Mập Mạp cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, nói hiện tại phải, sau đó liền đưa điện thoại cho treo. Chờ ta trở lại cửa hàng thời điểm, đã vào đêm, cùng Mập Hòa Thượng, Thi Ngôn bọn hắn chia cắt kia hai con gà rừng về sau, Mập Mạp mới đột nhiên gọi điện thoại tới, chẳng qua đầu bên kia điện thoại lại không có âm thanh. Bàn ca. Sự tình làm thỏa đáng hay chưa? Thỏa liền trở lại ăn gà, còn có chút canh cặn bã. Ta nói. Nhưng đầu bên kia điện thoại không có truyền đến thanh âm của Mập Mạp, nói chuyện chính là một người đàn ông xa lạ, thanh âm rất hùng hậu, người chính là Lâm Nguyên. Ta nhíu mày, biết có việc, vội vàng trả lời, ngươi là ai? Mập Mạp đâu? Xin trả lời vấn đề của ta. Đầu bên kia điện thoại nói. Ta ừ một tiếng, nói đúng là ta, có cái gì chỉ giáo? Bây giờ lập tức đến Thiên Hoàng Đại Hạ, nửa giờ, tới chậm liền cho ngươi đồng bạn nhặt xác a. Điện thoại nói xong cũng treo.
Thiên Hoàng Đại Hạ là thành phố này cao nhất cao ốc, cách ta cái này đón xe tới vừa vặn muốn nửa giờ. Làm sao rồi? Thi Ngôn cùng Mập Hòa Thượng nhìn ta sắc mặt biến, lập tức biết phát sinh chuyện gì đó không hay. Ta nói mập mạp đoán chừng bị người buộc, bên kia gọi ta tới sẽ cái mặt, cũng không biết tình huống gì, buổi chiều mới gọi hắn đi tìm bốn người của đại gia tộc, chẳng lẽ đắc tội người khác. Thi Ngôn nói sẽ không, âm hành muốn gặp bốn người của đại gia tộc nhiều đi, nhiều nhất bị đuổi đi, nếu như đều buộc, cái kia cũng rất tốn sức. Lời này có đạo lý, kia buộc mập mạp người đến cùng là ai? Chúng ta giống như cũng không đắc tội ai, chẳng lẽ là hình xăm cửa hàng đám người kia? Không có khả năng, bọn hắn hẳn là không dám làm loạn. Được rồi, ta cũng không biết tình huống cụ thể, vẫn là đi trước lại nói, Thi Ngôn trên thân có tổn thương, liền không theo chúng ta cùng một chỗ, lưu tại nơi này giữ nhà, chỉ có thể cùng Mập Hòa Thượng đi. Chúng ta đón xe tới Thiên Hoàng Đại Hạ, lúc này không có bất kỳ ai, cả tòa cao ốc đều là đen, chẳng qua đại môn mở ra. Ta có chút kỳ quái. Hiện tại thời gian cũng không muộn, đại khái khoảng 9 giờ, loại này nhà cao tầng, làm sao có thể một chiếc đèn đều không có, thật sự là kỳ quái. Ta cùng Mập Hòa Thượng hai người đi vào, lúc này điện thoại lại đánh tới, vẫn là cái thanh âm xa lạ kia lạnh lùng nói, Thượng Thiên Đài. Nói xong điện thoại liền treo. Không có cách nào, hiện tại mập mạp khả năng ở trong tay của hắn, ta chỉ có thể nghe chỉ thị của hắn từng bước một tới. Ta cùng Mập Hòa Thượng tìm tới thang máy. May mắn có thể sử dụng, nếu như cắt điện, chúng ta leo thang lầu đến sân thượng, đoán chừng cũng trực tiếp tê liệt, biết nhà này cao ốc cao bao nhiêu sao. 2 giờ chúng ta cũng không nhất định bỏ xong. Vào thang máy về sau, chúng ta liền trực tiếp dựng đến tầng cao nhất, sau đó thượng thiên đài, sân thượng cửa mở rộng, rõ ràng có người. Ta cùng Mập Hòa Thượng cẩn thận từng ly từng tí sờ đi vào, sân thượng rất lớn, gió cũng rất lớn, nhưng chung quanh lại đen như mực, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy có người. Chúng ta đi gần một chút xem xét, phát hiện mập mạp bị trói thành một đầu bánh trưng nằm trên đất, mà bên cạnh hắn ngồi một cái mặc tây phục trung niên nam nhân đứng sau lưng hai cái đại hán vạm vỡ, vẫn là người da đen, vừa nhìn liền biết là bảo tiêu hoặc là tay chân loại hình. Hừ, sân thượng như thế gió lớn, không sợ lạnh sao? Còn hẹn ở đây gặp mặt, ta hừ lạnh nói, mặc dù ta không biết người trung niên này nam nhân, cũng không biết hắn mục đích là cái gì, tại sao phải buộc mập mạp. Trung niên nam nhân bên cạnh còn bày ra một bàn hình tròn cái bàn nhỏ, hắn hai chân chéo nguẫy trong tay bưng một cái chén, ta nhìn không thấy trong chén chứa là cái gì, có lẽ là rượu đỏ. Trung niên nam nhân uống một ngụm mới yếu ớt nói, bởi vì ta thích từ nơi này đem người ném xuống, loại cảm giác này, quá thoải mái. Thả của ngươi dám chó, có bản lĩnh cùng lão tử đơn đấu. Mập mạp đột nhiên trên mặt đất mắng. Người da đen đột nhiên hung hăng một chân giẫm tại mập mạp trên lưng. Đau đến hắn oa oa trực khiếu, ra hiệu mập mạp đừng ở nói chuyện. Ta phẫn nộ mắng, ta không cần biết ngươi là cái gì a miêu a cẩu, vương bát độc tử cái gì, nếu như dám đụng đến ta huynh đệ, ta liền để ngươi từ nơi này rơi xuống, ta tin tưởng loại cảm giác này sẽ càng thêm tốt, không tin ngươi thử xem. Trung niên nam nhân cười cười, ha ha, khẩu khí thật là không nhỏ, có thể đại náo nửa đêm trà lâu, còn buộc đi thập tam thiếu, bản lĩnh cũng không nhỏ. Nửa đêm trà lâu. Hóa ra là nửa đêm trà lâu người tìm tới cửa, cái này nam nhân chính là căn này trà lâu thế lực sau lưng sao. Xem ra nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, ta còn tưởng rằng thập tam thiếu chết về sau, chuyện này liền đi qua. Thập tam thiếu nhưng không phải chúng ta giết, ta nói, cái này sự tình hoàn toàn chính xác không phải chúng ta làm, liền sợ hắn đem cái này cũng coi như đến trên đầu chúng ta, cái này nồi, ta cũng không lưng. Trung niên nam nhân nói chuyện này hắn biết. Thập tam thiếu tiết lộ hộ khách bí mật, bị người xử lý, rất bình thường, coi như người khác không giết thập tam thiếu, hắn cũng sớm muộn sẽ đem thập tam thiếu giết, tiểu tử này phá hư quy củ, không có khả năng có mạng sống. Chẳng lẽ, bị người dùng thương chỉ vào đầu buộc cũng không được sao? Ta hỏi. Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, phép tắc chính là phép tắc, ai cũng không thể xấu, không phải nhất định phải chết. Ta thở dài, kia gia hỏa này thật là đủ đáng thương. Bị người làm thành ra người chơi diều, còn muốn cõng nồi. Được rồi, trở lại chuyện chính, người đến cùng muốn thế nào? Ta hỏi. Trung niên nam nhân cười ha ha, người biết cái này trả lâu một năm có thể giúp chúng ta kiếm bao nhiêu tiền không? Liền quang dưới mặt đất cái kia đấu âm trận, một tháng lợi nhuận liền mấy triệu, người lại dám đại náo trả lâu, chán sống. Trung niên nam nhân không nói ta, mà là nói chúng ta, xem ra trả lâu thế lực sau lưng, không chỉ một mình hắn.
không náo đều náo, vậy ngươi muốn thế nào? Ta một bộ vò đã mẻ không sợ rơi dáng vẻ, muốn sao liền sao đi, lớn không được cùng ngươi liều mạng. Không muốn thế nào, thập tam thiếu chết rồi, hiện tại thiếu cái nhìn sự tình người, chúng ta đều ở nước ngoài, ngươi có thể đại náo trà lâu, nói rõ bản lĩnh không nhỏ, nếu như vị trí này ngươi ngồi, chuyện của chúng ta liền xóa bỏ. Trung niên nam nhân nói, nếu không. Trung niên nam nhân đột nhiên đem bình rượu hướng mập mạp đầu một đập, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, chai rượu vỡ thành cặn bã, mà mập mạp đầu tất cả đều là máu, mập mạp cũng không hổ là chân nam nhân, một tiếng đều không hừ, ngẩng đầu lên oán hận nhìn xem hắn. Trà lâu nhìn sự tình người, nói thực ra, là cái công việc béo bở, nếu như hắn bình thường mời ta, ta có thể sẽ suy xét, nhưng hắn dạng này bức bách ta, còn đánh ta huynh đệ, muốn ta giúp ngươi làm việc, không có cửa đâu. Cái này sự tình không có thương lượng. Ta không hứng thú, nhưng đêm nay, ta nhất định phải đánh ngươi một trận, không phải khó mà xả được cơn hận trong lòng. Ta nói, nha, trung niên nam nhân nhàn nhạt nói câu, sau đó uống một ngụm rượu đỏ, đối phía sau hai người da đen phất phất tay, đem ba người bọn hắn cho ta từ nơi này ném xuống. Hai người da đen nhẹ gật đầu, sau đó một cái nâng lên mập mạp hướng sân thượng bên cạnh đi đến, một cái hướng chúng ta đi tới. Tiểu ca, cứu ta, người cái ba ba tôn lão đen quái, có loại thả ta xuống, nhìn ta không nện chết ngươi. Mập mạp không đứng ở người da đen trên bờ vai giãy giụa lấy, nhưng lại không chút nào dùng, người da đen này khiêng 200 cân mập mạp thế mà một điểm không lao lực, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Một cái khác người da đen đi vào trước mặt chúng ta về sau, đột nhiên chính là đối chúng ta một người một chân, lại nói mập hòa thượng cái này thể trọng, thế mà nhanh nhẹn tránh thoát đi, nhưng ta tránh không khỏi. Vội vàng dùng hai tay về đỡ, để ta không tưởng được chính là, hắn cường độ thật kinh người, ta trực tiếp bị đá phải từng bước lui lại, liền sức hoàn thủ đều không có. Đen tốc độ của con người, cường độ, đều tại thượng lưu, mà lại không có dư thừa động tác, ra chiêu nhanh chuẩn hung ác, đây là tán đả cao thủ. Ta vội vàng lui lại, chờ cùng hắn bảo trì một điểm khoảng cách về sau, ta mới kêu lên một tiếng đau đớn dùng sức phất phất tay, rất nhám a. Cẩn thận! Người da đen này khó đối phó, mập hòa thượng nói. Ta nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, gọi hắn đi trước cứu mập mạp, cái này để cho ta tới đối phó. Mập hòa thượng ừ một tiếng, liền hướng mập mạp vào tới, người da đen kia muốn ngăn cản, nhưng ta lúc này lại tiêu không một tiếng động cho hắn một cái quét đường chân, hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể nhảy ra. Đối thủ của ngươi là ta, chết hắc ám, ok. Ta cũng không biết hắn có thể hay không nghe hiểu tiếng Trung. Dù sao ta anh ngữ cũng liền hơn 30 phân, có thể nói cái ok cũng không tệ. Người da đen giống như thật có thể nghe rõ, còn mắng ta một câu, mà lại mang theo một hơi đông bắc khang, ta đi ngươi nhị đại gia. Ta dựa vào, cái này người nước ngoài, thành tinh, so người đông bắc nói đều tiêu chuẩn. Người da đen song quyền nắm chặt, thân thể không ngừng vừa đi vừa về đong đưa, bước chân trên mặt đất điên cuồng lắc lư dẫm lên. Ta lắp xong trung bình tấn, một tay nắm tay. Một tay hóa trưởng, cẩn thận quan sát đến người da đen tiết tấu cùng đong đưa. Đột nhiên người da đen vung một quyền tới, nhưng ta mắt cũng không chớp cái nào, bởi vì rất rõ ràng là động tác giả, một giây sau hắn liền thu hồi đi, hắn đột nhiên lại vung một quyền tới, lần này đầu ta lệch ra, tránh khỏi, sau đó một trưởng bổ về phía cổ tay của hắn. Hắn giống như nhìn có chút không dậy nổi ta, tránh đều không tránh, coi ta bổ trúng hắn thời điểm, hắn tay cùng điện giật đồng dạng, run rẩy dưới. Rõ ràng tê dại, hắn nghĩ lại dùng lực đã không lấy sức nổi, ta thừa cơ một cái hai chân, đem hắn đá bay ra ngoài, chính ta sau khi hạ xuống, một cái đại phong xa lật tới. Chẳng qua người da đen này xác thực rắn chắc, ta đá hai chân giống như cùng người không việc gì đồng dạng, chỉ là trên ngực nhiều hai cái dấu giày. Bị ta đánh lui về sau, người da đen rốt cục nghiêm túc, lần nữa xông lại thời điểm, quyền cước cường độ đề cao 1/3, xem ra vừa rồi bảo tồn thực lực. Mà lại công kích của ta hắn đều rất chân thành đi tránh hoặc là dùng hết toàn lực đón đỡ. Ngược lại là ta, liền vừa rồi chiêu kia chiếm một chút thượng phong, về sau một mực bị đè lên đánh, người da đen cường độ cùng tốc độ ta đều có chút không chịu đựng nổi, chẳng qua cũng miễn cưỡng có thể giằng co. Dựa vào, chúng ta những cái này nghiệp sư, quả nhiên vẫn là cùng chuyên nghiệp tay chân có chút chênh lệch, chẳng lẽ muốn dựa vào anh linh thân trên, không được, tình huống hiện tại. Ta căn bản không có quay người, đoán chừng niệm chú thời gian bên trong ta liền bị đánh bay. Người da đen giống như có chút gấp, hắn mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng vẫn luôn không thể cầm xuống, hắn đem âu phục cởi xuống về sau, cả người gân xanh đều nổi hẳn lên.
Người da đen hét lớn một tiếng, nắm đấm cùng hạt mưa đồng dạng hướng ta đập tới, ta dùng trưởng hóa hắn phần lớn cường độ, sau đó khuỷu tay va chạm, đem hắn đánh lui lại ba bước. Đây là Mao Sơn quỷ đạo âm dương quyền pháp, lấy âm trị dương, lấy nhu thắng cương, giống như âm dương bát quái đồng dạng, cùng thái cực lý luận có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, ta trước kia vẫn cảm thấy không có gì dùng, bởi vì thái cực chính là lão nhân luyện khoa chân múa tay, rèn luyện thân thể còn có thể, dùng để đánh nhau, có chút trò trẻ con, không nghĩ tới vừa rồi vô ý thức dùng ra cái này chiêu, thế mà có thể phản chế người da đen. Người da đen có chút sững sờ, lúc đầu hắn áp chế ta, không nghĩ tới lập tức liền đảo ngược, mà lại vừa rồi ta cũng không có làm cái gì. Cùng hắn cường độ so, ta kém xa, chỉ có thể trốn tránh, lần này thế mà hóa giải, người nước ngoài căn bản không hiểu chúng ta lấy nhu thắng cương lý luận. Người da đen có chút gắt gỏng, lại lao đến đối ta quyền cước tương ra, ta đều nhất nhất hóa giải, sau đó mượn lực đánh lực, đem người da đen quẳng trừ thật xa, hắn đánh lực độ của ta càng lớn, đối thương tổn của mình lại càng lớn, không bao lâu liền đem mình giày vò xấu, phun ra một hơi lại một hơi tinh hồng huyết dịch, răng cũng bị ta đánh nát một con. Người da đen thua trận về sau, y nguyên không cam tâm, đột nhiên cùng lớn xe hàng đồng dạng lao đến, sau đó ôm lấy eo của ta liền hướng sau đụng, giống như muốn ôm ta cùng một chỗ từ phía trên đài ngã xuống đi. Nói đùa, đây chính là 50 lâu, ta không cách nào tưởng tượng mình từ nơi này rơi xuống chẳng cảnh, khẳng định thịt trên người không có một khối hoàn chỉnh. Ta cắn chặt răng, thúc cùi chõ một cái đánh vào đen đầu người bên trên, ngay từ đầu hắn chỉ là phát ra kêu rên. Về sau kêu thảm một tiếng về sau, cả người hôn mê bất tỉnh, mà ta lại được vừa vặn tới gần sân thượng biên giới thời điểm ngừng lại, chỉ cần người da đen lại nhiều kiên trì một hồi, đoán chừng chúng ta liền có thể làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Người da đen ngất đi về sau, ta vội vàng hướng mập mạp bọn hắn nhìn lại, nghĩ quan sát một chút bọn hắn bên kia tình trạng như thế nào, mập hòa thượng quả nhiên không có khiến ta thất vọng, một cái khác đen người đã bị hắn đánh gục, hắn hiện tại chính cho mập mạp mở trói đâu. Không hổ là đệ tử thiếu lâm, thật sự có tài. Có thể để ta cảm thấy kỳ quái là, cái kia trung niên nam nhân cùng người không việc gì đồng dạng, y nguyên nhàn nhã ngồi ở kia uống rượu đỏ, có vẻ như không có chút nào sợ chúng ta. Ngạo mạn ung dung hướng phía hắn đi gần, mặc kệ hắn là thật có liệu còn là giả vờ, vừa rồi hắn dạng này đối mập mạp, ta nhất định phải cho huynh đệ báo thù. Ngay tại lúc này, vừa mới lỏng xong buộc mập mạp đột nhiên đối ta quát, tiểu ca, cẩn thận. Con hàng này có súng. Trong lòng ta lạc một tiếng, vội vàng dừng bước, trách không được không có sợ hãi, hóa ra là có súng, không phải thủ hạ của hắn cho đánh ngã làm sao thờ ơ, chúng ta bên này thế nhưng là có ba người. Yên tâm, ta không cần thương, trung niên nam nhân đột nhiên nói, sau đó đem trên người âu phục cà vạt cho trừ xuống tới, đồng thời giải hết trên người đồng hồ cùng trên tay cúc áo, thật mong muốn cùng chúng ta đại chiến một trận đồng dạng. Ta có chút ngoài ý muốn. Có súng không cần, nghĩ một chuỗi ba. Cái này người đến cùng suy nghĩ cái gì? Trừ ta, mập mạp cùng mập hòa thượng cũng có chút kinh ngạc. Ai, rất lâu không có lỏng qua cái này thân lão cốt đầu, tới đi, tam anh chiến lữ bố, để ta xem các ngươi lớn bao nhiêu chút bản lãnh, thế mà có thể đại náo trà lâu. Trung niên nam nhân khiêu khích nói. Mập mạp dẫn đầu không phục, hắn cũng không có nhiều như vậy cành lá hoa hòe, vừa rồi hắn đem mập mạp giẫm tại dưới chân, hiện tại. Hắn khẳng định phải cầm về, đoán chừng liền lợi tức cũng phải, mới bất kể có phải hay không là cạm bẫy hoặc là thứ gì khác. Mập mạp cùng một cái viên cầu đồng dạng liền xông ra ngoài, đối trung niên nam nhân chính là một quyền, trung niên nam nhân thân thể nhanh nhẹn chùn xuống, đột nhiên chính là một quyền. Ra quyền tốc độ rất nhanh, cũng rất chuẩn, trực tiếp trúng đích mập mạp bụng. Mập mạp kêu thảm một tiếng, ôm bụng phun ra một hơi nước đắng, nhưng khuôn mặt tươi cười Phật danh hiệu cũng không phải ăn chay. Mập mạp cái này che bụng cùng kêu thảm thế mà là giả thoáng, tại chúng ta đều cho là hắn đã bị đánh ngã thời điểm, đột nhiên hắn một chân đá ra ngoài. Cái kia trung niên nam nhân rõ ràng cũng không có đoán được, nhưng phản ứng của hắn rất nhanh, lập tức liền thân thể chấn động, cứng đờ như là một khối đá đứng vững. Mập mạp một cước kia đá chúng về sau, giống như đá vào lớp kín sắt trên tường đồng dạng, người lập tức lùi về phía sau mấy bước, gót chân rút gân giống như, đứng cũng không vững. Thiết bố Sam, mập hòa thượng đột nhiên hoảng sợ nói. Thiết bố Sam, loại này tuyệt học, thật tồn tại sao? Ta còn tưởng rằng là phim tiểu thuyết sản phẩm, không nghĩ tới lần này thật cho ta nhìn xem, mập mạp một cước kia tuyệt đối không nhẹ, nhưng hắn lại mình bắn ngược, nói rõ thật có thể là thiết bố Sam. Mập mạp ăn phải cái lỗ vốn về sau, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ,
ta cho Mập Hòa Thượng nháy mắt, ra hiệu hai ta cùng tiến lên. Mập Hòa Thượng nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, ta đều chưa chuẩn bị xong, đột nhiên hắn Thiết Xa Trưởng liền ra tay, trong lòng ta thầm mắng một câu, đệ tử Thiếu Lâm cũng thật bẩn. Trung niên nam nhân phản ứng thật nhanh, Mập Hòa Thượng xuất trưởng nháy mắt hắn liền phát hiện, vội vàng lấy chỉ tay đúng, hai trưởng đụng vào nhau thời điểm, Mập Hòa Thượng thế mà ở vào hạ phong, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Ta lúc này cũng không nhàn rỗi, một quyền hướng trung niên nam nhân kiểm môn, khuôn mặt đập tới, trung niên nam nhân xuất trưởng bắt lấy quả đấm của ta, sau đó uốn éo, ta toàn bộ tay đều bị hắn xoay đi qua. Ta không phục, chân sau chừng một cái, chân hắn nâng lên giữa không trung ngăn trở, ta nháy mắt cảm giác mình đá phải cây cột sắt, kia độ cứng căn bản không phải thịt có thể so sánh, cùng sắt đồng dạng. Trung niên nam nhân chế trụ ta về sau, một trưởng đánh vào phía sau lưng của ta bên trên. Ta lập tức bay ra ngoài cách xa hơn một mét, một cỗ tinh ngọt huyết dịch từ trong mồm tuôn ra. Mập Hòa Thượng thấy ta ngã xuống đất, hét lớn một tiếng, trên mặt đất đến cái liên hoàn quét đường chân, trung niên nam nhân nhanh nhẹn nhảy đến trên mặt bàn, nhưng cái bàn một giây đồng hồ liền bị Mập Hòa Thượng đá nát. Trung niên nam nhân một cái đại phong xa nhảy xuống tới, sau đó phản chân đá trúng Mập Hòa Thượng hàm dưới, Mập Hòa Thượng lập tức miệng đầy máu ngã về phía sau. Cái này chỉ trong chốc lát. Ba người chúng ta đều cho trung niên nam nhân đánh gục. Trung niên nam nhân giống như cũng không làm sao tận hứng, thế mà quát, đứng dậy, ba cái cùng tiến lên. Ta cùng Mập Hòa Thượng lau đi khóe miệng bên cạnh máu, khí cũng có chút cấp trên, tăng thêm mập mạp, ba người chúng ta cùng một chỗ một quyền một cước hướng trung niên nam nhân đánh tới. Trung niên nam nhân không chút hoang mang, ung dung trốn tránh, cuối cùng đột nhiên một cái tam liên đá, đem chúng ta tất cả đều đá bay ra ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, cường độ cũng rất lớn, nơi này liền số Mập Hòa Thượng phản ứng nhất khối, nhưng coi như hắn dùng tay ngăn trở, vẫn là bị đá bay ra ngoài, trực tiếp đem hắn cánh tay đều đá gãy. Ba người chúng ta trong lúc nhất thời, bị một người đánh cho hoa rơi nước chảy, không hề có lực hoàn thủ. Tiểu ca, đánh không lại, nhanh dùng đạo thuật, mập mạp nhỏ giọng nói. Mập mạp nhắc nhở đúng, cái này nam nhân quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Không cần đạo thuật khẳng định phải thua. Ngay tại ta chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên trung niên nam nhân một chân đá tới, trong lòng ta lạc một tiếng, kêu to không tốt, hắn cũng là người trong nghề, giống như nhìn thấu ta mánh khóe. Ta lúc đầu tại niệm chú, một cước kia không có chút nào phòng bị, trực tiếp liền bị đá bay ra ngoài, mập mạp cùng Mập Hòa Thượng muốn tới đây yểm hộ, nhưng trung niên nam nhân song trưởng như gió, đánh thẳng hai béo ngực, bọn hắn phun một ngụm máu về sau. Cũng là ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này trung niên nam nhân đã lần nữa đi vào trước mặt của ta, ta vội vàng đứng lên, tay phải nắm chảo bóp hướng cổ của hắn, nhưng hắn lại đã sớm nhìn rõ đến, một cái tay tựa như tia chớp bắt lấy cổ tay của ta uốn éo, chỉ nghe thấy ba một tiếng, ta tay liền bị xoay đi qua. Trung niên nam nhân hai ngón dựng đứng, đột nhiên điểm tại lòng bàn tay của ta cùng tay mạch bên trên, ta lập tức cảm giác huyết dịch giống như ngưng kết đồng dạng, trên thân luôn cảm giác có đồ vật gì không gặp. Tiếp lấy trung niên nam nhân lại hai ngón điểm tại mi tâm của ta, mới một chân đem ta đá mở. Ta che ngực cắn răng ngồi dậy, miệng như cố tại không buông tha niệm chú, có thể để ta không nghĩ tới chính là, chú ngữ không có tác dụng gì, mà lại niệm chú thời điểm, ta luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì, thân thể giống như trước kia không giống, niệm chú cùng đọc chậm bài khóa giống như. Đừng niệm, ta phong ngươi âm dương huyệt, tương đương với phế ngươi đạo hành, trong vòng một canh giờ, ngươi đều dùng không được đạo thuật. Cùng người bình thường không có khác nhau. Trung niên nhân đột nhiên nói. Ta hơi kinh ngạc, cái này nam nhân đến cùng là ai, thế mà hiểu được phong người khác âm dương huyệt, thân thủ cũng lợi hại, lấy một địch ba, lại đem tất cả chúng ta đánh cho không hề có lực hoàn thủ, nằm dạp trên mặt đất nôn ra máu, bản lĩnh có thể xưng được, mà lại hắn giống như cũng sẽ âm dương thuật. Người đến cùng là ai, nhưng có danh hiệu, tận đến giờ phút này, ta mới nhớ tới hỏi thân phận của người này. Chúng ta mới vừa rồi còn là quá coi thường hắn, ta còn tưởng rằng hắn chính là cái phổ thông kẻ có tiền mà thôi. Dễ nói, tại hạ Thiên Tường, trung niên nam nhân nói. Ta nhíu mày, lại một cái họ Thiên, chẳng lẽ là Thiên gia người? Không phải trùng hợp, cái này họ vô cùng ít ỏi, lại có thể đánh lại sẽ âm dương thuật, là Thiên gia người không hiếm lạ. Ngươi là Thiên gia người, ta nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Trước kia là, bây giờ không phải là. Trung niên nam nhân trả lời, chẳng qua sắc mặt có chút lộ vẻ xúc động. Quả nhiên là Thiên gia người, trách không được lợi hại như thế, ta thật đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn,
nhưng mặc dù như thế, ta cũng sẽ không khuất phục, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi, ai kêu ta đêm nay gặp phải cao thủ, gãy tại trên tay người khác ta không lời nào để nói. Trung niên nam nhân cũng không có động thủ, mà là một mặt cười lạnh nhìn xem Mập Hòa Thượng, nhếch miệng lên cực kỳ tà mị, ba người chúng ta nhìn đều cảm giác toàn thân chấn động, nổi da gà lên một thân. Mập mạp nuốt một ngụm nước bọt đối Mập Hòa Thượng nói, lão béo, hắn. Có phải là coi trọng ngươi, nghe nói kẻ có tiền đều có kỳ quái yêu thích, bình thường sáo lộ chơi chán, muốn đổi điểm tươi mới. Mập Hòa Thượng A-di-đà Phật một câu, béo thí chủ, người xuất gia không nói dối, bần tăng tào ngươi nhị đại gia. Đều cái này trước mắt, hai người này còn tại đấu võ mồm, thật sự là phục. Trung niên nam nhân cũng không để ý tới, vẫn là trực tiếp nhìn xem Mập Hòa Thượng. Hắn đột nhiên thầm nói, thiên gia nghiệt nợ, rốt cục tìm trở về, ha ha, trò hay muốn lên diễn a, vốn là muốn giết các ngươi, nhưng bây giờ không nghĩ, không phải tiếp xuống liền rất vô vị. Ta không rõ hắn đang nói cái gì, đang nghĩ đặt câu hỏi, hắn đột nhiên vừa quay đầu đến chừng mắt ta, tiểu tử, âm hành lớn biết bao, ngươi cho rằng đỉnh phong chính là tứ đại gia tộc sao? Hừ, thế lực sau lưng lớn đâu, ngươi chọc giận cỗ thế lực này, muốn mạng sống. Liền muốn làm nửa đêm trà lâu nhìn sự tình người, ta cho ngươi một tháng, không đáp ứng, thần tiên cũng cứu không được. Cơ hội này, ta là xem ở hòa thượng này mặt mũi, không phải ngươi đêm nay liền đã chết. Trung niên nam nhân sau khi nói xong, đem âu phục mặc, một lần nữa mang lên đồng hồ tay của mình dẫn hai người ra đen rời đi. Ta lau đi khóe miệng máu, than thở nằm xuống, thua thật uất ức, chẳng qua nhưng cuối cùng không có ném mạng nhỏ, chỉ cần còn sống, liền có sẽ thắng lại tiền vốn. Nhân sinh thua một hai hồi không mất mặt, trọng yếu chính là bảo trụ mệnh, kia khả năng rửa sạch nhục nhã. Đêm nay ta mới phát hiện mình thật còn rất nhỏ yếu, cũng phát hiện mạng của mình khả năng vài phút liền sẽ vứt bỏ, âm hành mạo hiểm, nhất định phải thận trọng từng bước, nếu như lại đi sai bước nhầm một bước, khẳng định sẽ vạn kiếp bất phục, còn có, ta mạnh lên tốc độ, khả năng có chút chậm. Khoảng thời gian này, cao thủ một cái tiếp theo một cái, không ngừng đem ta đè xuống đất ma sát. Cỗ này khí thật là không dễ chịu, cái này cũng gián tiếp nói rõ, ta ngay tại âm hành trèo lên trên, tiếp xúc đối thủ cũng càng ngày càng lợi hại. Ngay tại ta suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, mập mạp lại trêu chọc nói, lão béo, ngươi cùng cái này người rất quen sao? Vì cái gì hắn sẽ nể mặt ngươi? Mập Hòa Thượng lại A-di-đà Phật một câu, ngươi nhìn ta trên thân bị thương, giống nhận biết dáng vẻ sao? Người quen đánh cho đến chết a. Kia danh hào của ngươi khẳng định rất vang dội. Không phải không có khả năng nể mặt ngươi. Mập mạp tiếp tục tò mò hỏi. Mập Hòa Thượng lắc đầu, nói sư phụ hắn danh hiệu liền còn có thể, hắn, hừ, cũng liền một cái tiểu hòa thượng, ai sẽ biết hắn. Có lẽ cái này người cùng hắn sư phó là quen biết đã lâu, cho nên mới bỏ qua chúng ta. Cũng chỉ có giải thích như vậy mới tính hợp lý, chúng ta cũng không truy cứu nữa vấn đề này, ba người tại trên sân thượng thổi một hồi gió mới xuống dưới, chỉ có điều từng cái đều có tổn thương. Đi trên đường khập khiễng. Trở lại cửa hàng về sau, Thi Ngôn Kinh, nói chúng ta chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài một chuyến, ba người đều bị đánh thành cấp 2 tàn phế. Ta cười khổ một cái, nói không đề cập tới cũng được, mập mạp an toàn trở về là được, cái này sự tình nói ra mất mặt, sau đó ta hỏi mập mạp đến cùng chuyện gì xảy ra, lúc nào cho người ta bắt được rồi. Mập mạp nói, hắn dựa theo ta ý tứ đi tìm Hoàng Hinh cùng Địa Trung Đường, hắn trải qua thiên tân vạn khổ về sau. Rốt cục đạt được tin tức, hai người này đều là tối hôm qua ra ngoài, đến bây giờ cũng chưa trở lại, người cũng không có tin. Ngay tại mập mạp buồn bực thời điểm, đột nhiên liền bị một khẩu súng chỉ vào đầu, sau đó liền bị trói thành bánh chưng, tình huống cụ thể chính là như vậy, hắn vạn vạn không nghĩ tới lúc này nửa đêm trà lâu người sẽ tìm tới cửa. Ta ừ một tiếng, có tiền lớn hơn trời, chỉ cần có tiền, liền có thể tụ tập âm hành cao thủ mạnh nhất, nửa đêm trà lâu thế lực sau lưng không phải mạnh. Là có tiền có quyền, cho nên mới khủng bố như vậy. Trước đó chúng ta rời đi thời điểm, còn lại mấy cái kia khách nhân nói, âm hành những năm này tích lũy quá nhiều ô uế, ta hiện tại mới hiểu được là có ý gì, cũng đều là tiền gây họa, tiền khống chế âm hành, kia cái nghề này liền xong, đạo nghĩa vô đạo, tình cũng vô tình, chỉ còn lại hơi tiền vị, chẳng qua ta tin tưởng âm dương không có khả năng để tiền khống chế, đây chính là cái liên quan đến sinh tử luân hồi ngành nghề, đã quỷ dị vừa kinh khủng, nước phi thường sâu. Những người có tiền kia cho là có tiền liền có thể trưởng khống hết thảy. Thậm chí sinh tử, chỉ có thể nói bọn hắn quá ngây thơ, chưa ăn qua chân chính thua thiệt, ta là sẽ không vì bọn hắn làm việc. Cái này chuyện tới cái này trước để một bên đi,
dù sao cái kia gọi thiên tường nói, cho ta một tháng sự tình, tháng này dù sao bọn hắn là sẽ không lại đến, chờ ta xử lý tốt hiêu tăng sự tình lại cùng hắn đấu. Hiện tại bốn người của đại gia tộc toàn bộ biến mất, âm hành rắn mất đầu, muốn bắt hiêu tăng liền càng thêm khó, chẳng qua ta đang nghĩ, rốt cuộc là ai có thực lực như thế, có thể đồng thời trấn trụ bốn người của đại gia tộc. Ta hỏi Thi Ngôn, có người này sao? Nàng đối cái này hiểu khá rõ. Thi Ngôn cau mày suy tư, qua thật lâu nàng mới lên tiếng, âm hành luận bối phận luận thực lực, Côn Luân ngũ quỷ tối cao, sau đó liền đến tứ đại gia tộc, nếu quả thật lại muốn tìm một người ra tới, vậy cũng chỉ có Mã gia, cái khác đều không dùng được. Mã gia, Mã Lâm, nàng giống như một mực cũng chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là nàng? Nhưng nàng tại sao phải làm như vậy đâu? Chẳng lẽ có chuyện gì? Đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng chó sủa, ta ra ngoài xem xét, không phải là hôm nay con kia Husky sao? Từ trước đến nay chó, phát tài, chúng ta hầm đi. Mập mạp cười hắc hắc nói. Mập hòa thượng nghe xong mập mạp muốn giết chó, lập tức liền không vui lòng, nói cái này chó lại không chọc giận ngươi, tại sao phải sát sinh? Mập mạp phản bác nói, kia cơm cũng không chọc giận ngươi, ngươi làm sao muốn ăn cơm? Mập hòa thượng nghe xong cũng gấp. Kia chẳng lẽ phân không chọc giận ngươi, ngươi liền phải ăn rồi. Mập mạp đột nhiên có chút mặt chẳng qua cong, cau mày suy nghĩ, một lát sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói ta đi ngươi cái béo con lửa chọc, thế mà mắng lão tử. Mập hòa thượng A-di-đà Phật một câu, béo thí chủ, ta chỉ là đang cùng ngươi lý luận, làm sao liền thành mắng ngươi đâu. Mập mạp nói nào có dạng này lý luận, rõ ràng chính là mắng chửi người, cho là hắn nghe không hiểu sao. Mập hòa thượng đột nhiên ha ha phá lên cười, nói thế mà cho ngươi xem ra tới, ba người chúng ta lập tức im lặng, cái này mập hòa thượng thường xuyên nói lời kinh người a. Ta nói chớ quấy rầy, đây không phải từ trước đến nay chó, đây là huyền gia chó, hôm nay ta mới nhìn đến, đoán chừng đưa tin đến, đem mập mạp hầm cũng không thể hầm nó, nói không chừng có tin tức gì tốt. Mập mạp nói nghe qua bồ câu đưa tin, không nghe thấy qua chó đưa tin, nó lại không biết nói chuyện, hơn nữa nhìn cái này trên thân. Cũng không có giấu được tin địa phương, còn có thể từ trong mồm phun ra một phong thư đến hay sao? Đúng vào lúc này, Husky đột nhiên hướng mập mạp khinh bỉ nhìn thoáng qua, sau đó thật đúng là từ miệng phun ra một phong thư, giống như mạnh mẽ hướng mập mạp mặt phiến một cái miệng rộng. Cái này Husky có chút bản lĩnh, phong thư ngậm trong miệng, thế mà không có chút nào ẩm ướt, đây có phải hay không là chuyên nghiệp bồi dưỡng qua? Husky phun ra phong thư về sau, cũng không đi, ngồi xổm dưới đất lè lưỡi. Sau đó mắt bình tĩnh nhìn ta. Ta không có để ý nó, mở ra phong thư xem xét, phía trên chữ rất tân tú, Huyền Âm rời nhà thật lâu sau, ta rất là lo lắng, cái này chó thông nhân tính, nghe trăm vị, biết âm dương, nó có thể thuận Huyền Âm hương vị tìm tới nàng, mời ngươi phải tất yếu giúp chuyện này, giúp ta tìm tới nàng, ta hiện tại trong lòng trống rỗng, chỉ muốn nhìn thấy nàng. Xem hết cái này tin về sau, ta nổi da gà lên một tầng lại một tầng, nghe nàng cái giọng nói này. Chẳng lẽ hai nữ nhân thật có cái gì à? Tưởng tượng cái kia hình tượng, hai cái mỹ nữ tại. Ta dựa vào, không được. Hiện tại nam nữ tỷ lệ đã nghiêm trọng mất cân đối, lập tức tổn thất hai cái mỹ nữ. Đây đối với chúng ta nam đồng bào đến nói, quá đau đớn, ta không đồng ý dạng này. Chẳng qua hai nam nhân, ta ngược lại là giơ hai tay hai chân đồng ý, dạng này chúng ta liền thiếu đi hai cái đối thủ cạnh tranh. Xem xong thư về sau, Husky đứng lên cắn ta ống quần. Giống như đúng như trên thư nói như vậy, nó muốn dẫn ta đi tìm Huyền Âm, chẳng qua ta vẫn còn có chút hoài nghi, nhị cáp kia trí thông minh, thật đáng tin sao. Đúng vào lúc này, đột nhiên Husky cắn ta ống quần kéo một cái, để ta quẳng một ngã nhào, quả nhiên, nhị cáp từ đầu đến cuối đều là không dựa vào được, chẳng qua đã vũ tầm đều như vậy nói, ta tin tưởng nàng một lần đi, mặc dù cùng với nàng không quen. Ta nhìn xuống thời gian, mới 10 giờ hơn, nếu như Huyền Âm là bị người vây khốn. Vậy bây giờ là không thích hợp xuất động, phải đợi đến nửa đêm về sau. Ta không có lập tức xuất phát, mà là mang theo Husky trở lại cửa hàng, chuẩn bị ngủ đến hơn một điểm lại nói, khi đó cứu người tương đối tốt. Vẫn quy củ cũ, Thi Ngôn phòng ngủ ở giữa, ta ngả ra đất nghỉ, mập hòa thượng ngủ ghế sofa, mập mạp về nhà mình, kia Husky thì nằm tại bàn trà dưới mặt đất. Điều tốt đồng hồ báo thức về sau, ta liền nằm xuống, thể xác tinh thần cũng mệt mỏi. Mà lại bị thương cũng không nhẹ. Đợi đến đồng hồ báo thức vang lên thời điểm, ta vuốt vuốt mông lung mắt, đột nhiên phát hiện chung quanh một đoàn loạt, ghế sofa đều đã bị gặm không có, Husky vẫn còn tiếp tục phá nhà, may mắn lão tử tỉnh lại phải sớm,
còn nói con hàng này thông nhân tính, muốn ta mình chó, hiện tại đã vào nồi. Ta níu lấy Husky bên miệng thịt mắng, người đêm nay nếu là mang ta tìm không thấy Huyền Âm, ta liền đem ngươi cho hầm, tức chết lão tử, lần này lại phải tốn không ít tiền, ai, Mập Hòa Thượng đi đâu rồi? Ta hiện tại mới nhớ tới ngủ ở trên ghế salon Mập Hòa Thượng, hắn đi đâu rồi? Làm sao không gặp người? Ta tìm khắp nơi dưới, cũng không thấy bóng người của hắn, gia hỏa này đến cùng đi đâu, chẳng lẽ có mộng du à? Được rồi, ta vẫn là trước tìm Huyền Âm, mập mạp nói hắn thường xuyên sẽ mất tích, hiện tại ta là tin. Ta mang theo Husky đi ra ngoài, cái này hai hàng mang theo ta một đường phi nước đại, ta cũng không biết nó là tại mù chơi vẫn là tìm người, trời vừa rạng sáng đường đi không có bất kỳ ai, một con chó lôi kéo ta tại kia chạy loạn, cảm giác có chút quỷ dị. Nửa đêm người trượt chó liền đã đủ hiếm thấy, nửa đêm chó trượt người, kia được nhiều hiếm thấy, đoán chừng đều có thể đăng lên báo đầu đề. Chạy đại khái hơn một cái giờ, Husky mới ngừng lại được, sau đó hướng ta lè lưỡi, ta tưởng rằng nó mệt mỏi, bởi vì ta đều đã đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Nhưng khi ta nâng người lên thời điểm, mới phát hiện trước mắt có cái đại trạch viện, cái này trạch viện phi thường lớn, liền đại môn kia không sai biệt lắm liền có một cái phòng học rộng như vậy rộng. Còn có kia nhìn không phần cuối tường vây cùng thật dài cầu thang, đây chính là vốn là xa hoa nhất lớn nhất trạch viện đi. Ta ngẩng đầu nhìn về phía lớn trên cánh cổng, phát hiện có một cái rất chói mắt kim bài, phía trên thình lình viết hai cái chữ to, thiên môn. OMG, nguyên lai đây là thiên gia phủ đệ, trách không được như thế xa hoa xa xỉ, liền loại này viện tử, đoán chừng không có mấy người ở nổi, Trương Tiểu Mạn nhà cũng không có như thế xa hoa, nhận biết trời một lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên đến nhà hắn. Kỳ quái, Husky dẫn ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ, Huyền Âm ở đây? Xem ra, ta đêm nay muốn đêm tối thăm dò một lần thiên môn, nói không chừng không chỉ Huyền Âm, bốn người của đại gia tộc đều ở nơi này. Có thể để ta cảm thấy buồn bực là, cao như vậy tường vây cùng dày đặc cửa sắt, ta làm sao tiến vào được, đoán chừng trên cửa khóa đều có ta đầu lớn. Đúng vào lúc này, đột nhiên Husky nhảy lên một cái. Thế mà liên tục ở trên tường đạp nhảy vô số lần, cuối cùng thuận lợi vượt qua kia mặt tường. Ta đi, cái này, đây là mèo vẫn là chó à? Husky có lợi hại như vậy sao? Cho dù có chuyên nghiệp huấn luyện qua, hẳn là cũng không đạt được loại trình độ này à? Ta mắt liếc một cái, kia tường vây không sai biệt lắm có 4-5 cao. Ngay tại ta cảm thấy kinh ngạc thời điểm, ta nghe thấy phía sau cửa phát ra phanh phanh thanh âm, giống như có người đang đánh thép, ta rất là hiếu kỳ. Vội vàng đi đến trước cửa, ngay tại lúc này, phát ra phịch một tiếng trầm đục, giống như có cái gì nặng kim loại rơi trên mặt đất, càng thêm để ta không tưởng được chính là, cửa mở. Husky lúc này vươn chó đầu hướng ta lè lưỡi, giống như đang thúc giục ta mau vào, trong lòng ta hơi nghi hoặc một chút, cái này hai hàng đến cùng là thế nào mở cửa. Cái này cửa rất nặng, ta sử xuất khí lực toàn thân mới đẩy ra một đạo khâu, sau đó nghiêng người chui đi vào. Tiến đến về sau. Ta nhìn thấy trên mặt đất có một cái đầu lớn khóa sắt bị cắn đứt, rơi dưới mặt đất còn ném ra cái hố nhỏ. Ta lập tức đối cái này Husky có chút lau mắt mà nhìn, như thế lớn một cái khóa, thế mà bị nó cho sống sờ sờ cắn đứt, tăng thêm vừa rồi bên trên tường, gọi là một cái xoái khí, vũ tầm cho ta đưa cái thứ tốt. Ta cùng Husky tiến viện tử về sau, đã không còn gì để nói, cùng phổ thông trạch viện cũng kém không nhiều, đều là chút hoa hoa thảo thảo, chính là so phổ thông trạch viện phải lớn rất nhiều. Ta kỳ quái là, thiên môn thế mà đơn giản như vậy liền để ta tiến đến, cảm giác trong lòng có chút hư, dù sao đây chính là thiên gia, làm sao có thể tùy tiện liền có thể tiến đến. Trước không cần quan tâm nhiều, Huyền Âm đến cùng ở đâu. Nếu như muốn ta mình đi tìm, đoán chừng tìm tới Hừng Đông cũng tìm không thấy, bởi vì thực sự là quá lớn, may mắn ta có chó. Ta sờ sờ Husky đầu chó, ra hiệu nó mang ta đi tìm Huyền Âm, nó giống như có thể nghe hiểu ta lời nói đồng dạng. Mang theo ta vụng trộm hướng phía nam chạy tới. Đoạn đường này thông suốt, không có bất kỳ ai, không biết có phải hay không là bởi vì đã rạng sáng nguyên nhân, đúng là một bóng người đều không có. Đi sau 10 phút, ta mới nhìn đến một cái phòng, gian phòng này trang trí cổ hương cổ sắc, cùng cái viện này cũng coi như rất dựng, để người nhìn cảnh đẹp ý vui, ở đoán chừng cũng dễ chịu, chẳng lẽ Huyền Âm liền ở lại đây. Husky đi gần căn phòng kia về sau, đột nhiên đối gian phòng sủa 3 tiếng. Dọa đến ta vội vàng che miệng của nó, cái này cách gọi, có thể hay không đem cái mạng nhỏ của ta cho gọi không có. Đúng vào lúc này, đột nhiên gian phòng đèn sáng, ta xuyên thấu qua cửa sổ, trông thấy một nữ nhân thân ảnh.
Có người, ta không xác định là ai, chỉ có thể ôm lấy Husky cũng nắm chặt miệng của nó trốn đến một bên. Lúc này cửa phòng kít một tiếng liền mở, Husky đột nhiên cùng nổi điên đồng dạng tránh thoát ngực của ta, sau đó phòng nghỉ ở giữa người phóng đi, chờ ta kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện người mở cửa chính là Huyền Âm. Huyền Âm nhìn thấy Husky thời điểm, cười đến phi thường vui vẻ, cùng Husky nhiệt tình ôm lại với nhau. Nhị Cáp, người thế nào đến rồi? Huyền Âm dùng mặt cọ lấy Husky đầu chó hỏi, lại là một người không bằng chó hệ liệt. Đúng vào lúc này, ta cũng đi ra ngoài, Huyền Âm nhìn thấy ta, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, nàng cảnh giác quan sát chung quanh, sau đó khẩn trương đem ta mang vào phòng. Lâm Nguyên, người có phải hay không đi nhà ta rồi? Còn nhìn thấy Vũ Tầm, Huyền Âm hung dữ chỉ vào cái mũi của ta hỏi. Ta cười khổ một cái, nói là, chẳng phải nhìn một chút người nha, lại không có gì, cảm thấy giống như thấy sẽ chết đồng dạng. Huyền Âm đột nhiên nở nụ cười gằn, người không chết, chỉ có thể nói rõ mạng ngươi lớn, Huyền Âm lúc ấy biểu tình kia, cực kỳ dọa người. Ta có chút minh bạch, chẳng lẽ Vô Tầm vẫn là yêu quái, sẽ còn ăn ta bước thành. Huyền Âm không trả lời, nàng lại chất vấn, Vô Tầm căn bản không gặp người, tiểu tử ngươi khẳng định là vụng trộm chạy vào đi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chờ ta có rảnh lại từ từ thu thập ngươi, cái này sự tình ta không để yên cho ngươi. Ta lập tức bốc lên suốt mồ hôi lạnh cả người, nhớ tới thập tam thiếu trôi nổi trên mặt sông thi thể cùng kia kinh khủng ra người chơi diều, muốn thực đắc tội âm dương thêu, vậy ta nhưng trận không có quả ngon để ăn. Ta sát sát mồ hôi lạnh trên trán, nói sự tình không có nghiêm trọng như vậy a. Xem ở ta hiện tại tới cứu mức của ngươi, liền tha thứ ta đi. Huyền Âm trợn mắt nhìn ta một cái, nói thầm câu, rồi nói sau, nếu không phải nhìn ngươi tốt bụng tới tìm ta, hiện tại ta liền đem ngươi chơi chết. Sau đó nàng lại hỏi, là Huyền Âm gọi ngươi mang Nhị Cáp tới tìm ta. Ta nhẹ gật đầu, nói là, còn đem thư bên trên kia để người buồn nôn nội dung nói ra, một bên niệm, một bên nổi da gà. Huyền Âm sau khi nghe, mặt cùng đỏ chỉ quả giống như, sau đó cảnh cáo ta nói, chuyện này không cho phép nói ra, không phải ta chết đều không có toàn thây. Thốt ra lời này, ta liền biết hai nàng nhất định là có chuyện, ai, hai cái đại mỹ nữ cứ như vậy không có, thật sự là thiên lý nan dung, chẳng lẽ liền không thể tìm ta loại này có thể để ngươi vui vẻ giống loài sao? Ta nói muốn ta giữ bí mật cũng được, phải nói cho ta hiện tại chuyện gì xảy ra, vì cái gì Huyền Âm hiện tại đợi tại thiên môn, Hoàng Hinh cùng Địa Trung Đường có phải là cũng tại, còn có trời một, hắn ở đây sao? Huyền Âm đột nhiên nhíu mày, giống như có việc, lại hình như không có việc gì, biểu lộ có chút kỳ quái, ta có chút đọc không ra nàng đây là ý gì. Ta nói người có lời cứ nói, có dám cứ thả, làm gì nhăn nhăn nhó nhó, có phải là để thiên gia giam cầm tại cái này? Huyền Âm nghe xong, lập tức liền cười, nói có người có thể giam cầm nàng. Đừng nói giỡn, người này đoán chừng còn không có xuất thế. Ta nói kia rốt cuộc chuyện ra sao? Làm sao tối hôm qua rời đi về sau, cả ngày đều không trở về, Địa Trung Đường cùng Hoàng Hinh cũng thế, hai người bọn họ hiện tại hẳn là cũng tại thiên môn A. Huyền Âm nói kỳ thật sự tình không có ta tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, hai người bọn họ cũng đích thật là ở đây, chỉ là không phải bị giam cầm, mà là thiên gia mời đến làm khách. Người xem, ta nhíu mày, dựa vào, ý tứ chính là đến vọt một chút cửa, vậy cũng không cần xuyên một ngày a. Huyền Âm nói không phải đơn giản vọt cửa, lần này, bọn hắn là đến thương thảo trời một hôn sự. Nghe được tin tức này, ta có chút kinh ngạc, trời vừa muốn kết hôn rồi. Hắn làm sao cho tới bây giờ không nói với ta chuyện này, quá không coi ta là bằng hữu đi. Không đúng, hiện tại yêu tăng sự tình đều không có giải quyết, tại cái này bận rộn hôn sự, đây là trời một sao. Với ai, ta hiếu kỳ hỏi. Mã Lâm, Huyền Âm đột nhiên hỏi. Lần này ta càng thêm kinh ngạc, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, trời vừa cùng Mã Lâm đột nhiên kết hôn, cái này cũng quá khó mà tin nổi, mà lại lấy Mã Lâm tính cách, nếu như nàng thật cùng trời một kết hôn, kia không được cao hứng thượng thiên, khẳng định lần thứ nhất chạy tới nói cho chúng ta biết, mà không phải một mực biến mất, sau đó mới thu được nàng kết hôn tin tức, nếu không phải Huyền Âm nói, cái này sự tình ta còn không biết. Làm sao có thể, không có khả năng, ta lớn tiếng nói. Huyền Âm vội vàng che miệng của ta, đối ta làm một cái chớ lên tiếng, ra hiệu ta chớ quấy rầy, chờ xuống đem người dẫn tới làm sao bây giờ. Chờ ta xác định không còn kêu thời điểm nàng mới buông lỏng tay ra. Huyền Âm nói, làm sao không có khả năng, bọn hắn chính là thương thảo hai người hôn sự, Mã gia cùng Thiên gia liên hôn, đây chính là âm hành đại sự,
cho nên mới tập hợp bốn người của đại gia tộc thảo luận. Huyền Âm từ khi lên làm Huyền gia lão đại sau liền không có đi ra mặt, liền cái khác ba cái gia tộc người cũng không nhận ra nàng, lần này thế mà đến tập hợp, nói rõ việc này không thể coi thường. Ta nói có cái gì không thể coi thường, chẳng phải kết cái cưới nha, yêu tăng khắp nơi hại người không gặp các ngươi tứ đại gia tộc quản một chút, kết cái cưới làm cho cùng đăng cơ làm hoàng đế giống như, còn không thể coi thường, ta nhổ vào. Ta đối cái này sự tình là có lời oán giận, lấy chút gia tộc rõ ràng không làm, hát kết cái cưới chẳng lẽ so với người mệnh còn trọng yếu hơn sao? Nhưng sau đó tưởng tượng, trời vừa cùng Mã Lâm giống như đều không phải loại người này, cái này sự tình, có mở ám. Trong đó khẳng định còn có cái gì bí mật không muốn người biết. Huyền Âm nói, cái này cũng không trách nàng, trời một mình đem trách nhiệm khiêng lên thân, gọi chúng ta tuyệt đối không được quản, chính hắn liền có thể giải quyết, thiên gia là tứ đại gia tộc đứng đầu, đương nhiên phải nghe hắn, Huyền Âm có thể ít một chuyện liền một chuyện đi, dù sao nàng cũng không nghĩ xuất đầu lộ diện. Nghe Huyền Âm vừa nói như vậy, ta liền càng thêm kỳ quái, trời vừa đến đấy đang dở trò quỷ gì, giống như đây không phải hắn nhất quán tác phong. Ai, lúc này Huyền Âm đột nhiên quát to một tiếng, ngoài cửa giống như có người. Nghe thấy ngoài cửa có người, ta lập tức giật cả mình, ngồi xổm trên mặt đất Husky cũng cảnh giác đứng lên, có vẻ như ngoài cửa thực sự có người. Là ta, trời một, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Trong lòng ta lạc một tiếng, là hắn, tìm hắn lâu như vậy, thế mà vẫn luôn tránh trong nhà mình, còn tưởng rằng hắn mất tích. Hắn hiện tại tới là có ý gì, chẳng lẽ phát sinh ta đến rồi. Vừa vặn, ta phải ngay mặt hỏi một chút hắn rốt cuộc là ý gì. Không tiếp điện thoại ta không giết yêu tăng thì thôi, thế mà còn gọi cái khác ba cái gia tộc người không cần quản, đây coi là chuyện gì. Làm âm hành long đầu đại ca, chẳng lẽ nhìn xem sinh linh đồ thán cũng mặc kệ sao. Ngay tại ta chuẩn bị đẩy cửa ra đi tìm hắn lý luận thời điểm, Huyền Âm một cái liền đem ta cho níu lại, sau đó đối ta lắc đầu, ra hiệu ta không thể ra ngoài, sau đó đem ta hướng gầm giường bịt lại. Cuối cùng Husky cũng ném vào. Nói cũng kỳ quái, cái này nhị cáp không gọi cũng không náo, ngoan ngoãn ghé vào gầm giường lè lưỡi, thật chẳng lẽ thông nhân tính. Có phải là thuần chủng? Đến rồi, ta trốn đi về sau, Huyền Âm mới thét to một tiếng, sau đó ta liền nghe được tiếng mở cửa. Trời một không có trước tiến đến, qua mười mấy giây ta mới nghe được hắn hỏi, nhà của ngươi, có người. Huyền Âm trực tiếp liền phủ nhận nói, không ai a, nào có người. Gian phòng kia chỉ một mình ta, làm sao rồi? Trời nói chuyện, a, không có gì, vừa rồi ta phát hiện đại môn khóa cho người ta vặn gãy, sợ có người tiến đến đối các người bất lợi, gần đây thiên gia người tất cả đều bận rộn làm hôn sự, cho nên đề phòng sơ suất. Ta nghe xong, trách không được, ta liền nói thiên môn cái kia dễ dàng như vậy liền tiến vào đến, nguyên lai người đều đi bận rộn hôn sự đi. Huyền Âm cười ha hả, nói có đúng không? Nhưng nàng không gặp có người. Khả năng đi địa phương khác, gọi thiên một tranh thủ thời gian phái người điều tra một chút. Trời nói chuyện không có việc gì liền tốt, nhưng hắn giống như cũng không dự định đi, y nguyên cùng Huyền Âm đang nói không quan hệ đau khổ, có vẻ như còn có ý tứ gì khác. Ta có chút kỳ quái, đây là trời một sao, bình thường hắn đều là lại lạnh lời nói lại ít, hiện tại cái này, quả thực chính là lắm lời, mà lại thế mà còn làm bộ quan tâm Huyền Âm, cái này khiến ta có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ mấy ngày không gặp tiểu tử này. Hắn biến rồi. Trừ cái này, ta mơ hồ cảm giác hắn giống như đối Huyền Âm giống như ý đồ. Ta hiện tại ghé vào gầm giường, chỉ có thể nhìn thấy trời một hai con chân, lại không dám động, lấy trời một bản lĩnh, chỉ cần ta phát ra một chút xíu tiếng vang, khẳng định sẽ bị phát hiện. Đúng vào lúc này, Huyền Âm đột nhiên nói một câu, người đừng như vậy. Trong lòng ta lạc một chút, nữ nhân nói câu nói này, tám thành là nam này động thủ động cước. Trời một không nói gì. Nhưng rõ ràng hai người tại lôi kéo, đột nhiên phịch một tiếng, giường vang một chút, rõ ràng có người bị đẩy lên phía trên này, kém chút không có đem ta chấn động đến tai điếc, Husky đổ bình tĩnh thật nhiều, không có chút nào hoảng. Mời ngươi ra ngoài, ngươi đừng quên, rất nhanh ngươi liền phải kết hôn. Huyền Âm nói, thanh âm là tại giường bên này phát ra tới, mà lại trên mặt đất Huyền Âm chân không gặp, quả nhiên là nàng bị đẩy ngã. Trời một rốt cục lần nữa nói chuyện, cũng bởi vì kết hôn. Cho nên trước khi kết hôn mới phải vui vẻ một chút, ai, cưới sau liền phải làm một cái xứng chức trượng phu, hiện tại chúng ta chơi đùa không tốt sao? Cút, Huyền Âm trực tiếp hô, dư thừa lời không muốn nói thêm. Hừ, ta liền thích người dạng này, càng phản kháng ta càng nóng máu sôi trào. Trời một lại nói lên như thế chẳng biết xấu hổ,
để ta hơi kinh ngạc. Huyền Âm uy hiếp nói, ngươi còn như vậy ta gọi. Trời một giống như không có cái gì cái gọi là, ngươi gọi a, coi như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người quản ngươi, nơi này chính là nhà ta, Thiên Môn. Trời vừa nói xong về sau, liền nhào tới, lúc này lại truyền ra lôi kéo thanh âm, giống như Huyền Âm đang liều mạng chống cự, âm dương thêu phát huy tác dụng thời gian rất vẹn toàn, mà lại đối trời một có hữu hiệu hay không còn không biết, ta không thể lại giấu, không phải Huyền Âm phải gặp độc thủ. Nhưng lại tại ta nghĩ chui lúc đi ra, Husky lại cắn y phục của ta không để ta ra ngoài, ta nói ngươi cái này ngốc chó, ngươi chủ nhân đều bị người khi dễ, còn không đi ra cắn hắn nha, ngươi cắn ta làm gì? Husky vẫn là thờ ơ, chính là cắn y phục của ta không để ta ra ngoài, nó lực cắn thật mạnh, ta thế mà kéo không động nó. Ngay tại ta lo lắng vạn phần thời điểm, đột nhiên trời một kêu thảm một tiếng bắn đi ra, sau đó phẫn nộ hô, âm dương hình xăm. Tiếp lấy còn nói thêm, đen mạn con rết. Huyền Âm cười lạnh một tiếng, cái này hình xăm dùng âm hồn, thế nhưng là bị tình địch dùng kịch độc hạ độc chết, ngũ tạng lục phủ đều hóa thành nước mủ, chết được tương đương thảm thiết, oán khí cực lớn, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi giải độc tốt một chút, Thiên Môn hẳn là có rất nhiều giải độc thuốc hay. Trời một phẫn nộ mắng, số bà nương, có hai tay, không hổ là Huyền gia lão đại, chờ lấy, lão tử sớm muộn một ngày đem ngươi làm tới ta trong chăn đi, đủ lực, ha ha. Trời một vừa cười, một bên rời khỏi phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyền Âm một lần nữa đóng cửa lại về sau, vỗ tay phát ra tiếng, ra hiệu chúng ta ra tới. Husky lúc này cũng không để ý tới nữa ta, lập tức liền chui ra ngoài, ta cũng đi theo chó cái đuôi chui ra gầm giường. Sau khi ra ngoài, ta nhìn thấy Huyền Âm ngực trái quần áo bị xé toang một tấm vải, mà lộ ra ngoài khối đó, vừa vặn có một con rết màu đen hình xăm. Đây chính là đen mạn con rết. Truyền thuyết, đem ngũ độc đặt ở một cái bình bên trong tàn sát lẫn nhau, 7-7-49 ngày về sau, nếu như còn lại một con kia là con rết, vậy con rết liền gọi đen mạn con rết. Màu sắc của nó là bởi vì thôn phệ cái khác thi thể động vật từ đó làm cho độc tính gia tăng biến thành màu đen. Sống sót con rết kịch độc vô cùng, độc tính có thể nói là thiên hạ vô song, khiến người e ngại. Chẳng qua nếu như làm hình xăm, hẳn là không có bao nhiêu người dám văn. Đặc biệt là âm dương thêu, chấn không được, làn da sẽ nát giữa, dần già, độc tính công tâm, sẽ chết đột ngột mà chết. Lúc này ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, Huyền Âm trên tay đen mạn con rết đột nhiên nhan sắc bắt đầu chậm rãi ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, cái này, ta chỉ vào Huyền Âm trên người hình xăm nói. Huyền Âm sờ hai lần, nói cái này hình xăm cứ như vậy, chỉ có thể dùng một lần, bởi vì độc tính đã phát ra, nếu như còn giữ. Làn da sẽ nát giữa, cho nên văn thời điểm chính là dùng một lần tính thuốc nhuộm, một khi công hiệu phát huy, liền sẽ tự hành biến mất. Ta a một tiếng, sau đó nhìn về phía cửa bên kia thầm nói, vừa rồi cái kia, thật sự là trời một sao. Huyền Âm lắc đầu, nói nàng cũng không biết, vô luận từ bộ dáng, thân cao, thanh âm, đều giống nhau như đúc, thậm chí Thiên Môn âm thuật cũng giống vậy, chính là tính cách đột nhiên đại biến, cùng trong truyền thuyết không quá tương tự. Kỳ thật Huyền Âm cũng không có cùng trời càng nhiều quen, chỉ có thể từ trong truyền thuyết hiểu rõ cái này Thiên Môn gia chủ. Không, hắn không phải. Trời một không có khả năng biến thành dạng này. Ta cùng Huyền Âm khác biệt, ta hiểu rất rõ hắn, nhưng sau đó ta lại có chút chột dạ, ta thật sự hiểu rõ trời một sao. Ta thật sự hiểu rõ trời một sao. Ta ở trong lòng hỏi mấy chục lượt vấn đề này, càng hỏi mình càng hư, kỳ thật ta thật đối trời một hoàn toàn không biết gì. Hắn chỉ là tại ta có cần thời điểm xuất hiện thôi, gần như liên quan tới hắn tất cả mọi chuyện, ta đều biết rất ít, nếu như hắn ngày nào biến thành dạng này, có lẽ chỉ là lộ ra diện mục thật sự. Chẳng qua ta vẫn là không dám tin tưởng, biến hóa này cũng quá lớn, cưới Mã Lâm, bên trên Huyền Âm, đây quả thực là đem toàn bộ tính cách đều điên đảo, loại nào có thể cùng trước kia trời hơi dính bên trên, lại nói, hắn thân phận như vậy, cần ẩn tàng tính cách của mình sao? Ngay tại ta suy nghĩ ngàn vạn, đầu óc hỗn loạn phải cùng một bình bột nhão đồng dạng thời điểm, Huyền Âm đập ta một chút, đi mau, trời một sẽ không từ bỏ ý đồ, khó mà nói đêm nay còn sẽ tới. Còn sẽ tới, vậy ngươi không phải gặp nguy hiểm, ta nói. Huyền Âm gọi ta không cần lo lắng, từ xưa đến nay tứ đại gia tộc đều là lẫn nhau chống lại, chế ước lẫn nhau, chính là vì phòng ngừa có một phương nào làm sằng làm bậy, âm thuật trên thực lực cũng sẽ không kém quá nhiều, trời tưởng tượng khi dễ nàng, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Coi như bất luận cái gì hai nhà muốn liều cái cao thấp, cũng phải không thèm đếm xỉa mệnh,
bằng không, ai cũng cầm ai không có cách nào. Huyền âm nói lời cũng có mấy phần đạo lý, âm dương thêu cũng là rất cổ xưa âm thuật, uy lực to lớn, không dễ dàng như vậy bị người giải quyết. Tại ta trước khi đi, Huyền âm viết một trang giấy cho Husky mang về cho Vũ Tầm, cũng căn dặn ta không muốn lại đi vào, yêu tăng cái này sự tình cũng không cần xen vào nữa, sự tình khả năng đã đến không cách nào khống chế giai đoạn, ta chỉ là một cái đồng tiền ấn âm hành chủ tiệm, bằng thực lực của ta, tham dự vào trong chuyện này, có thể sẽ mất mạng. Ta không có đáp ứng Huyền âm cái gì, mang theo Husky lần nữa chạy ra ngoài, yêu tăng cái này sự tình, ta khẳng định phải quản, chứ không để hắn tiếp tục hại người bên ngoài, ta còn muốn thân miệng hỏi một chút hắn, đêm hôm đó, hắn đến cùng có không có thương tổn đến Lâm Tuyết. Ra cửa về sau, ta cùng Husky một đường phi nước đại, đi đến một con đường thời điểm, Husky đột nhiên ngừng lại, sau đó khẩn trương nhìn xem phía trước. Ta lúc này cũng ngẩng đầu nhìn lại. Trông thấy ngay phía trước có một cái quen thuộc bóng lưng đưa lưng về phía ta. Trời một, ta nhíu mày, liếc mắt liền nhận ra, không nghĩ tới hắn thế mà ở đây chắn ta, xem ra vừa rồi tại gian phòng, hắn đã sớm phát hiện ta. Ta mang theo Husky đi tới, lúc này cái bóng lưng kia mới xoay người qua đến, quả thật là trời một. Tiểu tử thúi, lá gan thật là lớn, lại dám xông ta thiên môn. Trời xoay người một cái trực tiếp đối ta chất vấn. Ta không trả lời. Mà là hỏi ngược lại, những ngày này ngươi đi đâu rồi? Điện thoại cũng đánh không thông, hiện tại yêu tăng khắp nơi hại người, chẳng lẽ ngươi không quản một chút sao? Trời lạnh lẽo hừ một tiếng, cái này sự tình ta tự sẽ xử lý, không cần đến ngươi ở đây khoa tay múa chân, ngươi chẳng qua là âm hành một cái tiểu lâu la mà thôi, cũng dám dạy ta làm thế nào? Hừ, ngươi là lão đại, cũng không thấy ngươi có bao nhiêu lợi hại, cùng con rùa đen rút đầu giống như, không phải là sợ kia yêu tăng. Ta cũng không cam chịu yếu thế châm chọc nói. Trời máy động nhưng nổi giận lên, gân xanh trên trán cùng từng đầu dây thừng lớn đồng dạng, nhìn xem có chút khủng bố, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua trời một phát như thế lớn tính tình. Tiểu tử thúi, muốn chết, trời một hét lớn một tiếng, sau đó ba ngón thành chảo, hướng ta cổ bóp đi qua. Ta hai tay chặn lại, sau đó một cái xoay tròn đem trời một câu chảo hóa giải xuống dưới, nhưng không nghĩ tới hắn còn có hậu chiêu. Một cái đá chân đạp hướng ta bụng nhỏ. Tốc độ của hắn rất nhanh, ta đến không kịp trốn tránh, bị đạp vừa vặn, người rút lui vài chục bước, ta liều mạng mới đưa thân thể cho ổn định. Nhưng chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, trời một lại đi tới trước mặt ta, tốc độ này để ta bất ngờ, ta vội vàng song quyền vung ra ngoài, nhưng ở trên nửa đường liền bị trời từng cái quyền kích trúng mặt, phun ra một ngụm máu về sau, ta bay ngược ra ngoài, má phải sưng một khối lớn, vào lúc này ta mới cảm nhận được. Cùng ngày một thành làm đối thủ thời điểm, đáng sợ đến cỡ nào. Ta ngã xuống đất về sau, không kịp thở dốc, bởi vì ta biết lấy trời một thực lực, chỉ cần ta chậm trễ một giây, cũng chỉ có bị đánh phần. Ta một cái xoay tròn đại phong xa từ dưới đất nhảy dựng lên, quả nhiên, trời nhiều lần một lần lao đến, chẳng qua lần này hắn là xuất hiện ở đằng sau ta, ta một cái khuỷu tay hướng phía sau đỗi đi, nhưng lại bị hắn nhẹ nhõm ngăn trở. Ta chỉ có thể lại một lần nữa quay người. Cho hắn một cái phi cước, lần này hắn lại dùng một cái tay ngăn trở, không tốn sức chút nào loại kia, liền biểu lộ đều không có một cái, giống như đang đánh một đứa bé. Quá yếu, cái gì Mao Sơn quỷ đạo, chó má cũng không bằng. Trời lạnh lẽo cười nói về sau, đột nhiên bắt lấy ta đá đến chân, hắn nắm chặt nắm tay phải, đột nhiên cắn chặt răng ra sức muốn hướng ta đầu gối đập xuống. Một quyền này, ta minh bạch trời một là muốn ta cái này đùi phải, đây là ta vạn vạn không nghĩ tới. Liền Husky cũng tại lúc này sủa loạn lên, nó giống như ý thức được cái gì, ta muốn biến thành người thọt. Ta nghĩ một chút chống cự, nhưng trời một cái tay kia thật giống như một cỗ xe tải đè ép ta đồng dạng, ta căn bản không thể động đậy. Ngay tại ta mất hết can đảm thời điểm, đột nhiên một đầu roi vung tới cuốn lấy trời một tay, trời một nắm đấm mới ngừng lại được. Liền thừa dịp cái này quay người công phu, ta chạm đất bàn chân kia vội vàng mượn lực nhảy đạp ra ngoài, trời từng cái một tay ôm lấy ta chân. Một cái tay bị roi cuốn lấy, ta trực tiếp liền đạp trúng bộ ngực của hắn, tay hắn buông lỏng, lui về phía sau mấy bước, ta chân liền tự do. Ta một cước kia giống như cũng không có đối trời một tạo thành bao lớn tổn thương, hắn cười lạnh một tiếng, vỗ nhẹ trên ngực cho, hừ, thật sự là khoa chân múa tay, liền cho ta gãi ngứa ngứa tư cách đều không có. Tiếp lấy lại nhìn xem vung tới roi cười nói, lão bà, làm sao ngươi tới rồi? Ta nhìn sang, cứu ta cái kia không phải người khác. Chính là vẫn luôn không có tin tức Mã Lâm. Mã Lâm nhếch miệng, một mặt không tình nguyện,
nhưng lại không thể làm gì nói, ta còn không phải, mời hiện tại không muốn như vậy gọi ta. Hắc hắc, sớm muộn đều là, sớm gọi muộn gọi đều là gọi. Trời một cười đùa tí từng nói. Nhìn xem hiện tại trước mắt trời một, ta đột nhiên có chút hoảng hốt, ta cảm giác cái này không phải trời một, ngược lại cùng mập mạp có chút giống, cái này mặt dày vô sỉ, cười đùa tí từng dáng vẻ, ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ có thể tại trời một trên mặt xuất hiện. Ta bóp bóp mặt mình đến xác định là không phải đang nằm mơ, đương nhiên kết quả là đau phải nước mắt đều đi ra. Mã Lâm vẫn là một mặt bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ là gọi Thiên Một về trước đi, người này không thể động. Trời Một thế mà nghe lời nhẹ gật đầu, còn nói một câu lão bà, tuân mệnh. Chẳng qua về sau hắn vẫn là mạnh mẽ chừng ta liếc mắt, tiểu tử, đêm nay tính ngươi mạng lớn, về sau nhìn thấy ta, nhớ kỹ cút xa một chút, không phải lão tử phế bỏ ngươi. Trời vừa nói xong sau một cái vọt nhảy, người liền không gặp, phảng phất sẽ khinh công đồng dạng, ta cũng không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Trời vừa rời đi về sau, Mã Lâm nhìn ta muốn nói lại thôi, lời muốn nói cuối cùng vẫn là nuốt xuống, sau đó cũng chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ta thật vất vả mới nhìn thấy Mã Lâm, làm sao có thể để nàng tùy tiện rời đi, ta có bó lớn vấn đề muốn hỏi nàng. Mã Lâm nghe thấy tiếng kêu của ta về sau, dừng bước, nhưng người lại không quay đầu lại. Ta còn chưa mở miệng, nàng đột nhiên liền đoạt trước nói, cái gì đều đừng hỏi, cái gì đều đừng quản, tránh xa một chút, không phải ngươi sẽ chết. Ta cứu không được ngươi bao nhiêu lần. Ta nghe xong, một quyền đánh trên mặt đất, trên nắm tay lập tức máu me đầm đìa. Ai cũng kêu ta không cần quản, gọi ta tránh xa một chút, chẳng lẽ ta liền thật yếu như vậy sao? Đúng, ngươi chính là, Mã Lâm không có chút nào che giấu nói, tính cách của nàng chính là như vậy. Kia rốt cuộc mạnh hơn đến loại trình độ gì khả năng quản. Mã Lâm lại một lần nữa không có chút nào che giấu nói thẳng, mạnh hơn trời một, ngươi có thể sao? Ta có thể, ta không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời. Vậy ta chờ ngươi, lần này, chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta. Mã Lâm đột nhiên quay đầu mặt đầy nước mắt nhìn ta, biểu lộ điềm đạm đáng yêu, để người lộ vẻ xúc động. Trong lòng ta chợt run lên. Cuối cùng đã rõ Huyền Âm nói câu kia sự tình khả năng đã đến không cách nào khống chế giai đoạn, bởi vì ta đêm nay nhìn thấy hai kiện ta cả đời này cũng không thể nhìn thấy sự tình, trời một nụ cười, Mã Lâm nước mắt. Ta không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết, sự tình trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, ta cũng biết, Mã Lâm khóc, sẽ chỉ vì trời một, tính cách của nàng, sẽ không vì bất cứ người nào rơi một giọt nước mắt, cái này cũng gián tiếp nói rõ, trời một khả năng xảy ra chuyện. Mà bây giờ ta cũng triệt để khẳng định, vừa rồi cái kia tuyệt đối không phải là trời một, không phải Mã Lâm sẽ không là bộ dáng như hiện tại, vừa rồi cũng sẽ không có nhiều như vậy không thể làm gì biểu lộ, nếu quả thật gả cho trời một, kia nàng đoán chừng đều có thể cao hứng chết. Còn có, trời một thực lực, kém xa như thế. Trời một thực lực tuyệt đối tại người này phía trên, đồng thời không phải mạnh như vậy một chút điểm, nếu như là thật trời một, ta không có chống cự cơ hội, một chút xíu đều không có. Ta hiện tại xem như minh bạch, có người giả mạo trời một, làm cái này âm hành long đầu đại ca, đồng thời, còn muốn cưới Mã gia hậu nhân Mã Lâm. Cái này chuyện lớn, nếu như chân chính trời một không xuất hiện, âm hành sẽ loạn thành một bầy, Mã Lâm cũng sẽ gả cho cái này giả thiên một. Thật trời một ở đâu? Ta suy nghĩ xong, lập tức hướng Mã Lâm hỏi, nhưng nàng người thế mà đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có vừa rồi cái kia mặt đầy nước mắt biểu lộ còn khắc vào trong đầu của ta. Cứu chúng ta, ta ở trong lòng nhiều lần cân nhắc câu nói này, chúng ta chỉ là ai? Chẳng lẽ chỉ là trời vừa cùng Mã Lâm? Nghĩ tới đây, ta nuốt một ngụm nước bọt, vậy ta đối mặt đối thủ phải cường đại cỡ nào, ta thật phải mạnh hơn trời một mới được sao? Ta có thể chứ? Có thể, lần này, đổi ta giải cứu ngươi, trời một. Ta mang theo Husky trở lại Huyền Âm nhà, Vũ Tầm cho chúng ta mở cửa, nàng nhìn Husky phun ra tờ giấy, một mặt cao hứng. Sau đó chẳng thèm để ý ta trực tiếp đóng cửa. Ta đi, nhìn ta cái này mặt mũi bầm dập dáng vẻ, người coi như không cho ta bôi ít thuốc, làm sao cũng phải mời ta đi vào uống một ngụm trà a. Mang tờ giấy cái này sự tình, ta cũng có một phần công lao. Ai, nàng quả nhiên chỉ thích nữ nhân. Ta trở lại cửa hàng về sau, Mập Hòa Thượng vẫn chưa trở về, ghế sofa cũng là bị Husky gặm phải thương tích đầy mình, vừa rồi quên gọi Huyền Âm bồi thường tiền, lần này thật sự là thiệt thòi lớn. Sáng ngày thứ hai, Thi Ngôn vừa nhìn thấy ta giật nảy mình, nói mặt của ta làm sao cũng sưng rồi. Ta sờ một chút mặt mình, hiện tại giống như so tối hôm qua tiêu sưng rất nhiều,
có thể thấy được ta tối hôm qua phải xưng thành bộ dáng gì, Tiêu Xưng cũng còn có thể hù đến Thi Ngôn, đương nhiên, còn có cái này ghế sofa cũng thực dọa Thi Ngôn nhảy một cái, chung quanh cũng rất giống bị người cướp qua đồng dạng. Ta nói đừng hô to gọi nhỏ, may mắn kia phá rỡ đại đội Husky tối hôm qua đi, không phải đoán chừng tường đều muốn hủy đi, chờ ta hôm nay thi xong, lại cùng mập mạp cùng một chỗ tiến một nhóm mới đổ nội thất. Thi Ngôn sau khi hết khiếp sợ, giúp ta bên trên một chút thuốc, tốt lên rất nhiều về sau, mới đi cuộc thi, chẳng qua vẫn là có chút sưng, trên đường xem ta mắt người thần đều có chút chế giễu, thật giống như ta làm chuyện mất mặt gì đồng dạng, thật sự là một đám đồ đần. Hôm nay nhận xét văn cùng số học, ta cùng Lâm Tuyết phân tại cùng một cái trường thi, Trương Tiểu Mạn ngược lại không tại, nàng phân tại sát vách phòng học, vốn đang trông cậy vào nàng có thể cho ta một chút tài liệu, nhưng bây giờ là triệt để vô vọng, chẳng qua quỷ lê ngược lại là có chút khác thường, nàng thế mà sinh lòng thương hại cho ta mấy cái tờ giấy nhỏ, bởi vì nàng an vị tại ta sát vách. Chẳng qua đáng tiếc là, ta thế mà bị Lâm Tuyết cho báo cáo, tờ giấy vừa cầm tới tay còn không có nhìn, liền cho lão sư giám khảo thu về. Thật sự là đáng ghét. Quỷ Lê nhún vai, biểu thị bất lực, Lâm Tuyết thì nở nụ cười gằn, ra hiệu ta đừng nghĩ tốt qua. Được rồi, vẫn là thành thành thật thật mình kiểm tra đi, chẳng qua ta thật lâu không có nghiêm túc nghe qua khóa, khóa sau cũng không thế nào học tập, còn trốn học thời gian rất lâu, phần lớn đề mục đều là che, viết linh tinh một trận không bao lâu liền hoàn thành. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên trông thấy Lâm Tuyết mắt sát đỏ, khóe miệng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Anh khí tóc ngắn có mấy cây bắt đầu dựng ngược lên. Âm thuật, trong lòng ta kinh hô một tiếng, Lâm Tuyết thế mà dùng âm thuật gian lận, là âm dương hình xăm vẫn là cái khác âm thuật. Kỳ thật Lâm Tuyết thành tích không kém, căn bản không cần cái này, nhưng nàng nếu như muốn thật so Trương Tiểu Mạn thi điểm cao, còn thật không dễ dàng. Trương Tiểu Mạn cái này người không chỉ trời sinh dáng dấp đẹp mắt, gia cảnh cũng siêu tốt, mà lại trời sinh thông minh, gần như trường kỳ các khóa đều chiếm lấy lớp học thứ nhất. Trọng yếu nhất chính là, nàng còn cố gắng, cái này rất khủng bố. Đáng sợ không phải thiên tài, đáng sợ là cố gắng thiên tài, vậy ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ đuổi kịp nàng. Lâm Tuyết muốn thắng Trương Tiểu Mạn, còn hơi kém hơn một điểm hỏa hầu, nếu như không cần âm thuật, ta đoán chừng treo. Được rồi, chỉ cần nàng không cần âm thuật thương thiên hại lý liền tốt, nàng muốn cùng Trương Tiểu Mạn tranh, cùng Trương Tiểu Mạn so, vậy liền để nàng đi thôi, ta cái này cặn bã. Đoán chừng 30 điểm đều kiểm tra không đến, còn có rảnh rỗi quản người khác, chẳng qua ta hiếu kỳ chính là, Lâm Tuyết đến cùng dùng cái gì âm thuật. Lâm Tuyết sư thừa Bách Lý Thanh Vân, khả năng duy nhất chính là dùng âm dương hình xăm, chẳng qua hình xăm thứ này, có khả năng văn tại người khác không nhìn thấy địa phương, ta cũng phát giác không ra là cái gì hình xăm, nhưng nàng là vì cuộc thi gian lận, khẳng định chỉ có thể mình văn, có thể là văn nơi tay trên chân, dạng này tương đối dễ dàng. Nghĩ tới đây. Mắt của ta rời xuống, nhìn về phía Lâm Tuyết kia đôi thon dài mỹ lệ đùi. Quả nhiên, ta nhìn thấy một cái tương đối nhỏ hình xăm, nhưng là hình người, ta mèo suy nghĩ nhìn hồi lâu mới nhận ra đến, đây là Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh, tinh tú tên một trong, chính là Bắc Đầu Tinh Quân một loại tính tình, Bắc Đầu Tinh Quân 7 loại tính tình, Văn Khúc Nhã Tính, Phần Kết Vận, Sao Vũ Khúc Chủ Võ Vận. Ở Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại, Văn Khúc Tinh là chủ quản văn vận tinh tú. Văn chương viết tốt mà bị triều đình thu nhận vì đại quan người là Văn Khúc Tinh hạ phàm. Trung Quốc dân gian truyền thuyết xuất hiện qua Văn Khúc Tinh bao quát, So Làm, Phạm Trọng Yêm, Bao Trừng, Văn Thiên Tường, Hứa Tiên Nhi Tử Hứa Sĩ Dừng, Lưu Bá Ôn. Văn Khúc Tinh thuộc Quý Thủy, là Bắc Đầu Tinh, chủ khoa giáp công danh, Văn Khúc cùng Văn Xương cùng thuộc vì Phúc Tinh, đại biểu có văn nghệ phương diện mới có thể hoặc là yêu thích văn học cùng nghệ thuật. Liền một câu nói xong, Văn Khúc Tinh chính là tri thức đại biểu. Cái này hình xăm thật đúng là rất phù hợp dùng để cuộc thi, chẳng qua ta lại có chút hiếu kỳ, Lâm Tuyết dùng để chế Văn Khúc Tinh âm hồn là cái gì? Cứ việc ta hiếu kỳ chế tác Văn Khúc Tinh âm hồn, nhưng cũng sẽ không đạt được đáp án, chỉ có thể nghe được chung quanh bút trên giấy sản sạt thanh âm, mà ta đã sớm đem bài thi lấp đầy, ta ước chừng đoán chừng, ta cuộc thi lần này có 30 điểm đều vừa lòng thỏa ý. Đợi đến nộp bài thi sau khi ra ngoài, Lâm Tuyết kia tinh hồng mắt mới khôi phục bình thường, ta đang nghĩ. Văn Khúc Tinh xem như thần tiên, kia đây cũng là dương thêu, nhưng Lâm Tuyết trên thân triệu chứng này, cũng có chút giống âm thêu, đặc biệt trước đó kia tinh hồng mắt, âm khí đặc biệt nặng, nếu như Lâm Tuyết dùng chính là âm thêu, vậy nhưng có chút nguy hiểm, hiệu quả là bá đạo, chẳng qua âm thêu có thể muốn mạng người. Bởi vì hiếu kỳ, ta lưu thêm một cái tâm nhãn, nộp bài thi về sau cũng không có đi, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta,
Lâm Tuyết bắt đầu xảy ra vấn đề. Chờ chung quanh tất cả mọi người rời đi phòng học về sau, Lâm Tuyết đều không có đi, nàng một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình đi, sau đó thế mà lấy ra bài tập tiếp tục làm lấy, khôi phục bình thường đôi mắt lại biến đỏ. Đây cũng không phải là mình ban phòng học, là trường thi, thật cố gắng như vậy học tập, cũng hẳn là trở về phòng học học, mà lại nàng mắt nhan sắc lại bắt đầu không bình thường. Lão sư giám khảo cất kỹ bài thi về sau, nhìn Lâm Tuyết còn không có đi, liền hỏi một câu, vị bạn học kia, ngươi làm sao không rời đi, có chuyện gì sao? Lâm Tuyết lắc đầu, không nói gì, nhưng biểu lộ có chút khó xử cùng sắc mặt tái nhợt. Lão sư giám khảo nhìn nàng lắc đầu, coi là không có chuyện, liền rời đi, hắn trông thấy ta đứng ở trước cửa, lại kỳ quái hỏi ta vì cái gì không đi, ta cười sờ sờ đầu, nói chờ bên trong vị bạn học kia. Lão sư giám khảo nhìn ta hai rất là kỳ quái, thế là mau chóng rời đi, giống như giữa ban ngày nhìn thấy quỷ đồng dạng. Đuổi đi lão sư giám khảo về sau, ta vội vàng đưa tới, lúc này Lâm Tuyết đã đầu đầy mồ hôi, toàn thân quần áo đều ướt đẫm, tóc trên căn đều vẫn là mồ hôi, có mấy cây còn dính trên mặt. Thật là lớn âm khí, ta tới gần Lâm Tuyết mới phát hiện, trên người nàng bắn ra một cỗ làm người ta sợ hãi âm khí, để người dùng mình, nổi da gà đều lên một thân. Lâm Tuyết trông thấy ta tới, vội vàng mắng, lăn, ngươi cút. Ta không cần ngươi quan tâm. Ta không để ý đến nàng, cúi đầu nhìn một chút nàng trên chân đẹp văn khúc tinh hình xăm, phát hiện thế mà biến đen, mà lại là loại kia rất khủng bố ám hắc sắc, dường như có một đạo tối tăm quang đang lóe lên, thấy ta lông tơ từng cây dựng ngược lên, đây đúng là âm thêu, thật sinh lợi hại âm hồn. Làm bài, ta muốn làm đến chết mới thôi, ta muốn lên lý tưởng đại học, làm bài. Lúc này Lâm Tuyết trên thân thế mà bắn ra một trận kỳ quái thì thào âm thanh, nhưng Lâm Tuyết miệng nhưng không có động, Lâm Tuyết giống như toàn thân cũng không thể động, đây là âm hồn thanh âm. Mặc dù là dạng này, nhưng Lâm Tuyết vẫn là đối ta trợn mắt nhìn, giống như tại dùng mắt gọi ta lăn, nàng hiện tại mắt là tinh hồng sắc, trừng mắt ta có chút làm người ta sợ hãi, chẳng qua chứng minh nàng còn có ý thức của mình, không có để âm hồn cho triệt để khống chế. Ta cười khổ một cái, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Lâm Tuyết không thể động, nhưng lại dùng ánh mắt trả lời, là phi thường chán ghét. Ta lúng túng gãi đầu một cái, được rồi, vẫn là trước giúp nàng đem cái này âm hồn làm đi. Ngươi là ai? Ta đột nhiên hướng Lâm Tuyết hỏi, bởi vì ta biết Lâm Tuyết trên thân đã có âm hồn phụ bên trên, đây là chế tạo âm thêu hồn, cái kia văn khúc tinh ta cũng biết là chuyện gì xảy ra, đen văn khúc tinh, đoán chừng là bị đuổi xuống phàm. Cụ thể chuyện gì xảy ra đoán chừng cũng chỉ có bọn hắn âm dương thêu người nói được rõ ràng. Ta tiếng nói vừa dứt về sau, quả nhiên có một thanh âm từ Lâm Tuyết trên thân phát ra, ta là ai? Ta là thi đại học Trạng Nguyên, hắc hắc, làm bài, không chết không thôi, ta muốn làm đề, ta muốn làm Trạng Nguyên. Mặc dù cái này âm hồn nói chuyện thật không minh bạch, nhưng ta đã ước chừng đoán ra một điểm lông mày, đoán chừng là bởi vì thi đại học thất bại mà chết đi đồng học. Đã dạng này, vậy ta dứt khoát liền đem trên bàn Lâm Tuyết ngay tại làm bài tập cho xé cái vỡ nát. Lâm Tuyết đột nhiên nổi giận lên, cầm ngòi bút liền hướng ta mắt đâm đi qua, ngươi vì cái gì xé ta bài tập, ngươi muốn ta tại học lại 2 năm sao? Ngươi cái này ma quỷ, ta muốn giết ngươi. Ta một tay bắt lấy Lâm Tuyết đâm tới tay, sau đó uốn éo, đưa nàng cả người xoay đi qua, Lâm Tuyết liều mạng giãy giụa lấy, ta một tấm phủ đập vào trên lưng của nàng. Nàng cả người liền ngã xuống. Ta coi là âm hồn chạy, có thể để ta không nghĩ tới chính là, Lâm Tuyết lại đột nhiên đứng lên, bút bi đối với mình mắt, dọa đến ta vội vàng lui về phía sau mấy bước, có việc thật tốt nói, đừng xúc động. Lăn, lăn, đem bài tập lấy tới, ta muốn làm đề, làm được chết mới thôi. Ta không nghĩ lại thi đại học thi rớt, cái thanh âm kia hung hãn nói. Trong lòng ta lạc một tiếng, vừa rồi mình vẫn là sơ sẩy. Âm thêu hồn quả nhiên không có đơn giản như vậy, một tấm hoàng phù căn bản liền không có xong. Hiện tại nàng dùng Lâm Tuyết uy hiếp ta, ta không có biện pháp nào, chỉ có thể trước thuận theo nàng. Ta đem mình túi sách bên trên tất cả bài tập đều móc cho nàng, nhưng nàng lần này thế mà không làm, từng chương xé, sau đó bỏ vào trong miệng nhai, cuối cùng còn nuốt vào trong bụng. Ta nói ngươi làm sao không làm rồi, không phải nói muốn làm bài tập sao. Nàng đột nhiên bắt đầu cười ngây ngô. Nói không làm, làm không hết, hàng năm chất đống bài tập đều có một tầng lầu cao như vậy, nàng chỉ cần trộm một hồi lười, cha mẹ liền đối nàng vừa đánh vừa mắng, ăn như vậy lên tương đối nhanh. Dựa vào, Lâm Tuyết tâm thật to lớn,
loại này âm hồn cũng dám lấy ra văn âm dương thêu, nghe xong liền biết khi còn sống không dễ chịu, sau khi chết oán khí trùng thiên. Không được, không thể lại để cho nàng ăn hết, cái này chỉ trong chốc lát, đã ăn hết hai bản, lại ăn xuống dưới, ta sợ Lâm Tuyết hôm nay sẽ tiêu chảy, buổi chiều còn có cuộc thi. Ta tay lặng lẽ lấy ra một viên đồng tiền, sau đó tìm đúng cơ hội bắn ra, chỉ nghe thấy phù một tiếng, chính giữa Lâm Tuyết mi tâm, đồng tiền không có rơi, Lâm Tuyết đầu đột nhiên giống như trở nên rất nặng, mất đi cân bằng về sau khẽ đảo. Trong lòng ta vui mừng, thành công, vội vàng bước nhanh xông đi lên. Sau đó cắn nát ngón tay bóp lấy Lâm Tuyết chân liền họa một đạo huyết phù. Huyết phù vừa vặn trấn trụ âm dương thêu, Lâm Tuyết hai con ngươi khôi phục bình thường, âm dương thêu cũng khôi phục bình thường, không có tối như vậy đen. Đúng vào lúc này, Lâm Tuyết đột nhiên đứng lên, vịn cái bàn điên cuồng nôn mửa, vừa rồi những cái kia bài tập giấy phun ra không ít, ta muốn đi qua giúp nàng vỗ vỗ lưng, nhưng lại bị nàng một cái cho đẩy ra, sau đó lại là một cái cực độ chán ghét chữ. Ta nói được thôi, đã ngươi hiện tại không có việc gì, ta đi cũng được, nhưng huyết phù không thể đi, không phải âm thêu vẫn là sẽ phản phệ, phải mau đem âm dương thêu cho đi. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Lâm Tuyết đẩy ra ta, sau đó túm lấy bọc sách của mình phi nước đại ra phòng học. Ta không có đuổi theo, chẳng qua lúc này cửa sổ bên ngoài đứng một người, là Trương Tiểu Mạn. Ta đi ra bên ngoài, nhưng Trương Tiểu Mạn cũng không thấy. Giống như ảo giác, nhưng ta biết nàng tới qua, chỉ là vẫn luôn tại tránh ta. Lâm Tuyết căm hận ta, Trương Tiểu Mạn khả năng tưởng rằng chính mình vấn đề, cũng đang từ từ xa lánh tránh né ta, lần này, hai người ta đều không có mỏ lấy, luôn cảm giác có chút không may. Đây là vấn đề của ta sao? Quỷ biết. Buổi chiều cuộc thi, Lâm Tuyết như cũ tại dùng đến cái kia âm dương thêu, ta cho nàng hỏa huyết phù cũng không có lau đi, nhưng nàng mắt không còn biến đỏ, giống như tình huống bình thường rất nhiều. Có lẽ là máu của ta phù chú phát sinh tác dụng, lấy Lâm Tuyết thực lực bây giờ, dùng âm thêu vẫn là quá mạo hiểm. Buổi chiều cuộc thi rất thuận lợi đi qua, hai ngày sau cuộc thi cũng giống vậy, ta không có cảm giác gì, dù sao cũng không biết, lần này ta không dám dùng âm thuật, sợ lần nữa bị thiên khiển. Cuộc thi sau khi hoàn thành, tất cả mọi người nghỉ, ta không nhìn thấy Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết thân ảnh, đoán chừng hai người đã sớm đi, được rồi, mùa hè này, ta có thể còn sống sót lại nói. Bọn hắn càng làm ta không cần quản, ta càng phải quản, chết liền chết rồi, ta không sợ. Nhưng ta nhất định sẽ hết sức sống sót, ta nhất định có thể so sánh trời một mạnh. Trở lại cửa hàng về sau, Mập Mạp đã bố trí tốt nhà mới cỗ, Thi Ngôn đang giúp đỡ, nhưng Mập Hòa Thượng lại không tại. Mập Mạp nói, Hòa Thượng này cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước đó chỉ là ban đêm không tại, hiện tại liền ban ngày cũng không thấy người, không biết được đi nơi nào, có lẽ về trong miếu niệm kinh bái Phật đi. Ta nói không có lý do a, nếu như Mập Hòa Thượng đi, khẳng định sẽ cùng ta lên tiếng chào hỏi, không có khả năng không rên một tiếng liền rời đi, hẳn là hai ngày nữa liền sẽ trở về. Được rồi, chờ hắn trở về hỏi lại, gia hỏa này cảm giác có chuyện gì giấu giếm chúng ta đồng dạng. Được nghỉ hè, ta có bó lớn thời gian, cửa hàng cũng tạm thời không có gì sinh ý, thế là ta đem cuốn thứ ba Mao Sơn Quỷ Đạo đem ra, bắt đầu khắc khổ luyện tập. Coi ta lần thứ nhất mở ra cuốn thứ ba Mao Sơn Quỷ Đạo thời điểm, lập tức bị bên trong đạo thuật giật nảy mình, trong này thế mà phần lớn đều là khu quỷ, câu hồn thuật, nơi này khu quỷ không phải đuổi đi quỷ, mà là xu xử quỷ, nô dịch quỷ, còn có âm binh âm tướng, sơn quỷ, yêu ma quỷ quái, ta đột nhiên minh bạch vì cái gì Mao Sơn Quỷ Đạo sẽ bị diệt môn, chỉ những thứ này thuật nếu như luyện thành cùng thuần thục vận dụng lời nói, kia có thể nói là vô địch thiên hạ a, âm hành ai có thể địch. Bản này Mao Sơn Quỷ Đạo thứ nhất chương, giáo chính là như thế nào đem nhân hồn phách câu ra tới, ta chỉ riêng tưởng tượng lấy đều có chút hãi hùng khiếp vía, cái này nếu như học tập người là cái ý đồ xấu, vài phút làm hoàng đế đều được, cổ đại quỷ đạo đệ tử, có thể hay không cũng có loại người này, sau đó mới đưa đến quỷ đạo bị diệt môn. Mặc kệ, cái này thuật linh hay không, ta trước tiên cần phải thử một chút, không cần nghĩ, người được chọn tốt nhất khẳng định là Mập Mạp. Người hồn phách, chỉ cần bất tử. Ngũ hỏa bất diệt, vậy liền rất khó thoát đi thân thể, nếu như muốn đem hồn phách câu ra tới, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, cái này câu hồn thuật, có chút lợi hại. Mập Mạp nghe xong ta muốn câu hắn hồn, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn nói đừng làm rộn, cái này hồn có thể loạn câu sao? Muốn cho hắn cả không có làm sao xử lý? Ta nói sẽ không, coi như cả không có, ta còn có thể chiêu hồn, sợ cái gì, sau đó hướng hắn nhíu mày,
làm cái cười xấu xa nhắc nhở, cái này hồn sau khi ra ngoài, thế nhưng là có thể tùy ý xuyên tường, sau đó người sống còn nhìn không thấy, trong lòng ngươi có chút số sao. Mập mạp nghe xong, lập tức cười đến thấy răng không gặp mặt, tiểu ca, vậy nếu như ta dùng cái này đi nhìn lén. Ta vỗ nhẹ mập mạp đại đại cái bụng, nói đây tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần A Thanh cho ngươi hạ cổ không phát tác, ngươi làm gì đều được, dù sao ngươi cũng liền một con hồn phách, chỉ có thể làm nhìn, làm không là cái gì. Mập mạp nghe xong, còn quản cái gì cổ, trực tiếp liền vỗ lồng ngực của ta nói, câu, cứ việc câu. Mập mạp đáp ứng về sau, ta liền đem tất cả cách làm đạo cụ đều sửa lại, sau đó học Mao Sơn quỷ đạo bên trên ghi lại thủ quyết cùng chú ngữ, hết thảy đều hoàn thành về sau, ta hai ngón bỏ vào ngồi tại trên pháp đàn mập mạp hai hàng lông mày ở giữa, sau đó dùng sức nhất câu, mập mạp tại trong một giây liền ngã xuống. Là được rồi, ta nói thầm trong lòng câu, sau đó vội vàng kêu mập mạp, nhưng hắn giống như ngủ giống như, hoàn toàn không có phản ứng, xem ra thật đúng là đem hắn hồn câu ra tới. Ta cho mình mở thiên nhãn, nhưng khắp nơi đều nhìn không thấy hồn phách của hắn, cái này khiến ta có chút bận tâm, tiểu tử này đoán chừng vui vẻ xấu, khẳng định vừa ra tới liền đến chỗ chạy, hiện tại cũng không biết ở nơi nào làm lấy cái gì chuyện xấu. Hỏng bét, ta quên nói cho hắn, nhất định phải tại trong 24 giờ trở về, bằng không, cũng tìm không được nữa trở về đường vượt qua cái khác, thân thể liền sẽ tử vong, vậy hắn trở về cũng vô dụng. Ta đi, chuyện trọng yếu như vậy thế mà quên nói cho hắn. Không biết gia hỏa này có thể hay không bắt mắt một điểm, hai xong liền tự mình trở về. Đến ban đêm, chuyện ta lo lắng quả nhiên ứng nghiệm, kia mập mạp chết bầm vẫn chưa trở về, hiện tại cũng qua 12 giờ, câu hồn là 9 giờ sáng sự tình, hiện tại cũng đã 9 giờ tối. Không được, ta được ra ngoài tìm hắn, không phải đạt được sự tình, ta gọi đến Thi Ngôn coi chừng thân thể của hắn, sau đó liền vội vã đi ra ngoài. Có thể đi ra đầu ngõ ta mới phát hiện. Mình căn bản không biết đi đâu tìm hắn, hiện tại hắn chính là một con sinh hồn, cũng không biết phiêu đi nơi nào, khó tìm. Ta ngừng ngay tại chỗ cẩn thận tự hỏi, mập mạp sẽ đi làm sao? Lấy trạng thái của hắn bây giờ, khẳng định sẽ đi làm chuyện xấu, ta có thể duy nhất nghĩ tới chính là đi xem nữ nhân, mà lại là không có chút nào che giấu nhìn, chẳng qua hắn sẽ đi nơi nào đâu. Ta nghĩ thật lâu, nhìn lén cho tới nay đều là mập mạp yêu thích, có thể mở rộng tầm mắt lại số lượng đông đảo. Kia cũng chỉ có một địa phương, nữ nhà tắm. OMG, gia hỏa này, khẳng định là đến đó, ta cũng có thể nghĩ ra được chuyện xấu, hắn khẳng định ngay lập tức liền nghĩ đến, mập mạp trời sinh chính là cái cá ướp muối lão. Ta vội vàng tìm được lân cận một cái lớn nhất nữ nhà tắm, giúp mình mở thiên nhãn sau đó đứng trước cửa dùng sức kêu mập mạp, lúc này hai bảo vệ cầm cây gậy tới, đối ta mắng, cái này nữ nhà tắm, ngươi một cái đại lão ra ở đây ồn ào cái gì? Nghĩ đùa nghịch lưu manh. Ta xem xét bảo an cho ta cài lên một đỉnh dạng này mũ, chỉ có thể trước trượt, bằng không, có thể sẽ bị loạn côn đánh chết, nhưng ta tìm không thấy mập mạp trong lòng có một khối đá lớn đè ép, luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện, đừng hy vọng tên mập mạp chết bầm kia sẽ tự mình trở về. Hiện tại hắn liền cùng một cái người trong suốt đồng dạng, nghĩ làm gì, còn không hảo hảo thoải mái một cái, mà lại sinh hồn trạng thái dưới hắn sẽ không cảm thấy đói, không có mấy ngày đoán chừng là không chịu trở về. Không được, bất kể như thế nào đều muốn đem mập mạp cho bắt trở về, bằng không, 24 giờ qua đi, hắn tìm không thấy đường về nhà khẳng định chạy loạn, khi đó lại tìm hắn, liền khó, hiện tại hắn còn biết đường, hẳn là sẽ không chạy cách cửa hàng địa phương quá xa, hắn cũng không phải người ngu. Ta hạ quyết tâm về sau, mới đột nhiên phát hiện ta suy nghĩ cái này cả buổi căn bản vô dụng, nữ nhà tắm ta vào không được nha. Có, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nam giả nữ trang. Nữ giả nam trang thế nhưng là việc cần kỹ thuật, ta một cái đại lão gia, muốn giả dạng làm một nữ nhân trà trộn vào nhà tắm, kia cũng không dễ dàng, phải hơi hóa một chút trang, cái này sự tình ta sẽ không, chỉ có thể tìm Thi Ngôn. Làm ta không nghĩ tới chính là, Thi Ngôn gia hỏa này đừng nói trang điểm, liền phấn lót đều không có, nàng bình thường đều trang điểm, chẳng qua cái này nhan giá trị không hóa trang cũng nghiền ép rất nhiều nữ nhân. Không có cách, ta chỉ có thể xin giúp đỡ Trương Tiểu Mạn. Lâm Tuyết chắc chắn sẽ không lại để ý đến ta, nhưng thất vọng là, Trương Tiểu Mạn cũng không có hồi phục ta, đoán chừng mùa hè này là sẽ không lại thấy ta, lần này thật đúng là hai đầu đều không lấy lòng. Kia cùng ta coi như quen, cũng chỉ còn lại có một người, đó chính là Quỷ Lê. Quỷ Lê bình thường đi học liền có tỉ mỉ cách ăn mặc, ngẫu nhiên còn hóa thành trang, đem mình chỉnh cùng tiểu thái muội đồng dạng,
đoán chừng ai cũng nhìn không ra tới này là cái đại phu. Phát một đầu tin nhắn cho Quỷ Lê, nàng người không bao lâu liền đến, xem ra nàng vẫn là rất đồng ý giúp đỡ, chẳng qua hóa trang xong về sau, hai nàng đều kinh ngạc đến ngây người, ta thế mà so bình thường nữ nhân xinh đẹp hơn, nếu là đem hầu kết che giấu, cũng cùng một viên tiểu tiên nữ không sai biệt lắm, trách không được trên mạng đã từng lưu truyền một câu nói như vậy, dáng dấp đáng yêu như thế, khẳng định là nam hài tử á. Nhìn xem mình trong gương, ta đều muốn đem chính ta cho ngủ. Việc này không nên chậm trễ, sự tình giải quyết về sau, ta đi vào nhà tắm trước cửa, nhưng lúc này ta mới đột nhiên vỗ đầu óc của mình, ta gọi Thi Ngôn Tiến đến tìm không được sao. Cả phiền toái như vậy mới ra làm gì, ta đầu óc thật sự là lão rút. Chẳng qua việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng, ta sải bước đi tiến nhà tắm, trước cửa hai bảo vệ chẳng những không có đem ta nhận ra, còn hướng ta thổi cái huýt sáo, dạng như vậy đừng đề cập nhiều buồn nôn, bởi vì dù sao ta là nam nhân. Đi vào nam nhân tha thiết ước mơ địa phương về sau, ta cũng không rảnh rỗi nhìn khác, bắt đầu nhỏ giọng kêu mập mạp danh tự, hồn phách đều đối tên của mình có đặc thù phản ứng, đặc biệt là nghe được mình thanh âm quen thuộc, mà thân nhân trọng yếu nhất. Nhưng ta gọi nửa ngày đều không có phát giác được mập mạp hồn phách, không có cách, ta chỉ có thể đi vào làm cho nam nhân phun máu mũi địa phương, lúc này chỉ có thể dùng một câu hình dung, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng, có thể đi vào một lần nơi này. Thật đúng là không uổng công đời này, mà lại cái này nhà tắm gần như đã là tốt nhất, rất nhiều nữ thần cấp bậc muội tử đều ở nơi này, ta xem như nhờ mập mạp phúc hung hăng qua một cái nghiện, chẳng qua mập mạp ta lại không có tìm được. Mở thiên nhãn cũng không thấy cái bóng của hắn. Lúc này, ta đột nhiên trông thấy một tấm ghế dài phía dưới nằm lấy một con chó, cái này chó rất hung, trông thấy ta còn nhe răng trợn mắt, lúc đầu nhà tắm là không thể mang chó tiến đến, không biết ai thất đức như vậy, cho vụng trộm trà trộn vào đến. Nhìn xem cái này chó, ta đột nhiên vỗ đùi kêu lên hỏng bét, mèo xác chết vùng dậy, chó kinh hồn, mập mạp hồn phách, tám thành là bị con chó này dọa cho chạy. Lần này phiền phức, hồn phách một chấn kinh, không biết sẽ chạy đi nơi đâu, nếu là chạy xa ta làm như thế nào tìm. Ngay tại ta lo lắng vạn phần thời điểm, đột nhiên con chó kia đối ta sủa loạn lên, bộ dáng cực kỳ hung ác. Ta khinh thường cười lạnh một tiếng, hồn sợ chó mà thôi, ta thế nhưng là người. Lại nhao nhao cẩn thận ta làm thịt ngươi vung điểm cây thì là quả ớt. Mặc kệ ta thế nào, kia chó vẫn không thuận không buông tha, mà lại cung đứng người lên, giống như muốn chuẩn bị cắn ta đồng dạng. Người tốt không cùng chó giữ đấu, nơi này là nhà tắm, ta đột nhiên cùng một con chó bóp lên cũng khó nhìn, muốn đổi ở bên ngoài, ta một cục gạch liền ném đi qua. Ta không tiếp tục để ý con chó kia, chuẩn bị rời đi nơi này, Thi Ngôn cho ta nữ trang quá chật, mặc rất không thoải mái. Hơn nữa còn là một đầu váy, nhiều không được tự nhiên. Nhưng con chó kia còn tưởng rằng ta sợ nó, xông lại liền cắn váy của ta, ta một chút gấp, nhấc chân liền đá, thật không nghĩ đến chính là, kia chó chết không hé miệng, chính là cắn váy của ta, sẽ không phải là phát hiện ta là nam nhân đi. Chó mũi rất linh, cái này sự tình thật khó mà nói. Ta càng nghĩ càng sợ hãi, hai cái chân đổi lấy đá hướng con chó kia, có thể để ta không nghĩ tới chính là, kia chó lại đột nhiên cùng như là phát điên liều mạng kéo một cái, ta hai chân đổi được quá nhanh, mất đi trọng tâm, phanh một cái ném xuống đất, trong lồng ngực hai cái lớn chỉ quả rớt xuống, kia chó cũng thừa dịp ta té ngã trên đất thời điểm, không ngừng cắn xé váy của ta, không bao lâu váy liền bị kéo tới nhão nhoẹt, ta hai đầu tráng kiện chân đầy lông lá lập tức lộ ra. Lúc đầu ta cùng chó vật lộn liền đã gây nên người khác chú ý, làm thành như vậy, ta là thân nam nhi sự tình triệt để bại lộ. Trong phòng tắm tất cả nữ nhân đều hét lên, có vài nữ nhân còn cầm nước dội ta, trang dung một hoa, vậy thì càng thêm không thể chê, chỉ có một chữ, chạy. Hiện tại không chỉ chó muốn cắn ta, rất nhiều muội tử còn cầm cây chổi, bình chữa lửa chờ một chút đồ vật đến đánh ta, bảo an khả năng không cần một phút cũng sẽ đuổi tới. Nếu như bị bắt được, ta tên lưu manh này tội danh tiến cục về sau, là thế nào đều rửa không sạch. Lúc đầu ta còn dưới chân lưu tình. Không dám đối con chó kia đá ra khí lực cả người, sợ đem nó cho đạp chết, nhưng con chó chết này để ta rơi vào tình cảnh như thế, ta trong cơn tức giận sử xuất khí lực cả người, đưa nó một chân đá tiến trong hồ, nó kêu thảm một tiếng về sau, lập tức biến thành một con chó rơi xuống nước, ở trong ao không ngừng bay nhảy, đem bên trong một đám muội tử dọa đến oa oa gọi. Chạy, đem chó đá sau khi đi, ta hiện tại trong đầu chỉ có một chữ như vậy. Bởi vì có rất nhiều cây chổi hoặc là cái gì khác không biết tên vũ khí đã rơi xuống trên người của ta vội vàng nhanh chân liền chạy,
cửa trước có bảo an, ta chỉ có thể chạy cửa sau. Ta một bên chạy, đằng sau có một đám người đang đuổi, bảo an hiện tại cũng xen lẫn trong bên trong, nhà tắm tiến nam nhân, trách nhiệm này bọn hắn có thể đảm nhận không dậy nổi, nếu như bắt không được ta, lão bản khẳng định để bọn hắn xéo đi, cho nên hai người bọn họ cùng không muốn sống giống như, quơ bổng tử liền hướng ta đánh tới. Ta dọa đến đầu cũng không dám hồi, ngay tại chạy mau đến cửa sau thời điểm, đột nhiên một chân đem ta trượt chân trên mặt đất, tăng thêm cái này nát váy, ta rơi mặt mũi bầm dập, mặt đều nhanh mài khoan khoái ra. Ta đi, liền kém cái này một chân vào cửa, đến cùng là ai xấu chuyện ta, cũng quá trùng hợp đi. Ta ngẩng đầu nhìn lên, một tấm quen thuộc mặt xuất hiện tại ta phía trên gương mặt kia tràn đầy cười xấu xa, tóc ngắn còn chảy xuống giọt nước, thật dài áo choàng tắm cũng không thể che khuất nàng kia đôi thon dài lại trắng nõn mỹ nhân chân. Lâm Tuyết, trong lòng ta lạc một chút, thật sự là vô xảo bất thành thư thật trùng hợp, này sẽ Lâm Tuyết thế mà lại ở đây ngâm tắm, nói cho ta đây không phải thật. Hừ, thế mà là người cái này bệnh tâm thần, nhưng thật có ý tứ, nam giả nữ trang tiến nhà tắm, đã đến, liền hảo hảo ở lại thôi, như vậy vội vã đi làm gì. Lâm Tuyết lại là một cái cười xấu xa, sau đó lắc lắc đầu, ra hiệu cửa sau bên trên nữ hải kia đóng cửa lại. Cái này hai nữ hải ta biết, là lớp bên cạnh. Dù sao không phải kẻ tốt lành gì, hút thuốc lá uống rượu còn thường xuyên cùng nam nhân đi đi ba, sinh hoạt phi thường hỗn loạn, không biết Lâm Tuyết làm sao cùng với các nàng hỗn lại với nhau, chẳng qua ta hiện tại càng hẳn là lo lắng chính là mình, Lâm Tuyết lần này xem ra là cố ý chỉnh ta, ngăn chặn con đường của ta để ta xấu mặt. Thấy ta không đường thối lui về sau, Lâm Tuyết từ lồng ngực áo choàng tắm bên trong móc ra điện thoại di động, sau đó đối ta dừng lại đập, may mắn ta kịp thời quay mặt. Không phải lần này thật đúng là không dám gặp người. Đừng a, mặt quay tới, ta khẳng định đem người đập đến mỹ mỹ. Lâm Tuyết cười xấu xa nói. Trước sau đều bị ngăn chặn, ta giãy giụa cũng vô dụng, lúc này người phía sau đã đuổi tới, hai bảo vệ muốn đem ta từ dưới đất bắt lên thời điểm, đột nhiên một cỗ bạch khí từ nơi không xa phun đi qua, đem tất cả mọi người bước lui rất nhiều. Đây là bình chữa lửa bạch yên, phun đoàn người một mặt phấn trắng, mắt đều không mở ra được. Lúc này đột nhiên một cái tay giữ chặt ta, sau đó xông ra đám người chạy lên lầu. Mặc dù đột xuất trùng vây, nhưng ta trong lòng vẫn là lạc một chút, chạy trên lầu đi cũng là đường chết một đầu, nếu như bị người ngăn chặn lối ra, kia bị người ta tóm lấy là chuyện sớm hay muộn. Lầu 2 là phòng thay quần áo, ta đi theo ân nhân cứu mạng một đường phi nước đại, lên lầu về sau, tùy ý chọn một cái gian thay đồ tránh đi vào. Ta lau mặt một cái bên trên vôi. Lúc này ta mới nhìn rõ cứu ta chính là ai, không phải người khác, là một mực tránh ta Trương Tiểu Mạn. Tiểu Mạn, làm sao? Là ngươi, ta có chút xấu hổ, đây thật là mất mặt ném về tận nhà, thế mà bị Trương Tiểu Mạn nhìn thấy ta bộ dáng này, đoán chừng giải thích đều giải thích không rõ ràng. Trương Tiểu Mạn trợn mắt nhìn ta một cái, câu nói này không phải ta hẳn là hỏi ngươi mới đúng không? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đây chính là nữ, không phải nam nhà tắm. Ta cười khổ một cái, không có cách nào đành phải đem mập mạp sự tình nói cho nàng, nói ta cũng là vì kia mập mạp chết bầm mới làm thành dạng này, trở về ta phải gọt chết cháu trai này, biến thành hồn còn chạy loạn. Trương Tiểu Mạn nhìn ta bộ dáng này, cũng không trách cứ, ngược lại phù một tiếng nở nụ cười, ta có chút không hiểu, hỏi nàng cười cái gì, nàng nói ta hiện tại trang hoa, thật giống như Thái Lan những người kia. Ngươi hiểu được, ta nghe xong, dù sao đều như vậy, dứt khoát đem tất cả trang đều biến mất. Nhìn như vậy lên hẳn là tương đối bình thường một điểm, nhưng nhìn Trương Tiểu Mạn kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, giống như càng thêm buồn cười. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến vang động, hơn nữa còn có một đám người thanh âm, đoán chừng là lục soát cái này phòng thay quần áo. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lần này nhất định phải xong đời, bị bắt được ta có thể hay không bị đánh chết tươi, sau đó lôi ra đường phố thì chúng. Như vậy, ta tình nguyện bị điều tử mang đi. Ta muốn hay không mình báo cảnh. Trương Tiểu Mạn nhìn ta cái này hốt hoảng biểu lộ, đối ta làm một cái suy thủ thế, ra hiệu ta đừng lên tiếng, sau đó vội vàng đem gian thay đồ bên trên váy của mình cho mặc vào, tiếp lấy không nói hai lời đem ta ấn vào trong váy của nàng, ta nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, màu trắng. Lúc này nhịp tim gần như đạt tới đỉnh phong, ta thế mà nhìn thấy Trương Tiểu Mạn. Mà lại thế mà còn có một điểm nhàn nhạt mùi thơm. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, gian thay đồ cửa giống như bị mở ra, tiếp lấy liền có người hỏi thăm Trương Tiểu Mạn có nhìn thấy hay không một cái nam nhân tiến đến. Trương Tiểu Mạn cũng là một cái hí tinh,
vội vàng hoảng hốt sợ hãi hô, a, à, cái gì, nơi này, Tiến nam nhân, không phải đâu, cái này thứ đồ gì địa phương, báo cảnh không có. Nơi này ta cũng không có trông thấy nam nhân tiến đến. Mọi người nghe nàng vừa nói như vậy, tất cả đều rời đi, ta mới hơi nhẹ nhàng thở ra, qua một hồi Trương Tiểu Mạn mới vỗ vỗ đầu của ta, bỏ được ra tới sao. Đồ lưu manh, ta vội vàng chui ra, một bộ dư vị vô cùng dáng vẻ, nhưng vẫn là muốn lập một chút đền thờ nói, a, à, là chính ngươi muốn ta chui, đừng nghĩ oan uổng ta, ta cũng không phải cái gì đồ lưu manh. A, à, thật sao, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Chính nhân quân tử tiên sinh, Trương Tiểu Mạn quệt mồm hỏi nói, cái này sự tình có muốn hay không ta cùng người khác thảo luận một chút, có lẽ có thể được ra ngươi có phải hay không đồ lưu manh kết luận, cũng khó nói. Có thể còn ngươi cái trong sạch a. Ta nghe xong, lập tức liền kinh, Trương Tiểu Mạn đây không phải uy hiếp ta cái này sự tình muốn nói ra đi sao? Cái này không thể được, vậy ta mặt để nơi nào? Không được, không được, ngươi nếu dám nói lời, vậy ta? Vậy ta? Vậy ngươi thì thế nào a? Còn có thể ăn ta hay sao? Trương Tiểu Mạn hai tay chống nạnh, một mặt cười xấu xa nhìn ta, thật giống như ta cầm nàng không có biện pháp nào. Vậy ta liền nói cho người khác biết, ngươi là màu trắng, ta chỉ vào váy của nàng dưới đáy nói. Trương Tiểu Mạn nghe xong, so ta càng lông, đột nhiên hung hăng bóp lấy lỗ tai của ta mắng, ai u, phản ngươi không phải, ta vừa mới vì cứu ngươi mệnh, ngươi còn chiếm ta tiện nghi, còn uy hiếp ta, nếu không phải xem ở Lâm Tuyết trên mặt mũi. Ta, nói đến Lâm Tuyết, Trương Tiểu Mạn tay đột nhiên không có tí sức lực nào, bóp lấy lỗ tai tay cũng chậm chậm để xuống, trên mặt biểu lộ cũng biến thành thâm trầm. Ta đi trước, ngươi ở đây trốn đến đóng cửa đi, ban đêm lại nhảy cửa sổ ra ngoài. Trương Tiểu Mạn đột nhiên biến sắc, đẩy cửa ra ngoài dự định rời đi. Ta một cái liền đem nàng túm trở về, đại ca, ngươi muốn ta chết sao? Không có ngươi yểm hộ ta, ta làm sao có thể ngốc đến ban đêm, chuyện trước kia trước thả một chút, hiện tại ngươi trước bảo đảm ta một ngày được hay không? Trương Tiểu Mạn cuối cùng vẫn gật đầu, chẳng qua nàng không nói gì thêm, ngồi xổm trên mặt đất. Cái ghế tường tấm nhíu chặt lông mày, giống như có rất nhiều tâm sự. Ta mở cửa không nhìn thấy người, mới lại cùng với nàng trò chuyện lên trời, hỏi nàng vì cái gì tránh né lấy ta, trước đó Lâm Tuyết chuyện phát sinh về sau, nàng giống như cũng không là thái độ như vậy. Trương Tiểu Mạn qua thật lâu mới trả lời nói, nàng có rất nhiều sự tình cần một lần nữa ngẫm lại, khoảng thời gian này, nàng sẽ không theo ta đi quá gần, mà lại Lâm Tuyết cùng ta chia tay nghe đồn bay đầy trời. Trong đó một cái phiên bản chính là Trương Tiểu Mạn hoành đao đoạt ái, cái này khiến nàng nghe rất khó chịu. Ta nói Lâm Tuyết sự tình không trách nàng, mà lại theo ta phỏng đoán, Lâm Tuyết ngày đó cũng không có bị độc thủ, chẳng qua ta phải đi chứng thực, còn không có 100% nắm chắc. Trương Tiểu Mạn nghe xong Lâm Tuyết không có việc gì, lập tức biểu lộ liền trở nên kích động, thật sao? Chẳng qua cũng liền vài giây đồng hồ, nét mặt của nàng lại ảm đạm, liền xem như dạng này. Lâm Tuyết biến thành bộ dáng như hiện tại, vẫn là cùng ta có quan hệ. Không, đều là lỗi của ta, ta nói. Không, lỗi của ta. Không, không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta. Ta, lỗi của ta, lỗi của ta. Ai nha, ngươi nói ngươi cái này người làm sao chán ghét như vậy, khắp nơi đều muốn cùng ta đối nghịch, chẳng lẽ nhận lầm ngươi cũng phải cùng ta làm trái lại sao? Trương Tiểu Mạn phẫn nộ đánh lấy lồng ngực của ta. Nhưng lại bị ta phản bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, thân thể nàng lập tức cùng điện giật đồng dạng, sửng sốt. Qua rất lâu, nàng mới phản ứng được, nhưng nàng làm sao cũng rút không trở lại mình tay. Ngươi làm gì, thả ta ra, Trương Tiểu Mạn bĩu môi, càng sinh khí càng đáng yêu, ngược lại cùng với nàng bình thường trước mặt người khác kia ngự tỷ phạm không có chút nào đồng dạng. Tiểu Mạn, ta lời nói không nói ra miệng, đột nhiên Trương Tiểu Mạn lần này đột nhiên liền rút tay về. Sau đó dùng sức che lấy mình lỗ tai nói, ta không muốn nghe, không muốn nghe, ngươi không cần nói, ta không thể có lỗi với Lâm Tuyết. Ta đều cũng không nói ra miệng, nàng liền không muốn nghe rồi. Chẳng lẽ nàng biết ta muốn nói gì sao? Nữ nhân giác quan thứ 6 chuẩn như vậy. Cũng được, sau này hãy nói đi, ta nhìn nàng cảm xúc giống như không phải rất ổn định, tăng thêm hoàn cảnh bây giờ, cũng không tốt nói. Trương Tiểu Mạn nhìn ta thật không nói, thế mà càng thêm tức giận. Hừ một tiếng không nói thêm gì nữa, còn thầm nói, gọi ngươi không nói liền thật không nói, lớn móng heo. Ta cười khổ một cái, nữ nhân này tâm, kim dưới đáy biển A, ta thật đúng là nhìn không thấu, về sau Trương Tiểu Mạn liền không nói lời nói, không thèm để ý ta bộ dáng.
Hai người không nói gì, một mực chờ đến quá nửa đêm nhà tắm đóng cửa chúng ta mới leo cửa sổ chạy ra ngoài, kỳ thật trong lúc đó lại có người tìm mấy lần, đều bị Trương Tiểu Mạn dùng đồng dạng chiêu số cho tránh thoát đi, xem như thông minh lanh lợi thêm vua màn ảnh đại biểu. Ra nhà tắm về sau, ta mới thở phào nhẹ nhõm, vì mập mạp chết bầm này, ta hôm nay kém chút liền mất mạng, trở về ta gọt bất tử hắn, lần sau cũng không dám lại tìm hắn tới làm thí nghiệm, rất có thể cả sự tình. Ta đưa ngươi trở về đi, đêm đen, yêu tăng đoán chừng đã ra tới kiếm ăn, ta cũng không dám lại để cho Trương Tiểu Mạn một thân một mình trở về. Ta nói, Trương Tiểu Mạn nhìn ta bộ dáng này, liếc mắt, nói ta hiện tại nam không nam, nữ không nữ dáng vẻ, coi như nửa đêm theo ta đi cùng một chỗ đều cảm thấy mất mặt, ta vẫn là trước cố nghĩ về chính mình. Lúc này Trương Tiểu Mạn gọi điện thoại, rất nhanh liền có 3 chiếc xe sang tới đón nàng, mỗi chiếc xe đều ngồi người khác nhau, trong cảm giác đều là cao thủ, trừ Bảo Tiêu cùng tay chân bên ngoài, còn giống như có rất nhiều giang hồ thuật sĩ, âm dương đạo nhân, quả nhiên nhà giàu nhất nữ nhi chính là không giống, ta vẫn là không cần mù nhọc lòng. Trương Tiểu Mạn rời đi về sau, ta bắt đầu suy nghĩ đi đâu tìm mập mạp, ngày mai 9 điểm liền đến 24 giờ, đêm nay ta nhất định phải tìm tới hắn, không phải trời vừa sáng, tiểu tử này sợ là muốn vĩnh viễn biến thành cô hồn dã quỷ. Nhưng tòa thành thị này như thế lớn, ta nên đi đâu tìm hắn đâu? Nếu như hắn hồn thật bị chó cho kinh, không chừng chạy bao xa, ta như vậy làm bừa cũng là không tốt, chiêu hồn cũng không tốt làm, dù sao cũng là sinh hồn, mà lại nếu như hắn tại hai, ta chiêu hắn còn chưa hẳn nguyện ý trở về. Ngay tại ta hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một câu A-di-đà Phật, ta còn tưởng rằng là mập hòa thượng, trong lòng vui mừng, nhưng quay người về sau mới phát hiện là một cái lão hòa thượng. Cái này lão hòa thượng niên kỷ phi thường lớn, râu ria đều đã hoa râm, làn da cùng mặt đều là lão nhân ban, chẳng qua thân thể nhìn xem cứng rắn, cũng không lưng còng. Có chút kỳ quái là, trước mặt hắn lại có một chuỗi Phật châu lơ lửng giữa không trung, còn không ngừng lay động, đây là bao lấy cái gì yêu ma quỷ quái sao? Ta vội vàng thiên nhãn vừa mở, trông thấy trong Phật châu mặt vây khốn thế mà là mập mạp, ta lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, có thể tìm lấy người cháu trai này, đem lão tử làm hại nhưng thảm giọt. Mập mạp hồn phách trông thấy ta về sau, cũng cao hứng không được, còn nói ta làm sao làm thành dạng này, cùng cái người Thái Lan eo giống như. Ta nói còn không phải là vì ngươi cái này chết ba ba tôn, đêm nay muốn tìm không đến ngươi, đoán chừng chúng ta phải kiếp sau lại có thể gặp nhau. Mập mạp nghe xong, sắc mặt đều dọa lục, nói chẳng lẽ là thân thể của hắn xảy ra điều gì tình trạng. Ta nói thế thì không có, chính là của ngươi hồn phách nếu như rời đi thân thể 24 giờ không trở lại. Vậy liền cũng tìm không được nữa trở về đường, 7 ngày sau đó, thân thể của ngươi liền sẽ chết đi, sinh hồn biến vong hồn, người ta liền âm dương tương cách. Mập mạp nghe ta vừa nói như vậy, dọa cho phát sợ, còn vội vàng cùng lão hòa thượng nói lời cảm tạ, nói đem vừa rồi nguyền rủa lão hòa thượng đoạn tử tuyệt tôn đều thu hồi lại. Ta không biết mập mạp cùng lão hòa thượng ở giữa chuyện gì xảy ra, chẳng qua mắng chửi người đoạn tử tuyệt tôn, cái này có chút quá mức đi. Chẳng qua ngẫm lại cũng không quan trọng. Dù sao hòa thượng cũng sẽ không có tử tôn, cùng đoạn tử tuyệt tôn không có gì khác nhau. Ta hỏi mập mạp đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn lại là làm sao bị lão hòa thượng dùng Phật châu cho vây khốn. Mập mạp nói, hắn hồn phách ly thể về sau, người một kích động, liền chạy ra, cái này chuyện thứ nhất, vậy khẳng định là đi nhà tắm nhìn muội tử nha. Nhớ năm đó, mập mạp 5 tuổi thời điểm, mama muốn dẫn hắn đi tắm rửa, khi đó không hiểu chuyện, chết sống không chịu đi, xấu hổ. Cảm thấy mất mặt, về sau bởi vì chuyện này, hắn đem hối hận phát điên, hắn hiện tại, rốt cục có thể đem tuổi thơ tiếc nuối cho bổ sung. Nghe đến đó, ta vội vàng vỗ tay lên, bị ổi như vậy sự tình, bị mập mạp nói đến như thế vĩ đại cùng kích động lòng người, để ta từ đáy lòng đối với hắn cảm thấy bội phục. Mập mạp gọi ta đi một bên, đừng ngắt lời, cái này sự tình hắn không có xính, hèn mọn cái rắm. Mập mạp tiến nhà tắm. Cái gì đều không nhìn lấy liền có một con chó hướng hắn liều mạng sủa, bình thường hắn là không sợ chó, mà lại cự thích ăn thịt chó, có thể biến đổi thành hồn phách hắn không biết chuyện ra sao, cái này chó vừa gọi, hắn liền dọa đến quay đầu chạy, một mực phiêu rất lâu mới dám dừng lại. Chờ chưa tỉnh hồn mập mạp tỉnh táo lại về sau, mới nhớ tới mèo xác chết vùng dậy, chó kinh hồn đến, xem ra cái này hồn, hoàn toàn chính xác có chút sợ chó, hắn đem chó mắng mấy trận về sau, còn tuyên bố trở lại thân thể về sau. Muốn đem chó làm thịt nấu canh uống. Nhà tắm có chó, xem ra là tuyệt đối không thể đi, mập mạp cũng không nghĩ trở về, thật vất vả có ưu thế này,
không nhiều no bụng một chút may mắn được thấy, làm sao xứng đáng mình. Tên mập mạp này nhưng tặc, lần này không đi nhà tắm, tìm một cái bể bơi nữ phòng thay quần áo ngồi xổm, đãi ngộ đó cùng nhà tắm cũng kém không nhiều, chẳng qua hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, còn không có vào cửa liền bị một cái lão hòa thượng cho bắt được. Lão hòa thượng dùng Phật châu đem mập mạp vây khốn, không để hắn bốn phía chạy trốn, mập mạp hỏa khí đi lên, đối lão hòa thượng liền mắng một chập, mắng hắn lão lửa chọc, đoạn tử tuyệt tôn đồ chơi, xấu hắn chuyện tốt. Lão hòa thượng này cũng không tức giận, một mặt hiền hòa bộ dáng, cũng khuyên mập mạp quay đầu là bờ. Mập mạp nói về cọng lông bờ, mình ngay tại trên bờ, hắn lại không chết, mình đây là sinh hồn. Lão hòa thượng nói, nếu là sinh hồn, liền đến từ đâu thì về nơi đó đi, chớ muốn ở chỗ này quấy phá. Mập mạp nói có thể, kia phải đem Phật châu quăng ra, không phải hắn đi như thế nào. Lão hòa thượng người lão đầu óc bất lão, chết sống không chịu đáp ứng mập mạp, nói muốn cùng hắn cùng một chỗ trở về mới yên tâm, mập mạp cũng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng, không phải sao, đi đến nửa đường liền gặp phải ta, chẳng qua nghe ta lời mới vừa nói, còn may mắn lão hòa thượng đem mập mạp cho bắt trở về, bằng không, hậu quả khó mà lường được, thế là mập mạp vội vàng cấp lão hòa thượng nói lời cảm tạ, cũng coi như biết điều. Lão hòa thượng lại A-di-đà Phật một câu nói gặp nhau chính là duyên. Thí chủ không cần phải nói tạ, hết thảy đều là thiên ý. Hòa thượng này niệm lên kinh đến, khẳng định rông dài, đặc biệt là lão hòa thượng, ta vội vàng phất phất tay đánh gãy hắn, cũng hỏi hắn pháp hiệu là cái gì. Lão hòa thượng này nhìn xem người rất tốt, mà lại cũng là có đạo hành hòa thượng, về sau có cơ hội có thể đánh một chút quan hệ, không thiệt thòi. Làm sao biết lão hòa thượng này cũng không trả lời vấn đề của ta, ngược lại hỏi, thí chủ, ta nhìn ngươi giống âm hành bên trong người. Có hay không thấy qua ta kia dáng dấp mập mạp đồ đệ? Mập mạp đồ đệ, đây không phải là mập hòa thượng sao? Ta đi, chẳng lẽ cái này lão hòa thượng là mập hòa thượng sư phó, cũng là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đại sư? Ta cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền hướng lão hòa thượng hỏi, chẳng lẽ, ngươi chính là Thánh Nguyên Miếu Nguyên Không đại sư? Mập hòa thượng trước đó đã sớm nói, sư phụ hắn là đắc đạo cao tăng, cũng đã sớm báo ra sư phụ mình danh hiệu là Nguyên Không đại sư. Thánh Nguyên Miếu là tại một tòa núi cao bên trong, kia núi gọi Thánh Nguyên núi, cao vút trong mây, lâu dài có sương trắng vần quanh, nhìn tựa như nhân gian tiên cảnh, cho nên dù cho đường xá xa xôi, núi đăng cơ cao, cũng có người thích đi bái một chút Phật. Thánh Nguyên Miếu là cái ngàn năm lão miếu, cái này miếu rất nổi danh, đi ra rất đạt được nhiều đạo cao tăng, trừ võ nghệ siêu quần, Phật pháp vô biên bên ngoài, còn nghe nói qua có thành Phật, chỉ là cái này sự tình thật giả, không người tìm tòi nghiên cứu, nếu muốn biết chỉ có thể chờ đợi ngươi đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới khả năng biết được, mà cái này Nguyên Không đại sư cũng là tiếng tăm lừng lẫy, ta đã sớm nghe qua danh hào của hắn. Nguyên Không đại sư nổi danh nhất một sự kiện chính là một lần tính độ trên trăm con ác quỷ, chuyện này lập tức liền để hắn thanh danh lan truyền lớn. Trước đó tại một cái trong làng, có một cái vô lương ác bá, hắn cưỡng ích trong thôn một thiếu nữ, cái này sự tình bị người trong thôn biết về sau, thôn trưởng dẫn đầu muốn bắt sống hắn đi đồn công an đầu thú. Không nghĩ tới thôn trưởng bọn hắn vừa vào cửa, liền bị ác bá dùng súng bắn chết rồi, tăng thêm thôn trưởng, lúc ấy hết thảy chết 5-6 người, ác bá trong lòng minh bạch, hắn nghĩ tái xuất đầu này làng, đã rất khó, biện pháp duy nhất, chính là giết. Các thôn dân nghe được tiếng súng về sau, đều vây quanh, trông thấy thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại ác bá trong nhà về sau, tất cả mọi người hận đến nghiến răng, người chết gia thuộc càng là khóc đến chết đi sống lại, tuyên bố nhất định phải sống quả ác bá. Báo thù rửa hận. Các thôn dân cấp tốc phong tỏa làng, khắp nơi tìm kiếm lấy ác bá thi thể, chỉ là kỳ quái là, làm sao cũng không tìm tới tiểu tử này, làng đã tìm toàn bộ, cũng không thấy nửa cái bóng người. Đến ban đêm, tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ thời điểm, đột nhiên làng liền đốt lên, rất nhiều bình ga ở trong thôn nổ tung, không bao lâu đại hỏa liền thôn phệ cái làng này, mà ác bá thì ngồi tại cửa thôn hút thuốc, chờ cái làng này biến thành cho mới rời đi. Trong một đêm, toàn bộ làng mấy trăm cái nhân mạng bị đốt sống chết tươi, lại không người sống. Không có người sống địa phương, tự nhiên có người chết, các thôn dân sau khi chết, hóa thành lệ quỷ, oán khí trùng thiên, phàm là trải qua cùng tiến đến đầu này làng người đều không ngoại lệ, toàn bộ chết đột ngột bỏ mình, liền điều tử lấy trứng đều không dám tiến vào, trước đó có 5 cái điều tử tới điều tra, kết quả không có một cái ra tới, 7 ngày sau đó, thi thể đều treo ở phía ngoài trên nhánh cây, làn da bị đốt cháy khét. Từ đây thôn này, rốt cuộc không ai dám tới gần, trở thành người sống cấm địa, cảnh sát cũng là đem nơi đó vây lại,
không cho phép người ngoài tiến vào. Nhưng qua sau đó không lâu, Nguyên Không Đại Sư mang theo một cái hòa thượng tiến vào cái thôn kia, hòa thượng này, chính là năm đó hung thủ ác bá. Hai người tiến vào làng 3 ngày 3 đêm, nháy mắt phương viên trăm dặm đều là phẫn nộ kêu rên cùng bén nhỏ tư tiếng kêu, đặc biệt khủng bố, loại kia thanh âm bất kể là ai, nghe tuyệt đối lông tơ dựng ngược, tê cả da đầu. Tất cả mọi người coi là Nguyên Không Đại Sư tuyệt đối sẽ không sống sót thời điểm, 3 ngày sau hắn ra tới, hai người đều bình an vô sự, cái thôn kia cũng khôi phục bình thường, âm khí cùng oán khí toàn bộ tiêu tán, chỉ là Nguyên Không Đại Sư Phật Châu không gặp, hai cái kia ác bá hòa thượng, toàn thân đều là vết đao, không có bất kỳ cái gì một tấc làn da là trống không, giống như bị người thiên đao vạn quả đồng dạng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là máu me đầm đìa, nhìn xem đặc biệt làm người ta sợ hãi. Ác bá hòa thượng sau khi ra ngoài, ngay tại Nguyên Không Đại Sư cùng đi cục cảnh sát bên trong tự thú, kết quả rất rõ ràng, hại nhiều như vậy cái nhân mạng, pháp luật sẽ không cầu xin tha thứ, không bao lâu ác bá hòa thượng liền bị xử bắn, nhưng hắn trước khi chết chẳng những không sợ, còn nở nụ cười, để người cảm thấy kỳ quái. Còn có đầu kia làng, lại cũng chưa từng xảy ra nhân mạng cùng việc lạ, xây dựng lại sau cũng cùng bình thường trong làng đồng dạng, đương nhiên, loại này làng cũng không ai dám lại ở, về sau cải biến thành nông trường. Sau chuyện này, Nguyên Không Đại Sư liền bắt đầu thanh danh lan truyền lớn, người sáng suốt đều biết, Nguyên Không Đại Sư độ một thôn làng quỷ, còn để ác bá chuộc tội, tự thú đầu thú, có thể nói là đạo hành cao thâm, Phật pháp vô biên, không phải đừng nói độ quỷ, liền kia ác bá cũng độ không được. Liên quan tới Nguyên Không Đại Sư sự tình còn có rất nhiều, ta liền không ở nơi này từng cái tự thuật. Cái này lão hòa thượng nghe ta hỏi như thế, có chút kỳ quái, hỏi ta chẳng lẽ biết hắn. Ta lắc đầu, nói không biết, coi ta cùng mập hòa thượng là bằng hữu, người lão chuyện của người ta cũng là nghe hắn ngẫu nhiên nhắc qua 2-3 hồi. Lão hòa thượng lộ ra nụ cười hiền lành, nói một câu A-di-đà Phật, đã ngươi cùng đồ nhi là bằng hữu, vậy ngươi có biết hay không hướng đi của hắn. Ta nói mập hòa thượng liền ở ta trong tiệm, chỉ là hắn ngày thường đi tìm yêu tăng hạ lạc, 2 ngày này cũng chưa trở lại, ngài có thể cùng ta trở về các loại, nói không chính xác hắn hiện tại liền đã trở lại trong tiệm. Coi ta nói đến yêu tăng chữ thời điểm, Nguyên Không Đại Sư biến sắc, lập tức chìm xuống dưới, ta còn tưởng rằng hắn là lo lắng mập hòa thượng an nguy, dù sao một người đi tìm yêu tăng là rất nguy hiểm, cho dù là hắn sư thúc, cũng chưa chắc liền sẽ nương tay. Yêu tăng sự tình, đồ nhi đều nói cho ngươi sao? Nguyên Không Đại Sư hỏi. Ta nhẹ gật đầu, nói là a, nói ngươi sư đệ thật là không phải là một món đồ, hiện tại khắp nơi hại người, có bao nhiêu vô tội nữ nhân bị hắn cho giết hại biết sao? Gần đây còn đem độc thủ ngả vào trường học, may mắn đã nghỉ, không phải còn không biết có bao nhiêu hoa quý thiếu nữ bại hoại trên tay hắn, hiện tại âm hành khắp nơi tại truy nã hắn, bất đắc dĩ hắn giảo hoạt khó lường, bản lĩnh cũng đủ lớn đủ hung ác, không phải tìm không thấy hắn, chính là hàng không được hắn, tứ đại gia tộc cũng mặc kệ, cái này sự tình phiền phức lớn, mạng người quan trọng a. Nguyên Không Đại Sư nghe xong, nhíu mày nói thầm câu, sư đệ ta. A, ngươi nói cái gì? Ta không rõ Nguyên Không Đại Sư câu này thật không minh bạch là có ý gì. Nguyên Không Đại Sư lắc đầu, nói không có việc gì, sau đó liền khẩn cầu ta dẫn hắn trở về, hắn muốn gặp một lần mập hòa thượng cái này đồ nhi. Ta nói không có vấn đề, dù sao hiện tại trời cũng đen, đại sư còn không có chỗ đặt chân, liền đi ta nơi đó ở đi, đắc đạo cao tăng đại giá quang lâm, vậy nhưng thật là vinh hạnh của ta. Mập mạp lúc này trêu chọc nói, tiểu ca, hiện tại ngươi cái này mông ngựa đập, đều so ta trượt biết sao. Ta nói ngươi lại cho ta ô ô cặn bã, ta để hồn phách của ngươi ở bên ngoài tản bộ đến thế. Mập mạp lập tức cười hắc hắc, không dám nói nữa, giống như có tay cầm tại trên tay của ta đồng dạng, cháu trai này, hại ta dừng lại giày vò, hôm nay kém chút bị người đánh chết, thế mà còn dám trêu chọc ta, chán sống. Hai người chúng ta một hồn rất nhanh liền trở lại cửa hàng, mập hòa thượng không có ở, chỉ có Thi Ngôn đang tại bảo vệ mập mạp thân thể, Nguyên Không Đại Sư chỉ có thể ở trên ghế salon đả tọa chờ lấy mập hòa thượng trở về, ta gọi Thi Ngôn cho Đại Sư làm điểm cơm chay, sau đó liền đem mập mạp hồn cho đưa trở về. Mập mạp hồi hồn về sau, một mặt hưng phấn, tại kia thượng thoan hạ khiêu, giống như thật lâu không làm người giống như, ta nói người yên tĩnh điểm, đừng quá kích động, vừa mới hồi hồn, đừng thật cho mình chơi chết, ta cũng không bồi mệnh. Mập mạp nói ta cái này câu hồn thuật cũng quá không dùng được, lại có nhiều như vậy cấm kỵ, cả không tốt có thể náo ra nhân mạng. Ta nói Mao Sơn quỷ đạo cái này câu hồn thuật, chính là vì muốn mạng người,
câu hồn là vì giết người, không phải để dùng cho ngươi nhìn lén muội tử, coi là cùng ngươi đùa giỡn. Mập mạp gọi ta đừng thổi, cái này ai mà tin nha, Mao Sơn đạo sĩ đều là người tốt, tùy tiện giết người đây chính là muốn bị trục xuất sư môn, chớ nói chi là nghiên cứu ra như thế pháp thuật giết người. Ta vừa định giải thích, đột nhiên bên cạnh Nguyên Không đại sư liền chen miệng nói, Mao Sơn quỷ đạo câu hồn thuật, thật đúng là vì giết người. Ta ai u một tiếng, nói chẳng lẽ đại sư cũng biết nguyên do trong đó, gọi hắn cho chúng ta nói một chút, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu ta cũng biết, ghi lại câu hồn thuật bên trong cũng là có ghi chép, chỉ là Mao Sơn quỷ đạo pháp thuật người ngoài thế mà cũng biết, nói rõ này thuật không đơn giản, ta phải thật tốt nghe một chút. Nguyên Không đại sư cũng không khiêm tốn, trực tiếp liền bắt đầu cho chúng ta giảng giải cái này Mao Sơn quỷ đạo câu hồn thuật tồn tại. Cái này câu hồn thuật chủ yếu dùng để giết hai loại người, một là giết đối thủ, cũng là cùng mình đấu pháp địch nhân, hai là giết phi phú bất nhân, vô pháp vô thiên người. Loại thứ nhất tất cả mọi người hẳn là minh bạch, kia loại người thứ hai lại là có ý gì đâu. Cái gọi là vi phú bất nhân, chính là chỉ những cái kia thường xuyên ức hiếp bách tính, khi nam phách nữ kẻ có tiền, loại người này, có tiền có thế, có đôi khi coi như phạm pháp, cũng rất khó chiếm được công chính thẩm phán, bọn hắn dùng tiền dựng nhà thông thái mạch. Vô pháp vô thiên, chịu khổ bị liên lụy chỉ có thể là lão bách tính, sở dĩ năm đó Mao Sơn tổ sư ra lòng dạ từ bi, liền nghiên cứu như thế pháp thuật, chuyên câu mấy tên cặn bã này hồn phách, thay trời hành đạo, còn không người có thể định tội của hắn. Đương nhiên, bất kỳ cái gì pháp thuật đều là một cây đao, đao vốn không thiện ác, có thiện ác chính là lòng người, cái này câu hồn thuật là cây kiếm hai lưỡi, có người dùng nó thay trời hành đạo, tự nhiên cũng có người dùng nó thương thiên hại lý. Liên quan tới câu hồn thuật khen chê không đồng nhất, về sau Mao Sơn quỷ đạo diệt môn về sau, cái này thuật cũng rất ít thấy, có chút Mao Sơn đệ tử cũng sẽ dùng, nhưng vẫn là không có quỷ đạo đệ tử chính tông. Nguyên Không đại sư một cái người trong Phật môn, thế mà đối Mao Sơn quỷ đạo sự tình như thế rõ ràng, cái này khiến ta có chút hiếu kỳ. Đại sư, chẳng lẽ người cùng người trong quỷ đạo có lui tới? Không phải những việc này, người từ đâu biết được, ta tò mò hỏi. Nguyên Không đại sư nhẹ gật đầu, nhiều năm trước, ta có cái chí hữu, hắn chính là người trong quỷ đạo, chỉ là trước đây không lâu nghe nói hắn bị lôi cho đánh chết, rất là đáng tiếc, nói đến, thí chủ cùng hắn còn giống nhau đến mấy phần. Ta nghe xong, lập tức kích động đứng lên, hẳn là, Nguyên Không đại sư nói là gia gia của ta. Ngươi là có hay không họ Lâm? Nguyên Không đại sư hỏi. Ta vội vàng nhẹ gật đầu, Nguyên Không đại sư nói cái kia hẳn là không sai, họ Lâm lại sẽ quỷ đạo. Ta hẳn là hắn kia chí hữu cháu trai. Không nghĩ tới gia gia của ta thế mà cùng tiếng tăm lừng lẫy Nguyên Không đại sư là chí hữu, cái này có thể để ta có chút giật mình, ta nhớ được hắn trước kia bình thường đều là đại môn không ra một bước, làm sao lại nhận biết loại này cao nhân. Không đúng, theo thời gian tuyến để tính, cái kia hẳn là gia gia lúc còn trẻ, đoán chừng khi đó ta đều không có xuất sinh, xem ra gia gia lúc còn trẻ, cũng không đơn giản, cùng xài lang hổ báo xen lẫn trong cùng nhau. Có thể là cái gì nạo trùng. Đúng vào lúc này, đột nhiên có đi một mình vào, ta xem xét, cái này không mập hòa thượng sao. Tiểu tử này có thể tính trở về. Sư phó, ngài làm sao tới rồi? Mập hòa thượng nhìn thấy trên ghế salon Nguyên Không đại sư, cười đến không ngậm miệng được, một mặt cao hứng cùng ngoài ý muốn. Ngay tại lúc này, để chúng ta ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, Nguyên Không đại sư từ trên ghế salon đứng lên, từng bước một đi hướng mập hòa thượng. Thân thể của hắn cùng tay chân đều đang run rẩy, biểu lộ có chút đáng sợ, cái này khiến chúng ta rất là không hiểu, không rõ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Nguyên Không đại sư giơ lên tay, hung hăng quạt một bạt tai cho mập hòa thượng. Một cái tát kia phi thường hung ác, mập hòa thượng khóe miệng đều chảy ra thật dài tơ máu, nửa gương mặt đều đỏ thấu, năm cái dài nhỏ dấu ngón tay phi thường rõ ràng khắc ở mập hòa thượng trên mặt. Không khí đột nhiên ngưng kết, trở nên phi thường yên tĩnh. Ta thậm chí liền tiếng tim đập của bọn họ đều có thể nghe thấy, khả năng xảy ra bất ngờ một bàn tay quá rung động, đến mức Thi Ngôn chăm chú che miệng của mình, giống như kinh ngạc phải miệng đều không khép lại được, mập mạp cũng là một mặt giật mình. Mập hòa thượng che lấy đau nhức kia nửa bên mặt, một mặt mơ hồ, giống như không rõ chuyện gì xảy ra, sư phó, người đánh ta làm gì? Nguyên Không đại sư nổi giận nói, đánh ngươi làm gì? Ai bảo ngươi xuống núi? Tự mình xuống núi ra miếu? Ngươi không nên đánh sao? Mập hòa thượng lại sửng sốt một chút, không phải, sư phó, là ngươi để ta xuống núi a? Yêu tăng sư thúc phá vỡ phong ấn, còn đả thương ngươi, vì không để hắn xuống núi thương thiên hại lý,
Người gọi ta xuống núi tìm thiên gia người giải quyết hắn a, người quên sao? Người có phải hay không lớn tuổi, quên sự tình? Mập hòa thượng một bên sờ lấy đau nhức mặt, một bên oán giận. Lúc này Nguyên Không đại sư đột nhiên trợn mắt nhìn, toàn thân đều kích động đến đang đánh run, trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng đáng sợ, giống như tầng kia vỏ khô đều nhăn đến cùng một chỗ. Ta rất là hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì có thể để cho hắn tức giận như vậy, chỉ là mập hòa thượng xuống núi sao? Nhưng mập hòa thượng xuống núi không phải hắn kêu sao? Chính là vì bảo vệ tốt hiêu tăng hại càng nhiều người, cái này sự tình cũng không có mau bệnh a, làm sao đột nhiên giống như này lửa giận ngút trời, chẳng lẽ cái này Nguyên Không đại sư có lão nhân chứng si ngốc sao? Nói bậy, cái gì sư thúc, cái gì yêu tăng, ta cái cuối cùng sư đệ, tại ta năm ngoái liền chết rồi, tất cả sư huynh đệ bên trong, liền thừa ta một cái, người nơi nào đến yêu tăng sư thúc? Nguyên Không đại sư nổi giận nói. Đón lấy, hắn lại bồi thêm một câu, cũng bởi vì câu nói này, ta bài trừ Nguyên Không đại sư lão niên chứng si ngốc khả năng, đồng thời bắt đầu hoài nghi lên mập hòa thượng. Người nói ta bị yêu tăng đả thương, ta năm nay đã hơn 80, nếu như ta thật bị thương, còn có thể bỏ xuống núi tìm ngươi tới sao? Ngươi bây giờ nhìn xem ta, giống người bị thương sao? Nguyên Không đại sư nói bổ sung. Câu nói này mới ra, không chỉ chúng ta, liền mập hòa thượng cũng bắt đầu mê mang, nét mặt của hắn rất xoắn xuýt, đây là một loại hoài nghi nét mặt của mình. Mập hòa thượng ôm lấy đầu của mình không ngừng đong đưa, không có khả năng, kia yêu tăng là ai? Cái kia sư thúc đâu? Kia phát sinh đây hết thảy lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, chẳng lẽ là ta lầm rồi, không có khả năng, không có khả năng. Đúng vào lúc này, đột nhiên mập hòa thượng cùng như là phát điên liền xông ra ngoài, Nguyên Không đại sư mặc dù một đám xương già, nhưng thân thủ cùng phản ứng thế mà đều so với chúng ta nhanh, hắn ngay lập tức liền đuổi theo, sau đó là thi ngôn, ta cùng mập mạp cuối cùng. Nhưng ba người chúng ta đi ra thời điểm, mập hòa thượng cùng Nguyên Không đại sư cũng không thấy, chỉ để lại mơ hồ chúng ta. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ yêu tăng cái này sự tình, căn bản liền không còn tồn tại? Đều là mập hòa thượng đầu óc rối loạn biên. Trước đó ta còn hơi nghi ngờ là Nguyên Không đại sư lão niên chứng si ngốc, dù sao tật bệnh thứ này, cũng sẽ không bởi vì ngươi là cao nhân liền không tồn tại. Lớn tuổi, chỉ cần là người đều sẽ có chút đầu óc không dùng được, thuộc về hiện tượng bình thường, không có gì ly kỳ. Nhưng như bây giờ xem ra, giống như có vấn đề chính là mập hòa thượng. Chẳng lẽ yêu tăng cái này sự tình, căn bản cũng không phải là thật. Không đúng, chết những nữ nhân kia làm sao chuyện, làm sao cùng mập hòa thượng nói kia yêu tăng giống nhau như đúc, chẳng lẽ chỉ là mập hòa thượng nhìn tin tức nói bừa, đây chẳng qua là cùng hung cực ác hung thủ thôi rồi. Sau đó tất cả sự tình đều là trùng hợp. Không đúng, bình thường hung thủ, có thể để cho một nữ nhân khô kiệt mà chết sao? Chỉ có mệt chết trâu, không có cầy xấu ruộng, trừ phi đầu này trâu bản thân có vấn đề. Tiếp tục đuổi, cái này sự tình càng ngày càng huyền, không hiểu rõ đoán chừng ba người chúng ta đêm nay thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Nhưng chúng ta nên đi phương hướng nào truy? Thi Ngôn nhìn xem bốn phía, một mặt mờ mịt, Nguyên Không cùng mập hòa thượng đi ra ngoài liền không gặp, chúng ta liền đi phương hướng nào cũng không biết, làm sao truy? Mập mạp nói nếu không chia ra truy, nhìn thấy người lại điện thoại liên lạc, dạng này tương đối thỏa đáng, không phải chúng ta truy sai phương hướng lời nói. Hết thảy liền không xong. Lúc đầu cái này là biện pháp tốt nhất, nhưng ta cự tuyệt, mấy ngày nay phát sinh sự tình quá quỷ dị, ta sợ chúng ta vừa phân tán, lại sẽ ra sự tình, đến lúc đó sẽ chỉ thêm phiền. Đúng vào lúc này, đột nhiên một trận lộn xộn tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, chờ chúng ta thấy rõ ràng là ai thời điểm, ba người đều dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Chạm mặt tới có bốn người, nhấc lên một đỉnh mộc kiệu, cỗ kiệu không có đỉnh bồng, cùng nó nói là cỗ kiệu. Không bằng nói là ghế trúc càng thêm thích hợp. Khiến người sợ hãi chính là, cái này nhấc kiệu bốn người, toàn bộ không có da, trên thân chỉ có sền sệt huyết nhục, có chút còn có thể trông thấy liên tiếp xương cốt kéo trên mặt đất, huyết thủy một mực hướng trên mặt đất lưu, nhìn xem có chút buồn nôn, nhất làm cho người cảm thấy da đầu run lên chính là, bốn người này, không có đầu. Không có đầu còn có thể xem như người sao? Dĩ nhiên không phải, bọn hắn một điểm người sống khí đều không có. Chỉ có thể là yêu ma quỷ quái. Mập mạp dùng mình một cái hỏi, tiểu ca, Thi Ngôn, đây là thứ gì, vì cái gì ra người bị người lột rồi, đầu cũng không có, đây là quỷ a. Nói thật, cái này là lần đầu tiên tại nhà mình trước cửa đụng quỷ, thật là làm người ta sợ hãi. Thi Ngôn nhíu mày trả lời ngay nói đây là không đầu dạ xoa.
không đầu dạ xoa, đây không phải phương Tây quỷ sao? Cái gọi là phương Tây, chỉ chính là Phật giáo, đạo giáo mới là nước ta, mà Phật giáo là phương Tây truyền vào đến giáo phái. Ta tin tưởng mọi người đều nhìn qua Thiên Long Bát Bộ, kia là một bộ tiểu thuyết võ hiệp cải biên phim truyền hình, nhưng kỳ thật Thiên Long Bát Bộ cái từ này, sớm nhất là ra ngoài Phật giáo, lại xưng Long Thần Tám Bộ hoặc là Tám Bộ chúng, ý là Phật giáo bát đại hộ vệ. Cái này bát đại hộ vệ theo thứ tự là, trời chúng, rồng chúng, dạ xoa, kiền thát bà Atula, già lâu la, khẩn na la, ma la già. Cái này tám bộ phận bởi vì trời chúng cùng rồng chúng trọng yếu nhất, cho nên gọi chung là Thiên Long Bát Bộ, mà dạ xoa cũng thuộc về trong đó, là vì ác quỷ đạo. Dạ xoa, lại tác phẩm dịch quỷ sứ, ý chỉ có thể đạm quỷ, nhanh tật quỷ, dũng kiệt, nhanh nhẹn chờ. Là tại loại có thể ăn quỷ cũng có thể hại người ác quỷ. Bởi vì dạ xoa xuất thân từ quý cha tiện mẫu gia đình. Cho nên có thiện ác tính hai mặt, có thể bay thiện chạy, còn có thể độn hành. Đã muốn ăn thịt người, lại muốn hộ pháp, bảo hộ chúng sinh. Mập mạp nghe ta dừng lại nói, đều cho cả hồ đồ, nói quỷ chính là quỷ, quản nó cái gì dạ xoa, còn Thiên Long Bát Bộ, hắn còn hàng long thập bát trưởng đâu. Thi Ngôn nói, dạ xoa quỷ nhưng cùng phổ thông quỷ không giống, cái này quỷ thiện ác khó định, thực lực cường hãn, là chúng Phật hộ vệ, không thể xem thường, mà lại chỉ có Phật môn tử đệ có thể cách làm mời đi ra. Đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy dạ xoa quỷ, trước đó vẫn là tại một quyển sách bên trên nhìn thấy. Ta nói đừng suy nghĩ, trừ dạ xoa, cố kiệu bên trên người càng đáng giá chúng ta chú ý, bởi vì phía trên kia ngồi, đúng là chúng ta muốn tìm Nguyên Không Đại Sư. Nguyên Không Đại Sư ngồi tại cố kiệu bên trên, đả tọa cũng hai mắt nhắm nghiền, hai cánh tay không ngừng vừa đi vừa về chơi đùa lấy Phật Châu, chẳng qua sắc mặt hắn có chút thanh bạch, nhìn qua cực kỳ quái dị. Là lão hòa thượng. Chúng ta nhanh chặn đứng hắn, mập mạp đột nhiên hô, sau đó liền ra vẻ muốn xông lên đi. Ta vội vàng kéo lại hắn mắng, ngươi không muốn sống nữa. Dạ xoa này cũng không phải ăn chay, vẫn là bốn cái. Nói đến đây, ta đột nhiên biến sắc, hô to một câu hỏng bét, không đầu dạ xoa nhấc kiệu, kia là muốn đi A Tỳ địa ngục, hẳn là lão hòa thượng này đã. Không có khả năng, liền cái này thời gian trong nháy mắt, làm sao có thể liền chết rồi, coi như tuổi tác lớn. Dù sao cũng là đắc đạo cao tăng, trừ phi ngươi để hắn ăn đạn, không phải sẽ không lập tức người liền không có. Đem cố kiệu chặn lại tới, ta đột nhiên hô, cái này khiến mập mạp cùng Thi Ngôn có chút trở tay không kịp, mới vừa rồi còn cự tuyệt bọn hắn đến gần ta, hiện tại liền lật lọng. Ta nói đừng mộng, lại không cắt, lão hòa thượng này liền quy thiên, nói xong ta cái thứ nhất xông tới, mập mạp cùng Thi Ngôn cũng nháy mắt theo sau. Ta ngay lập tức hướng cố kiệu nhào tới. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, ta trực tiếp vồ hụt, thân thể thông cố kiệu bên trên xuyên qua, mập mạp bọn hắn cũng thế, hắn đưa tay đi bóp dạ xoa thân thể, nhưng tay cũng xuyên qua. Mập mạp hoảng sợ nói, tiểu ca, những vật này là hư thể, chúng ta đụng không được. Ta liền không tin ta, quỷ vốn chính là hư thể, chúng ta đụng không được rất bình thường, nhưng ta có hoàng phù, dây đỏ, đồng tiền, bát quái, phối hợp phù chú, quản ngươi là phương Tây vẫn là phương Đông quỷ. Ta đồng dạng có thể chu sát. Ta đem đồng tiền vung trên mặt đất, sau đó nhắc tới vài câu chú ngữ, không có một chút thời gian, ta mười mấy tấm hoàng phù liền rời khỏi tay, lần này nhưng xuống tay độc ác, trước mặc kệ cái khác, đưa chúng nó chế phục lại nói. Có thể để ta không tưởng được chính là, hoàng phù xuyên qua thân thể của bọn chúng, những dạ xoa này lông tóc không tổn hao, ta pháp thuật giống như thật đối bọn chúng không dùng được, chẳng lẽ những cái này phương Tây quỷ. Chúng ta đạo giáo liền thật lấy chúng nó không có biện pháp nào sao? Nhìn xem càng chạy càng xa cố kiệu, ta tuyệt vọng nhìn xem Thi Ngôn, nàng nhún vai, biểu thị mình cũng không có cách nào, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp mới có thể có chuyên công, dạ xoa nàng cũng là lần đầu tiên gặp, cụ thể làm sao chữa, nàng không biết chút nào. Đúng vào lúc này, đột nhiên ngồi tại cố kiệu bên trên Nguyên Không Đại Sư động, hắn uốn éo người, ta còn tưởng rằng hắn muốn xoay người lại, có thể để ta không nghĩ tới chính là... Hắn muốn quay tới không phải thân thể, là đầu lâu. Nguyên Không Đại Sư đầu cùng cánh quạt đồng dạng, chuyển một cái 180 độ mặt ngó về phía chúng ta, nhưng thân thể của hắn không nhúc nhích, rất là quỷ dị. Cái này, lão hòa thượng này biến thành quỷ đi, mập mạp nuốt một ngụm nước bọt, dọa đến một thân mồ hôi lạnh, nếu như có một người đưa lưng về phía ngươi xoay đầu lại, nhưng thân thể lại bất động, ngươi sẽ biết sợ sao. Ta nói không có khả năng, liền này sẽ công phu. Coi như Nguyên Không Đại Sư chết rồi, hắn cũng sẽ không như thế sắp biến thành quỷ, trong đó khẳng định có mở ám.
Nguyên Không đại sư đầu quay tới về sau, đột nhiên bầu trời đen nhánh bên trong hiện ra một đống lớn Phật kinh, đồng thời ong 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 có một thanh âm đọc lấy, còn phát ra quỷ dị kim quang. Chúng ta nghe đầu có chút choáng, vội vàng che lên lỗ tai, đặc biệt là mập mạp, sắc mặt đều trở nên xanh xám, giống như nghe cực kỳ không thoải mái. Nghe ta nói, đột nhiên Nguyên Không đại sư thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu của ta, coi như ta che lỗ tai, ta y nguyên có thể nghe được thanh, ta đoán Thi Ngôn cùng mập mạp cũng vậy, bởi vì bọn hắn đúng vào lúc này đồng thời nhìn về phía ta. Ta vội vàng đem lỗ tai cho buông ra, quả nhiên Cố Kiệu bên trên Nguyên Không đại sư đang nói chuyện, mà kia bốn cái không đầu giả xoa thì dừng bước, bình tĩnh đứng tại chỗ cũ, ta nhìn thấy trên lưng của bọn nó đột nhiên xuất hiện một đống lớn màu vàng Phật kinh, đang lóe lên hào quang nhỏ yếu, tại đen như mực ban đêm càng chói sáng, xem ra những giả xoa này bị Phật Pháp ổn định lại, tạm thời đi không được. Ta vội vàng hướng Nguyên Không đại sư hỏi, đại sư, là ngươi sao? Ngươi làm sao rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mập hòa thượng đâu? Nguyên Không đại sư nói, không có thời gian, hắn đã viên tịch, không muốn lại đi tìm kiếm hắn, gọi ta nếu như muốn biết chân tướng sự tình, liền đi Thánh Nguyên miếu tìm mới chủ trì, đồng thời thuận tiện quan hệ một tiếng, hắn đã đi, gọi các đồ đệ không muốn đợi thêm hắn, còn có, nhất định phải tìm tới thiên gia người, không phải việc này thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại ta còn muốn hỏi lấy cái gì thời điểm, đột nhiên phốc một tiếng, bốn cái dạ xoa thế mà mọc ra đầu lâu bên trên gương mặt kia ta biết, mà lại hết sức quen thuộc, đó chính là trời một mặt. Bốn cái trời một đầu, bốn trương thiên một mặt, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười về sau, tiếp tục nhấc lên Nguyên Không đại sư đi lên phía trước, lúc này, tất cả Phật kinh đều biến mất không thấy gì nữa, còn có càng quỷ dị chính là, một đôi tay từ Nguyên Không đại sư cổ xuyên ra ngoài, sau đó đem đầu của hắn cho vịn trở về. Hết thảy lại cùng vừa rồi đồng dạng, bốn cái quỷ dị dạ xoa, nhấc lên một cái lão hòa thượng chậm rãi đi thẳng về phía trước, sau đó chậm rãi dung nhập bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Ta đuổi theo, lại một điểm bóng dáng đều không tiếp tục nhìn thấy, phảng phất biến mất không còn tăm hơi, người không gặp, dạ xoa cũng không thấy. Ta tức giận đến hung hăng dậm chân một cái này cái gì quỷ đồ chơi, liền đụng đều đụng không được, còn có, Nguyên Không đại sư thế mà trong thời gian thật ngắn, viên tịch. Phật giáo viên tịch, chính là qua đời ý tứ, một đời cao tăng thế mà đến một chuyến ta chỗ này về sau, chết. Đến cùng, là ai làm? Thi Ngôn lầm bầm lầu bầu suy tư. Cái này chuyện phát sinh quá đột nhiên phát hiện mập hòa thượng nói sự tình là giả, đột nhiên hắn liền mất khống chế chạy ra ngoài, đột nhiên Nguyên Không đại sư liền chết. Đột nhiên, tại ta trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, mập mạp hô to một tiếng, ai ở đó? Ta cùng Thi Ngôn bị giật nảy mình, chờ chúng ta kịp phản ứng thời điểm, mập mạp đã cùng một cỗ xe tải giống như liền xông ra ngoài, ta cùng Thi Ngôn trao đổi hạ ánh mắt, cũng đuổi theo, còn có người, đến cùng là ai? Chờ chúng ta đuổi kịp mập mạp thời điểm, hắn lại ngừng lại, ta thở hào hển hỏi vì cái gì không truy, mập mạp lắc lắc trên trán mồ hôi nóng nói, người không gặp. Ba người mất dấu một người, cái này sự tình nói liền phiền muộn, ta hỏi mập mạp có hay không thấy rõ là ai. Mập mạp nói không thấy rõ, người kia mặc toàn thân áo đen, mà lại hắn vẫn luôn chỉ thấy bóng lưng, có điều. Chẳng qua cái gì, ta nói người có chuyện mau nói, chứ cùng cái nương môn giống như, ấp a ấp úng. Mập mạp nói, người này, bóng lưng rất quen thuộc, tựa như là trời một. Trời một, không có khả năng, trời một nhìn thấy chúng ta tại sao phải chạy. Chẳng lẽ, giết Nguyên Không đại sư hung thủ là hắn? Không có khả năng, hắn cũng không phải đệ tử Phật môn, làm sao kêu gọi đạt được dạ xoa. Mập mạp nói, còn có một việc rất kỳ quái, vừa rồi người kia tốc độ rõ ràng tại trên ta, nhưng hắn giống như cố ý ở lại chờ ta đồng dạng, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Chiếu mập mạp vừa nói như vậy, chẳng lẽ cái bóng lưng này giống trời một người, là cố ý vì đem chúng ta dẫn đến nơi đây? Kia lại là vì cái gì đâu? Các ngươi mau nhìn, đột nhiên tại một cái góc rẽ truyền đến Thi Ngôn thanh âm, từ vừa rồi bắt đầu nàng vẫn tại bốn phía tìm kiếm lấy thứ gì. Ta cùng mập mạp cấp tốc đi vào Thi Ngôn bên người, nàng chỉ trên mặt đất lưu lại mấy cái hố sâu nói, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Còn có vết máu, còn có trên tường cũng có rất nhiều quyền ấn cùng hố nhỏ. Mập mạp nói, lấy hắn nhiều năm đánh nhau kinh nghiệm, nơi này hẳn là phát sinh qua vật lộn, chỉ là cái này hơi cường điệu quá, rốt cuộc là ai, có thể đem tường đều đánh xuyên qua. Còn có trên mặt đất mấy cái kia hố, lại là cái gì đồ chơi? Trên đất mấy cái hố, giống như có người tứ chi nằm dạp trên mặt đất tạo thành,
nhưng cái này không thể nào nói nổi, có ai đánh nhau còn tứ chi nằm dạp trên mặt đất, mà lại có thể tạo thành như thế lớn hố sâu. Căn bản nói không thông. Thi Ngôn ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu hồi lâu, qua một hồi thật lâu nàng mới đột nhiên hoảng sợ nói, đây là Cáp Mô Công. Cáp Mô Công, đây không phải Hỏa Vân Tà Thần độc môn tuyệt kỹ sao? Chẳng lẽ lão hòa thượng là Hỏa Vân Tà Thần giết? Mập mạp cũng đi theo hoảng sợ nói. Ta sát sát mồ hôi lạnh trên đầu, nói các ngươi xem phim chúng độc a. Cái này trong hiện thực nào có cái gì Cáp Mô Công, kia cũng là người khác trong tiểu thuyết sáng tạo tạo nên. Thi Ngôn lắc đầu, nói nàng không phải nói đùa, cái này đích xác là Cáp Mô Công, trên giang hồ cũng xác thực có môn công phu này, không phải giả dối không có thật đồ vật. Ta vẫn có chút không thể tin, nhưng Thi Ngôn nói hình như cũng không sai, Cáp Mô Công chính là tứ chi chạm đất, nếu như giống Hỏa Vân Tà Thần cấp bậc này, quả thật có thể trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Ta nói chuyện này tạm thời không đề cập tới, ta bây giờ muốn biết, ở đây đánh nhau chính là ai. Thi Ngôn gọi ta không cần nghĩ, trong đó một cái khẳng định là Nguyên Không Đại Sư, nếu như hắn chết rồi, vậy trong này chính là hắn ngộ hại hiện trường, lấy hắn đạo hành, yêu ma quỷ quái khẳng định không gây thương tổn được hắn, nhưng nếu như là người, vậy liền không nhất định, năm tháng không tha người, Nguyên Không Đại Sư dù sao đã hơn 80 tuổi, nếu như gặp gỡ một cái luyện Cáp Mô Công cao thủ, ngộ hại cũng không phải là không thể được, cái này người chẳng những là cái người luyện võ, vẫn là cái đạo hành cực sâu người. Không phải kêu gọi không ra dạ xoa, đồng thời khẳng định là Phật giáo đệ tử. Mập hòa thượng, mập mạp đột nhiên tại hai ta phía sau đến một câu. Ta cùng Thi Ngôn đột nhiên liền quay đầu mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, biểu lộ cực kỳ dọa người, mập mạp có chút sợ hãi, rụt rụt đầu, nói hắn biết mập hòa thượng sẽ không giết mình sư phó. Nhưng Thi Ngôn nói những cái kia điều kiện, mập hòa thượng đều phù hợp. Người luyện võ, võ nghệ cao cường, đạo hành không cạn, đệ tử Phật môn, tăng thêm Nguyên Không Đại Sư lại là đi theo hắn đằng sau đi ra ngoài. Hơn nữa lúc ấy mập hòa thượng cảm xúc cũng đã mất khống chế, tất cả chứng cứ đều đang nói rõ, mập hòa thượng phù hợp tất cả hung thủ điều kiện. Mập mạp vừa nói như vậy, ta cùng Thi Ngôn hai mặt nhìn nhau, phân tích có chứng có cứ, làm cho người tin phục, chẳng lẽ hung thủ thật sự là mập hòa thượng? Không có khả năng, mập hòa thượng sẽ không phát rồ đến giết mình sư phó a. Được rồi, hiện tại cái này sự tình chúng ta cũng chỉ có thể suy đoán, chờ trước tìm tới mập hòa thượng cùng Nguyên Không Đại Sư thi thể rồi nói sau, không có hai thứ này, nói cái gì đều nói nhảm, không thấy thi thể, Nguyên Không Đại Sư ngày thứ hai nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại trước mặt chúng ta làm sao bây giờ. Ta nói, mập mạp cảm thấy ta nói đúng, nhưng chúng ta tìm kiếm khắp nơi dưới, vẫn là không có tìm mập hòa thượng cùng Nguyên Không Đại Sư. Hiện tại đã trời vừa rạng sáng, chúng ta vừa mệt lại khốn, chỉ có thể đi đầu trở về, ngày mai lại tính toán sau, may mắn đã được nghỉ hè, ta có thể ngủ cái lớn giấc thẳng. Trên đường trở về, ta một mực đang phân tích chúng ta đuổi theo người áo đen kia là ai. Ta trước đó liền đã ra kết luận, cái kia hiện tại ở tại Thiên Môn muốn cưới Mã Lâm trời một, tuyệt đối không phải thật sự, tối nay tới cũng sẽ không là hắn, nhìn hắn kia phách lối dáng vẻ, coi như Nguyên Không Đại Sư là hắn giết. Hắn cũng sẽ không sợ chúng ta, càng thêm sẽ không chạy, không qua đêm xiên mọc ra đầu lâu, nhưng lại có mặt của hắn, cái này sự tình cùng hắn thoát không được quan hệ, ai cũng không biết lấy xuống trời một mặt về sau, hắn là cái thứ đồ gì, có lẽ chính là tên hòa thượng đâu. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên giật cả mình, chẳng lẽ đêm nay cái kia, là thật trời một? Nếu như là thật trời một, hắn tại sao phải chạy? Ở trên người hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như có người mạo danh thay thế hắn, vì cái gì không đi ra đem người kia đầu cho bóp nát, lấy thực lực của hắn, ta tin tưởng nhất định có thể làm được, nhưng vì cái gì, hắn vẫn luôn trốn tránh, không chịu hiện thân. Trên người hắn đến cùng có cái gì bí mật, lại hoặc là gặp khó khăn gì, ta biết trời một cũng không phải thần, chỉ cần là người, liền sẽ có thời điểm khó khăn. Sau này trở về, ta gần như trắng đêm chưa ngủ, vẫn luôn giống như có người gõ cửa, ta mở cửa về sau, lại không nhìn thấy có người ở đâu. Chẳng qua cửa dưới đáy mỗi lần đều đặt vào 10 khỏa Phật châu, một lần cuối cùng chỉ có 8 viên, thẳng đến ta hết thảy nhặt 108 viên Phật châu. Một chuỗi Phật châu hết thảy có 108 viên, 108 viên là biểu thị đơn thuần 108 loại phiền não, hoặc 108 tôn Phật công đức, hoặc 108 loại vô lượng tam muội chờ một chút, mà ta nhặt tất cả Phật châu cộng lại, vừa vặn là một chuỗi. Phật châu bên trên dính rất nhiều máu, ta ngửi một cái, chứ có máu tinh vị. Còn có mập mạp hương vị, trước đó Nguyên Không Đại Sư dùng Phật Châu khốn qua mập mạp, cho nên mập mạp sống hồn tại Phật Châu phía trên lưu lại mình hương vị,
người bình thường là nghe thấy không được, nhưng ta có thể, ta hiện tại ngũ giác càng ngày càng lợi hại, rất nhiều cùng âm sự tình dính vào đồ vật đều có thể phát hiện, xem ra ta cách bên trên Mao đã không xa. Mao Sơn đạo sĩ cũng chia cấp bậc, chia làm hạ Mao, bên trong Mao, bên trên Mao, theo đạo hành tăng lên, ngũ giác sẽ càng ngày càng lợi hại, trước đó ta chỉ có thể đến bên trong Mao cấp bậc, hiện tại đã càng ngày càng tiếp cận bên trên Mao, chẳng những mắt có thể nhìn thấy, lỗ tai cũng có thể nghe được, mũi có thể nghe được, còn có thể cảm giác được. Ta thu được tất cả Phật châu về sau, cửa liền không lại gõ vang, mặc dù trong lòng cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng bất đắc dĩ thực sự quá buồn ngủ, vừa nằm xuống giường liền ngủ đến trưa. Sau khi tỉnh lại, mập mạp ở trên ghế salon hút thuốc, Thi Ngôn thì hết sức chăm chú xem TV tin tức, ta có chút kỳ quái, Thi Ngôn cho tới bây giờ cũng không nhìn bản tin thời sự, nàng chỉ nhìn thần tượng kịch, có đôi khi mấy hộp khăn tay đều không đủ dùng, vừa đến nước mắt điểm liền khóc bù lu bù loa, hôm nay là mặt trời mọc ở hướng Tây sao. Ta ôm lấy hiếu kỳ tâm tính cũng xông tới, xem TV bên trên truyền bá chính là cái gì, thế mà thấy như thế nhập thần. Để ta không nghĩ tới chính là, tin tức thế mà truyền bá chính là Nguyên Không Đại Sư tin chết. Nguyên Không Đại Sư thi thể là tại một tòa trong miếu đổ nát bị kẻ lang thang phát hiện, trong miếu có một tôn phá Phật, kia phá Phật đầu đã không gặp, thay đổi Nguyên Không Đại Sư đầu. Miếu hoang ban đêm đen như mực, kẻ lang thang cũng không có phát hiện, đến sáng ngày thứ hai mới biết được nguyên lai Phật đầu đổi thành thật đầu, trong miếu tất cả đều là máu, chẳng qua đã ngưng kết, còn có một cái không đầu thi thể treo ở miếu hoang bên trên, tại kia rung động, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống, bởi vì dây thừng rất nhỏ. Kẻ lang thang hoảng hốt thét lên về sau, vội vàng báo án, sau khi được thân phận tra ra, cái này lão hòa thượng là Thánh Nguyên Miếu lão phương trưởng, Nguyên Không Đại Sư, hắn tử trạng thảm thiết, bị người phân thây, hung thủ hiện tại tạm thời không tìm được, hiện trường cũng không có để lại bất luận cái gì manh mối. Nguyên Không Đại Sư thật chết, Thi Ngôn lẩm bẩm một câu, sau đó hỏi ta, lão bản, sau đó phải làm sao bây giờ? Ta nói, ăn cơm, lên núi. Nguyên Không Đại Sư tối hôm qua nói, nếu như muốn biết chân tướng sự tình, liền lên Thánh Nguyên Miếu tìm Tân Chủ Cầm, xem ra hắn xuống núi chỉ trước đó liền có dự cảm mình sẽ chết, Tân Chủ Cầm cũng sớm đã đứng nghiêm tốt. Chúng ta thương lượng sau một lúc, tùy tiện đào mấy ngụm cơm chưa liền trên lưng hành lý cùng một chỗ tiến về Thánh Nguyên Miếu. Thánh Nguyên núi cách chúng ta cái này phi thường xa, dựng một ngày một đêm xe buýt mới đến, may mắn đến thời điểm là buổi sáng 8-9 điểm, còn có thời gian một ngày leo đi lên. Thánh Nguyên núi thế nhưng là một tòa có thể khiến người ta leo đến hộc máu núi cao, nói ít muốn 8-9 tiếng, may mắn thông hướng miếu bên trong đường tu lấy một đầu thật dài cầu thang, không phải nhưng có ba người chúng ta người thụ, người suy nghĩ một chút, leo thang lầu núi đều muốn 8 giờ, nếu như không có thang lầu đâu. Núi này cao độ có thể nghĩ. Ba người chúng ta tại chân núi ăn mấy cái bánh bao về sau, liền bắt đầu dùng sức lên trên bò, trên đường mập mạp kém chút lăn xuống dưới. Ta không thể làm gì khác hơn là tìm hai cái gậy gỗ cho hắn chống đỡ lấy, cùng cái người tàn tật giống như. Đến đỉnh núi thời điểm, đã là hơn 5 giờ chiều, mùa hè khoảng thời gian này mặt trời mới vừa vặn xuống dưới một chút xíu, ánh chiều tà đem đỉnh núi độ bên trên một tầng kim hoàng sắc, còn có đỉnh núi miếu cũng thế, có tầng này kim hoàng sắc, đã không giống miếu, ngược lại giống hoàng cung. Ba người chúng ta cũng không có tâm tình nhìn cái này mỹ hảo cảnh tượng. Cùng cá ướp muối đồng dạng nằm trên mặt đất thở hào hển, mập mạp ngay cả lời đều nói không nên lời, giống như cả người hư thoát, không biết còn tưởng rằng hắn tắt thở, thì ngôn vấn đề ngược lại không lớn, nàng nói Côn Luân Sơn càng khó bỏ, cái này còn có thang lầu, tính xong. Mập mạp nói xong cái rắm, bái Phật còn cùng thỉnh kinh giống như, ai đầu óc có hố ai đến, còn không bằng ở nhà bái quan nhị ca, đến cùng là cái nào đổ đần đem miếu xây cao như vậy, bị điên rồi. Ta nói người đây liền không hiểu. Tốt miếu đều ở trên núi, càng cao càng tốt, bởi vì đỉnh núi có linh khí, cách trời cũng là gần đây, mà lại ngươi trèo non lội suối đi vào trong miếu, càng lộ vẻ thành ý, bái Phật cũng càng linh. Mập mạp nói vậy được, đã như vậy linh, hắn ngàn dặm xa xôi đi vào, phải thật tốt bái bai, nhìn Phật tổ có thể hay không cho hắn ban thưởng 100 cái nàng dâu. Nói hắn giãy giụa mấy lần, muốn đứng lên vào miếu, khả năng quá mệt mỏi, lập tức không có nhào lên, cố gắng rất lâu mới đạp bên trên địa. Mập mạp cái này người nói cái gì thì làm cái đó, ta đều không có thở đủ khí hắn đã hướng cửa miếu chạy tới, chẳng qua mấy giây sau hắn lại trở về, nói cửa miếu đã đóng chặt, cổng còn đặt vào một cái thẻ bài, hôm nay trong miếu có việc, không tiếp đãi các vị thí chủ. Lúc này ta đột nhiên phát hiện,
vừa rồi tầng kia tầng kim hoàng sắc ánh chiều tà, thế mà biến thành huyết hồng sắc, nhiễm tại toàn cái trên đỉnh núi, mà tòa kia miếu càng là giống như tắm rửa đang nhìn trong biển máu đồng dạng. Hỏng bét, khả năng xảy ra chuyện, trong lòng ta lạc một tiếng. Nhìn xem cái này huyết hồng quang cảnh, ta lập tức cảm thấy không ổn, trước miếu có huyết sắc, bản thân cái này liền không bình thường, tăng thêm cửa miếu đóng chặt, ta dự cảm càng thêm mãnh liệt. Mập mạp có chút uể oải, đặt mông ngồi trên mặt đất, nói lần này đến không, thiên tân vạn khổ bò lên, kết quả liền cửa miếu đều tiến không được, xuống núi cũng muộn, khả năng ban đêm muốn tại cửa miếu ngốc một đêm. Ta nhìn hắn một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, gọi hắn trước đừng lại nhải, cái này miếu có vấn đề, sau đó chỉ chiếu vào miếu phía trên trời chiều. Ai, kỳ quái, như thế nào là huyết hồng sắc? Mập mạp cũng phát hiện không thích hợp. Thi ngôn nói, miếu hung quang, Phật kiếp khó, cái này miếu khả năng chuyện gì xảy ra? Lúc đầu ba người chúng ta đều mệt đến nhanh tê liệt, lần này tất cả đều như bị điên, mập mạp càng là chạy đến phía trước, hắn dùng chân đi đạp cửa miếu, nhưng lại một điểm phản ứng không có. Thánh Nguyên miếu là một tòa lớn miếu, cửa miếu càng là so phổ thông cửa lớn mấy lần, mập mạp mấy đá này, quả thực cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Tiểu ca cái này cửa miếu là khóa trái, ta cái này một thân tốt bản lĩnh cũng không thể nào thi triển a. Mập mạp mở khóa bản lĩnh cũng không nhỏ, nhưng đối với khóa trái cửa, kia cũng không có cái gì biện pháp. Đã cửa vào không được, vậy cũng chỉ có thể leo tường, nhưng ta ngẩng đầu nhìn một cái này miếu tường, chỉ ít có cao 3 mét, mà lại siêu cấp bóng loáng, liền một cái lấy chân điểm đều không có, làm sao bỏ. Đúng vào lúc này, đột nhiên Thi Ngôn nhảy lên một cái, nàng chân không ngừng hướng trên vách tường đạp mấy lần, người liền nhảy lên, có thể nói người nhẹ như yến, cùng trên TV diễn dịch khinh công, cũng không kém chút nào. Ta cùng mập mạp đều kinh hô một tiếng, ta đi, nữ hiệp, tốt bản lĩnh. Thi Ngôn phất phất tay, gọi chúng ta khiêm tốn, sau đó người liền lộn xuống, nhưng qua 5 phút đồng hồ cũng không có động tĩnh, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện, liền hô hai cuống họng, nhưng nàng lại trả lời, nói rõ người không có vấn đề. Ta nói người thế nào không nói lời nào, còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì, bên trong tình huống gì a? Thi Ngôn nói, xảy ra chuyện, trong này tất cả đều là vết máu, đổ một mảnh lại một mảnh hòa thượng, đoán chừng có nhân đổ miếu. A, tốt, trước mở cửa lại nói, ta hoảng sợ nói. Không bao lâu, cửa liền phát ra oanh một tiếng, mở. Ta cùng mập mạp vội vàng chui vào, quả nhiên như Thi Ngôn nói như vậy, trong miếu nằm ngổn ngang lộn xộn thi thể, gần như tất cả hòa thượng đều bị tàn sát. Huyết tương cả tòa miếu đều nhuộm thành tinh hồng sắc, trách không được trời chiều chiếu xuống tới là một mảnh huyết sắc. Ta cùng mập mạp kiểm tra một chút, thật sự là không một người sống, toàn bộ đều đã bỏ mình, đều không ngoại lệ, thi thể đã lạnh, bò đầy thi ban, nói rõ chết có một đoạn thời gian, vô cùng có khả năng hôm qua liền đã ngộ hại. Ta liền nói Thánh Nguyên miếu như thế lớn, làm sao một cái bái Phật đều không có, nguyên lai tấm bảng này hôm qua liền treo lên đến. Ta nói, mập mạp ai một tiếng. Nói chúng ta tới trễ, bằng không, còn có thể nhìn thấy một cái thở. Thi Ngôn lắc đầu nói, không, chúng ta không có tới trễ, tới vừa vặn. Ta nói chỉ giáo cho, cái này người đều chết rồi, tính thế nào tới vừa vặn. Thi Ngôn nói nếu như chúng ta tới vừa vặn, kia đoán chừng liền cùng những cái này hòa thượng đồng dạng, ngã trong vũng máu, đã hung thủ có thể đổ đầy một cái miếu hòa thượng, kia ba người chúng ta đến cũng là chôn cùng, cho nên chúng ta tới chậm, mới tính vừa vặn. Bởi vì bảo trụ mạng nhỏ. Thi Ngôn nói lời xác thực có đạo lý, chỉ là chúng ta quang bảo trụ mạng nhỏ cũng vô dụng, Thánh Nguyên miếu hòa thượng chết hết, vậy chúng ta tìm ai hỏi đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong miếu truyền ra nguyên một xuyên thanh âm ho khan, ba người chúng ta sững sờ, lập tức hô một câu, còn có khác người sống. Sau đó ba người cùng mũi tên một loại vọt vào. Thuận tiếng ho khan, chúng ta tại một tôn kim Phật dưới đáy tìm được một cái hòa thượng. Hòa thượng này đại khái hơn 40 tuổi, mặc cà sa, miệng đầy đều là máu, trên mặt đất cũng nhiễm phải một mảng lớn tinh hồng, ta nhìn cái này hộc máu lượng, đoán chừng đã không còn sống lâu nữa, xem ra hiện tại chỉ là kéo dài hơi tàn, chẳng qua nhìn hắn trên người cà sa, hẳn là đây là tân chủ cầm. Chúng ta vội vàng đem hắn đỡ ngồi dậy, nhưng hắn giống như liền ngồi cũng ngồi không vững, ta cùng mập mạp một người một bên đem hắn vịn khả năng miễn cưỡng ngồi thẳng, hắn môi thanh bạch, sắc mặt cùng giấy đồng dạng. Đã là bước vào quỷ môn quan người, đi vào chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi, các ngươi là, hòa thượng ho khan vài tiếng về sau, mới miễn cưỡng chống đỡ khí hỏi, nói chuyện đã rất gian nan, ta sợ hắn lúc nào cũng có thể sẽ cúp máy.
Ta một giây đều không dám trễ nải, vội vàng trả lời, Nguyên Không đại sư, là hắn gọi ta đến tìm Tân chủ cầm, ta gọi Lâm Nguyên, là Mao Sơn quỷ đạo truyền nhân. Mao Sơn, quỷ đạo, hòa thượng nhíu mày, Thanh Bạch trên mặt có chút kích động, hắn nghĩ nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống, sau đó lại hỏi, sư phó, hắn. Hắn ở đâu? Chết, khuya ngày hôm trước bị người phân thây, ngay tại kia trong miếu đổ nát, lão thảm á. Mập mạp nhanh miệng lập tức liền nói ra, ta cùng Thi Ngôn lập tức đối với hắn trợn mắt nhìn, đây cũng quá ngay thẳng, mà lại hắn vừa nói như vậy, ta sợ lập tức đem hòa thượng này cho tức chết. Quả nhiên, hòa thượng kia lại uệ ra một hơi lớn máu, người trực tiếp ngã xuống, rốt cuộc không ngồi nổi đến, liền cùng một bãi bùn đồng dạng, thân thể đều mềm, cũng không biết sống hay chết, ta cùng Thi Ngôn vội vàng oán trách mập mạp nói lung tung, đây chính là sau cùng người sống, bị mập mạp tức chết vậy làm sao bây giờ? Mập mạp có chút ủy khuất, nói hắn cũng không biết hòa thượng này yếu ớt như vậy, nói hai câu trực tiếp liền ợ ra rắm. Thi Ngôn gọi hắn mau ngậm miệng đi, không nói lời nào không ai coi hắn là câm điếc, tận mù pha trộn. Đúng vào lúc này, hòa thượng đột nhiên mình ngồi dậy, sắc mặt thế mà hòa hoãn không ít, hắn ho khan hai lần, ta cho là hắn lại muốn hộc máu, nhưng hắn lại cái gì cũng không có, trong lòng ta minh bạch, đây là hồi quang phản chiếu. Máu cũng hẳn là nhả sạch sẽ, còn có thể chống đỡ cuối cùng một đoạn thời gian. Hòa thượng lúc này đánh lấy ngồi, đem trên cổ Phật châu xé toang vung hướng thiên không, một bộ nổi giận dáng vẻ mắng, súc sinh, liền sư phó đều không buông tha, chúng ta nuôi không ngươi mười mấy năm, súc sinh cũng không bằng, a. À. Hòa thượng này đều nhanh chết rồi, thế mà còn có thể lớn tiếng như vậy giống giận, có thể thấy được hắn đến cỡ nào phẫn nộ, mà lại hắn hẳn là Tân chủ cầm, coi như đạo hành không có Nguyên Không đại sư cao. Nhưng hẳn là cũng không kém đi đâu, người xuất gia là cấm giận, có thể để cho cái như thế có năng lực người phá giới, nói rõ cái này sự thật tại là đáng hận. Ta biết không có thời gian, vội vàng hỏi, đại sư, cái này miếu bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có, Nguyên Không đại sư có cái béo đồ đệ, hắn gọi ta bên trên miếu hỏi một chút ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn nói ngươi nơi này có đáp án. Hòa thượng nhẹ gật đầu nói, đúng, hắn là sư đệ ta, pháp hiệu Tuệ Không. Tất cả mọi chuyện, đều là do hắn mà ra, tên súc sinh này, thế mà liền sư phó đều giết, còn đồ miếu, thật sự là không bằng heo chó, năm đó nếu không phải sư phó đem hắn lĩnh trở về, đoán chừng hắn đã tại sói trong bụng. Nghe hòa thượng vừa nói như vậy, ba người chúng ta đều sửng sốt, tất cả mọi chuyện đều là bởi vì mập hòa thượng mà lên. Hắn vẫn là hung thủ, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nói không có khả năng. Cái này miếu không phải còn có cái yêu tăng sao? Kia là Nguyên Không đại sư sư đệ, bản lĩnh cũng lớn hơn, hắn là hung thủ còn nói còn nghe được, mập hòa thượng chút bản lãnh này, có thể giết hắn sư phó. Có thể đồ miếu, cái này không nói nhảm sao? Hòa thượng nói, Nguyên Không đại sư hiện tại nơi nào còn có sư đệ, hắn hết thảy có hơn 20 vị sư đệ, nhưng đã đều tử quang, trẻ tuổi nhất hai vị kia hơn 60 tuổi, cũng phía trước 2 năm lần lượt qua đời, chẳng qua yêu tăng xác thực tồn tại. Chỉ có điều không phải Nguyên Không đại sư sư đệ, mà là chúng ta trong miệng mập hòa thượng. Cái gì, mập hòa thượng chính là yêu tăng, ta kém chút giống lên, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái này sự tình đảo ngược quá lợi hại, ta làm sao đều không chịu nhận, mập hòa thượng làm sao có thể là yêu tăng. Trừ ta, mập mạp cùng Thi Ngôn sắc mặt cũng khó coi, đoán chừng bọn hắn cũng giống như ta, chuyện này quả thực không thể tin, yêu tăng sự tình là mập hòa thượng nói cho chúng ta biết. Nhưng trong miệng hắn cái kia yêu tăng thế mà là chính hắn, trước đó những cái kia đều là lời nói dối, đều là hắn đang diễn trò sao. Kỳ thật chân chính yêu tăng, một mực đang bên người chúng ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh cho chúng ta tinh tế nói tới. Ta vội vàng thúc giục nói, sợ hòa thượng thời gian không đủ, đến lúc đó giảng một nửa hai chân đạp một cái, người đi. Hòa thượng nói, cái này sự tình còn phải từ mười mấy năm trước nói lên. Khi đó mập hòa thượng có một cái làm cho tất cả mọi người đều e ngại họ, hắn họ Thiên. Không sai, hắn chính là âm hành tứ đại gia tộc đứng đầu Thiên gia hậu nhân, hắn gọi Thiên Mãn. Hòa thượng nói chuyện này, so vừa rồi còn muốn rung động, ba người chúng ta người đột nhiên liền ngây người, đều cùng đầu gỗ đồng dạng đứng, miệng há to, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Mập hòa thượng là yêu tăng thì thôi, thế mà còn là Thiên gia hậu nhân, theo tuổi tác cùng bối phận. Vậy hắn cùng trời một không phải liền là huynh đệ. Mập hòa thượng cùng trời một thế mà là huynh đệ. Ta dựa vào, tin tức này, không được, ta phải nghỉ ngơi dưới, không phải trái tim chịu không được,
hòa thượng nói sự tình, một kiện so một kiện rung động. Chẳng qua hòa thượng đã không có thời gian, có thể hay không nói xong vẫn là ẩn số, chắc chắn sẽ không chờ chúng ta chậm rãi tiêu hóa, dù cho sự thật phi thường rung động, hắn vẫn là tiếp tục dáng chống đỡ nói xuống dưới. Hòa thượng còn mơ hồ nhớ kỹ, khi đó Nguyên Không đại sư mang thiên mãn trở về thời điểm, đại khái mới 4-5 tuổi dáng như vậy, người khác là hôn mê, quần áo rách rách dưới dưới, khắp khuôn mặt là dơ bẩn vừa đen, trên thân còn có tổn thương, cánh tay cùng chân đều có máu. Nguyên Không đại sư nói, đây là bị sói tổn thương, nếu như hắn đi muộn một bước, đoán chừng đứa nhỏ này cũng chỉ còn lại có xương cốt. Ngay từ đầu hòa thượng cũng xem thường, người xuất ra lòng dạ từ bi, Nguyên Không đại sư cũng không ít nhặt hài tử trở về nuôi dưỡng, chính hắn năm đó cũng là bị Nguyên Không đại sư kiếm về đứa trẻ bị vứt bỏ, chẳng qua khi hắn biết đứa nhỏ này thân thế về sau, lập tức trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Hòa thượng nói, thiên gia kia là cỡ nào cường đại gia tộc, vì sao đem mình tử tôn ném tới dã ngoại, còn kém chút để sói cho ăn, chẳng lẽ đứa nhỏ này phạm cái gì tội không thể tha thứ được. Liền xem như, cái kia cũng chỉ là một đứa bé, không cần đến hạ như thế ngoan thủ a. Nguyên Không đại sư thở dài, nói sự tình cực kỳ phức tạp, đứa nhỏ này bị ném bỏ, là bởi vì trên người hắn có đồ không sạch sẽ, thiên gia người không thể khu trừ, chỉ có thể phong ấn, nhưng cái này đồ không sạch sẽ liền cùng một quả bom hẹn giờ đồng dạng, một ngày không khu trừ, về sau cũng có thể nguy hại thiên gia, nguy hại âm hành, thậm chí nguy hại tất cả người vô tội. Thiên gia người không có cách nào, chỉ có thể đem hài tử ném tới dã ngoại, có thể hay không sống, toàn bộ nhờ hắn bát tự có cứng hay không. Nguyên Không đại sư biết về sau, thực sự không đành lòng, bởi vì hài tử là vô tội, thế là liền đi đem hài tử cứu trở về. Hòa thượng nghe được cái này, hít vào một ngụm khí lạnh, nói lấy người nhà họ thiên thực lực, thế mà khu trừ không được cái này đồ không sạch sẽ, cái đồ chơi này được nhiều tà môn. Kia đồ không sạch sẽ, đến cùng lại là cái gì? Nguyên Không đại sư lắc đầu, chết sống không chịu nói, cái này sự tình trừ thiên gia người cùng hắn, tuyệt đối không thể để người khác biết. Nếu là bí mật, hòa thượng cũng không tốt lại tiếp tục hỏi, nhưng cân nhắc lợi và hại về sau, hắn bắt đầu phản đối thiên mãn gửi nuôi tại trong miếu, người nhà họ thiên đều sợ đồ vật, cái kia cũng rất có thể sẽ nguy hại đến chùa miếu, cái này tương đương với buộc quả bom hẹn giờ, ai biết cái kia phong ấn sẽ lúc nào giải khai. Nguyên Không đại sư nói, đây là một cái mạng, hắn không thể bởi vì một cái không ổn định nhân tố, liền đem một đầu sinh mệnh cho xóa bỏ, thượng thiên có đức hiếu sinh. Bọn hắn Phật gia càng là lòng dạ từ bi, đứa nhỏ này, hắn nuôi định, về phần về sau hắn đi cái gì đường, sẽ thành vì hạng người gì, liền xem thiên ý. Nguyên Không đại sư khăng khăng muốn lưu, hòa thượng cũng không dám nói gì, dù sao cũng là chủ trì thêm sư phó, sư mệnh không thể trái, chẳng qua cuộc sống về sau, hòa thượng đều tại chăm chú nhìn thiên mãn, sợ hắn làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Thiên mãn hoàn toàn chính xác cùng những đứa trẻ khác không giống. Trên người hắn luôn có một cỗ yêu khí, nhưng cùng còn lại phân biệt không ra là cái gì yêu, tựa như là nhân khí tự nhiên tu luyện được yêu thể. Động vật thành tinh về sau, chúng ta xưng là yêu, người kia đâu? Cũng có yêu, dĩ nhiên không phải Thái Lan loại kia, là tu luyện một chút bằng môn tà đạo bí pháp, để thân tâm của mình phát sinh biến hóa, trên thân cũng sẽ bắn ra một cỗ như ẩn như hiện yêu khí. Loại người này hội trưởng thọ, có thậm chí có thể sống đến 300 tuổi, lợi hại, có thể dung nhan bất lão. Nhưng loại này đã không phải là người, đến cùng là cái gì, không có người nói rõ được, bởi vì cũng chưa từng xuất hiện loại người này không người, yêu không yêu đồ vật. Nhưng thiên mãn mới mấy tuổi, làm sao có thể tu luyện loại kia bí pháp, mà lại trên người hắn yêu khí như có như không, liền Nguyên Không đại sư đều nói không rõ là cái chuyện gì xảy ra. Còn có, thiên mãn đi vào Thánh Nguyên miếu về sau, liền mất trí nhớ, đối trước kia tất cả mọi chuyện đều không nhớ nổi, vốn là nhỏ, ký sự năng lực kém. Hiện tại mất trí nhớ liền càng thêm đừng nghĩ tại trong miệng hắn moi ra lời gì, liền tên của mình đều quên đi, trước kia xảy ra chuyện gì làm sao có thể sẽ còn biết, thế là Nguyên Không đại sư liền cho hắn lên cái pháp hiệu, tuệ không. Thiên mãn đầu mấy năm thời điểm, còn không có việc gì, cùng người bình thường đồng dạng, chỉ có điều tiểu tử này ăn được nhiều, càng ngày càng béo, người cũng sáng sủa yêu cười, cùng tất cả vui vẻ tiểu mập mạp đồng dạng, cái này khiến hòa thượng cùng Nguyên Không đại sư đều hơi buông xuống một điểm tâm. Chẳng qua thiên mãn 15 tuổi năm đó phát sinh một kiện dùng mình sự tình, để hòa thượng viên kia nỗi lòng lo lắng lại một lần nữa treo lên tới. Có thiên ban đêm, thiên mãn gian phòng bên trong thế mà truyền ra giọng của nữ nhân, hòa thượng trong lòng lạc một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu tử này thế mà đem nữ nhân mang vào miếu.
còn giấu trong phòng, đây chính là phạm đại giới. Hòa thượng tức giận, một chân liền đem thiên mãn cửa cho đá văng, nhưng để hắn không tưởng được chính là, trong phòng cũng không có nữ nhân, cái kia giọng của nữ nhân, thì là thiên mãn phát ra tới. Thiên mãn chẳng những phát ra giọng của nữ nhân, còn hóa nữ nhân trang dung, nhìn qua buồn nôn chi cực. Sư huynh, tìm ta chuyện gì? Thiên mãn tay vê lan hoa chỉ, đối hòa thượng dùng nữ nhân giọng hát nói ra. Hòa thượng giật nảy mình, còn tưởng rằng thiên mãn quỷ nhập vào người, vội vàng vì thiên mãn cách làm, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, thiên mãn thế mà một trưởng liền đem hắn cho đánh ra ngoài, thực lực là bình thường gấp 10 trái phải. Hòa thượng vào cửa sớm, vô luận Phật Pháp vẫn là thân thủ, đều so thiên mãn cao hơn ra rất nhiều, tăng thêm vì hạn chế về sau thiên mãn đối chùa miếu nguy hại. Kỳ thật nguyên không đại sư cũng không có dạy qua hắn bao nhiêu thứ, cùng hòa thượng so, thiên mãn quả thực có thể nói là chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng lại tại vừa rồi, thiên mãn lại một trưởng đem hòa thượng cho đánh ra ngoài. Hòa thượng ho hai tiếng về sau, hơi kinh ngạc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, quỷ nhập vào người cũng không có lợi hại như vậy a. Chẳng lẽ cái này quỷ là thiên cương la sát sao? Hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không ổn, cũng không dám lại đi vào. Vội vàng tìm đến sư phó nguyên không đại sư. Nhưng chờ hai người bọn họ đi vào trung thiên mãn gian phòng về sau, thiên mãn nhưng không thấy. Nguyên không đại sư hô to hỏng bét, vội vàng triệu tập đệ tử điều tra, có thể tìm lượt chỉnh tòa chùa miếu cũng không thấy có người, về sau chỉ có thể lục soát núi, nhưng núi quá lớn, mãi cho đến hừng đông cũng không có tìm được thiên mãn. Sáng ngày thứ hai mặt trời lúc đi ra, đột nhiên chân núi cách đó không xa một cái thôn dân liền lên chùa miếu cầu cứu. Nói trong làng nữ nhân đều không có, sự tình rất cổ quái, hơn nữa cách cục cảnh sát lại xa, điều tử trong thời gian ngắn đuổi không đến, cho nên hắn liền lên núi mời Nguyên Không Đại Sư hỗ trợ. Nguyên Không Đại Sư nghe xong, vội vàng mang theo chúng đệ tử xuống núi, chờ đến thôn trang thời điểm, phát hiện trong làng rất nhiều cô gái xinh đẹp trẻ trung cũng không thấy, làng loạn cả một đoàn. Nguyên Không Đại Sư hỏi thăm tình huống cụ thể sau mới biết được, nguyên lai tối hôm qua có một cái hòa thượng xông vào thôn trang. Nhưng thân pháp của hắn rất quỷ bí, chỉ có một cái đại quang đầu tại trên cửa sổ phiêu một chút liền không gặp, chờ người trong nhà đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra thời điểm, trở về nữ nhân liền không gặp, cùng gặp tà giống như. Trong làng các lão nhân nói, đều là quỷ hồn tại quấy phá, có thể là trong miếu chết đi hòa thượng có oán khí, hạ thôn đến ngoặt nữ nhân, lúc này mới phái người lên núi mời Nguyên Không Đại Sư. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, hòa thượng cùng Nguyên Không Đại Sư biết. Đây hết thảy đều là thiên mãn dở trò quỷ, Nguyên Không Đại Sư càng là lo lắng lẩm bẩm một câu, hỏng bét, đứa nhỏ này phong ấn, buông lỏng. Hòa thượng nghe tự biết không ổn, vội vàng mang theo chúng đệ tử phân tán tại làng chung quanh tìm kiếm, nhưng làm sao cũng không tìm tới thiên mãn, về sau, vẫn là Nguyên Không Đại Sư tại Thánh Nguyên núi một chỗ sơn động tìm được hắn. Thánh Nguyên Đại Sư không thấy người, liền biết thiên mãn ở chỗ này sơn động, hắn trực tiếp liền đối sơn động quát to một tiếng, nghịch đồ. Còn không ra, tránh bên trong thương thiên hại lý sao? Lúc này sơn động truyền ra thiên mãn thanh âm, sư phó, ta sợ hãi, sư thúc bắt lấy nhiều nữ nhân, hắn. Hắn là yêu. Hòa thượng nghe có chút mộng, cùng Nguyên Không Đại Sư hai mặt nhìn nhau về sau, nói cái gì sư thúc, Nguyên Không Đại Sư tất cả sư đệ đều xuống tới, không đều ở bên người sao? Chạy thế nào sơn động đi? Nguyên Không Đại Sư A-di-đà Phật một câu, đột nhiên nói, đứa nhỏ này. Thảm tao gia tộc vứt bỏ, tại tiếp nhận thống khổ to lớn về sau, hắn sinh ra nhân cách phân liệt, mà bị phong ấn cái kia không sạch sẽ đổ vật, liền giấu ở bọn hắn trong đó một nhân cách ở trong. Hòa thượng nghe xong, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nếu thật là dạng này, vậy nói rõ một nhân cách khác vô cùng nguy hiểm, bởi vì thiên mãn bình thường cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, khả năng phong ấn nới lỏng, dẫn đến tối hôm qua một nhân cách khác tính cả cái kia đồ không sạch sẽ cùng một chỗ chạy đến. Nguyên Không Đại Sư lúc này lại đối cửa hang hô lớn, Tuệ Không, ngươi đừng sợ, trước ra tới, sư phó cùng tất cả mọi người chờ ngươi ở bên ngoài đâu. Ta cũng muốn, nhưng sư thúc hắn không để ta ra ngoài, còn có những nữ nhân này, các nàng. Các nàng tối hôm qua đều bị, Thiên Mãn ấp úng nói. Nguyên Không Đại Sư nghe xong, tâm liền gấp, Thiên Mãn ấp úng, cũng không biết người ở bên trong là sống hay chết, mạng người quan trọng, Nguyên Không Đại Sư cũng không do dự nữa. Phân phó mọi người tại cửa hang trông coi, sau đó một đầu đâm vào cửa hang. Nguyên Không Đại Sư đi vào, đám người liền nghe được một trận chửi rủa âm thanh, con lừa chọc, ngươi ngăn không được ta, niệm tình ta cùng ngươi sư đồ một trận, ta lưu ngươi đầu toàn thây.
Thanh âm này rất là kỳ quái, không phải thiên mãn, mà là một cái nam nhân cùng một nữ nhân, phía trước nửa câu là giọng nam, nửa câu sau là giọng nữ, khi thì còn phát ra bén nhọn giọng hát điều, dù cho hiện tại là giữa trưa, đám người nghe vẫn là dùng mình. Lời này vừa ra tới, liền nghe được thanh âm đánh nhau, đại khái nửa giờ sau, liền đình chỉ, không bao lâu Nguyên Không đại sư liền đem thiên mãn ôm ra tới, hai người bọn họ toàn thân đều là máu, thiên mãn đã ngất đi, trên thân còn nửa mặc cổ quái nữ nhân quần áo, nhìn xem có chút quỷ dị. Nguyên Không đại sư nói, cái này chuyện lớn nhà tuyệt đối đừng nói ra, liền đối các thôn dân nói hung thủ chạy, các ngươi cái gì đều không nhìn thấy, còn có, trong động nữ nhân mặc dù đều bị ích, nhưng không nguy hiểm tính mạng, các ngươi đem bọn hắn đưa trở về đi. Hòa thượng nghe xong, rất là kinh ngạc, người xuất gia không nói dối, lần này Nguyên Không đại sư bởi vì thiên mãn, muốn toàn chùa miếu người đều nói dối, hắn cùng thiên mãn sư đồ tình cũng quá sâu đi. Sư mệnh khó vi phạm, hòa thượng cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Nguyên Không đại sư nói đi làm. Hòa thượng cùng mọi người cùng nhau đi vào sơn động về sau, nhìn xem một màn trước mắt là vừa thẹn vừa hận, hơn 40 nữ nhân ngổn ngang lộn xộn nằm ở trong sơn động, trên thân cái gì cũng không có. Có chút trên đùi còn có vết máu đoán chừng rất nhiều vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Dù sao tiểu sơn thôn nữ nhân, truyền thống mộc mạc, lần này thiên mãn chộp tới ăn đạn cũng không đủ, quá thương thiên hại lý, Nguyên Không đại sư vậy mà dạng này còn bao che hắn, tư tâm quá nặng đi. Tuy nói bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật, nhưng đây quả thực tội ác tày trời, thả 10 lần đồ đao cũng không được. Tất cả hòa thượng đều đem tăng y đắp lên nữ nhân trên thân, sau đó mới đem các nàng cõng xuống núi. Đưa về sau khi, ai cũng không dám chống lại Nguyên Không đại sư mệnh lệnh, nói ở trong sơn động phát hiện, chính là không thấy hung thủ, khả năng chạy. Các thôn dân kêu trời trách đất về sau, đều nói là tối hôm qua hòa thượng kia làm, mặc dù người chưa bắt được, nhưng tất cả mọi người cho hòa thượng này lấy cái danh tự, gọi yêu tăng, còn tin đồn ra rất nhiều khác biệt phiên bản. Trở lại chùa miếu về sau, hòa thượng liền không vui lòng, vội vàng chất vấn Nguyên Không đại sư tại sao phải bao che thiên mãn. Liền hắn làm ra điểm kia sự tình, chết 10 lần đều không đủ. Nguyên Không đại sư cho mình liệu xong tổn thương về sau, mới lời lẽ khuyên nhủ chắp tay trước ngực nói cái này sự tình là yêu tăng làm, không phải tuệ không, cũng không phải thiên mãn, ta làm sao bao che hắn rồi. Thiên mãn cái gì cũng không biết, cũng không có làm, hắn dựa vào cái gì phải vì thế mà trả giá đắt. Hòa thượng bị Nguyên Không đại sư vừa nói như vậy, lập tức á khẩu không trả lời được, coi như tại pháp luật đi lên giảng. Người không biết cũng là vô tội, kỳ thật thiên mãn lúc này cùng mộng du không sai biệt lắm, đối cái gì đều không biết chút nào, nhưng nếu như đem hắn giao cho thôn dân, vậy khẳng định là bị loạn côn đánh chết, Nguyên Không đại sư nói đến cũng có chút đạo lý. Kia, vậy sau này, người làm sao cam đoan sẽ không xuất hiện chuyện giống vậy? Hòa thượng hỏi. Nguyên Không đại sư gọi hòa thượng không cần lo lắng, hắn lần này chẳng những đem nhân cách kia đả thương, còn ra cố phong ấn. Nếu như không có người tận lực giúp thiên mãn mở ra phong ấn, kia đồ không sạch sẽ, rốt cuộc không thể ra tới. Đã Nguyên Không đại sư nói như vậy, hòa thượng kia cứ yên tâm, chỉ có điều hòa thượng từ nay về sau đối thiên mãn phi thường nghiêm ngặt, đồng thời 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 khắc khắc đô dám nhìn hắn, sợ hãi còn phát sinh chuyện lúc trước cho nên. Chẳng qua thiên mãn cũng không thèm để ý, y nguyên giống như trước kia, ăn no thì ngủ, ngủ xong niệm kinh, đọc xong kinh lại ăn. Sinh hoạt cùng người đều không có bất kỳ cái gì dị thường, chính là càng dài càng béo, đã trưởng thành cái 200 cân đại mập mạp, mỗi ngày đều cười ha hả, người cũng hiền hòa, tuyệt không như cái cùng hung cực ác người xấu. Ngay tại hòa thượng coi là tất cả mọi chuyện đều đi qua thời điểm, đột nhiên có một ngày, lại phát sinh sự cố. Ngay tại trước đó không lâu một đêm bên trên, hòa thượng đột nhiên phát hiện Nguyên Không đại sư đổ vào miếu đường, khóe miệng còn mang theo tơ máu, hòa thượng vội vàng lay tỉnh Nguyên Không đại sư. Hỏi chuyện gì xảy ra, đồng thời, hòa thượng còn nghe được một tia quỷ dị âm khí, hòa thượng hơi kinh ngạc, đến cùng là cái gì quỷ hồn, lại có lá gan xông vào chùa miếu. Chùa miếu có Phật, đặc biệt là hương hỏa cường thịnh chùa miếu Phật tượng càng thêm lợi hại, đừng nói tiến đến, phổ thông quỷ đoán chừng tới gần đều sẽ tan thành mây khói, liền lệ quỷ cũng là vạn vạn không dám vào đến, sẽ bị chấn động đến toàn thân phát run, cho nên thánh nguyên miếu phương viên trăm dặm, đều tuyệt đối không có khả năng quỷ quái. Lần này lại có quỷ xông tới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Không đại sư tỉnh lại câu nói đầu tiên là, tuệ không, nhanh. Mau đi xem một chút hắn. Hòa thượng biết xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới thiên mãn gian phòng, quả nhiên người hắn đã không tại, cùng lần trước đồng dạng, hòa thượng vội vàng phát tán mọi người đi tìm,
nhưng lần này cái kia cũng không tìm tới, làng cũng không có liên quan tới tung ảnh của hắn. Hòa thượng chỉ có thể chờ đợi Nguyên Không đại sư tổn thương về sau, tự mình hỏi hắn sao đến cùng chuyện gì xảy ra.